Dương quá, Mạc Sầu, không biết là tới từ thế lực nào. Khẽ thở dài, nữ tử áo tím lập tức rời khỏi phòng. Trong thành Cự Giang, sau khi rời khỏi đình viện Lục Lâm Thiên lập tức ngoài nhìn lại. Trên đình viện lúc này có một bí văn cấp hiệu được điêu khắc ở bên trên. Mà đình viện vừa rồi cũng cực kỳ bình thường. Người bình thường sợ rằng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi đó chính là một chỗ liên lạc của Thiên Địa Các. Mà nếu như hắn không biết rõ về Thiên Địa Các, cho dù là đi ngang qua cũng không có cách nào biết rõ bí mật ở bên trong. Thiên Địa Các này quả thực vô cùng thần bí. Vào đêm, trong thành Cự Giang vẫn vô cùng náo nhiệt, dòng người không giảm, trái lại còn tăng thêm. Mà một ngày đi dạo, Lục Lâm Thiên lúc này đối với thành Cự Giang cũng có chút lý giải. Trong thành có người ra tay là chuyện bình thường, đây là địa phương thực lực phi tôn A. Mà lúc xế chiều Lục Lâm Thiên cũng thăm dò được tin tức về đấu giá hội ngày mai do Vạn Tượng Thương Hội tổ chức. Trong thành Cự Giang cơ hồ mỗi ngày đều có đấu giá hội, mà Vạn Tượng Thương Hội trong thành Cự Giang này cũng không tệ. Thế lực vô cùng lớn, mà nghe nói ngày mai có bảo vật đấu giá, lúc này hội đấu giá của Vạn Tượng Thương Hội đang được không ít người chú ý. Sau khi màn đêm bao phủ trời cao, Lục Lâm Thiên nhanh chóng tìm một khách điếm đặt chân. Thuê hai gian phòng tốt nhất, trong phòng Tiểu Long nhanh chóng chui ra rồi hóa thành hình người. Nó chu miệng tỏ vẻ vô cùng bất mãn, thế nhưng cũng không có cách nào khác. Trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này không ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ ngày mai. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên không khỏi tính toán về những nguy hiểm mà ngày mai gặp phải. Hộ tống người khác tới thành Vạn Hạp, từ thành Cự Giang tới thành Vạn Hạp, cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ mất mấy ngày mà thôi. Nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm, Lục Lâm Thiên vốn không dám nhận. Đây chính là nhiệm vụ tương đương với cấp bậc vũ xuất cửu trọng. Tuy coi là nhiệm vụ của vũ xuất cửu trọng thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ. Thời điểm còn là vũ xuất tứ trọng hắn dốc sức liều mạng một phen cũng có thể chống lại Diễm Băng Song Xuất. Lúc này thực lực của hắn lại đột phá không ít, muốn đối phó với vũ xuất cửu trọng hẳn không hề khó. Thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ, Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường. Huống chi lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ dùng thân phận linh giả, như vậy càng có thể dễ dàng che giấu thân phận của mình. Một lát sau, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, lập tức hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Hôm sau, khi sắc trời vừa sáng, đấu giá hội của Vạn Tượng Thương Hội sắp mở màn. Khi Lục Lâm Thiên và Bạch Linh tới Vạn Tượng Thương Hội thì dòng nước tới đây đã chật như nêm. Diện tích của Vạn Tượng Thương Hội này vô cùng khổng lồ. Chính là một kiến trúc hình tròn chừng mấy vạn thước, cao chừng 10 trượng, cực kỳ to lớn. Đấu giá hội hôm nay tổ chức ngay ở bên trong. Lúc này bên ngoài đấu giá hội có không ít đại hán áo đen đang đứng bên ngoài. Cả đám đều có khí thức cường hãn, trên người tràn ngập sát khí nhàn nhạt, đang duy trì trật tự bên ngoài của Vạn Tượng Thương Hội. Lục Lâm Thiên nhìn qua, những đại hán này đều có tu vi vũ phách. Xem ra thực lực của Vạn Tượng Thương Hội này cũng không kém. Bên trong cổ vực không có tiếng mấy, thế nhưng lực cũng rất cường hãn. Lục Lâm Thiên lập tức cười khổ một tiếng. Vạn Tượng Thương Hội này nếu không có thực lực làm sao có thể đặt chân ở thành Cự Giang này. Trong nơi hỗn loạn như vậy mà có một nơi đặt chân lớn như thế, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn dòng người bốn phía, Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ rung động. Dòng người này so với Trấn Hoa Môn hiện tại giống như Đại Vu gặp Tiểu Vu. Trấn Hoa Môn hoàn toàn không thể so sánh được với nó. Trong đám người qua lại, có không ít người mặc trang phục khác nhau. Cũng có không ít người mang mặt nạ, áo choàng. Khi Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh tiến vào đấu giá hội cũng mất 1.000 kim tệ khiến cho Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ không thôi. Giá vào cửa của Vạn Tượng Thương Hội này quả thực rất cao. Phí vào một người là 500 kim tệ, không phải đắt bình thường. Mà sau khi tiến vào đấu giá hội, Lục Lâm Thiên càng giật mình hơn. Nhân số trong này không dưới 5 vạn, phân bố ở chung quanh. Trong đám người đông nghịt này tiếng ồn ào. Nghị luận hội tụ lại cùng một chỗ tạo thành thanh âm ầm ĩ vang lên trong tai mỗi người ở đây. Nhiều người như vậy, phí vào một người là 500 kim tệ. Lục Lâm Thiên cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Vạn Tượng Thương Hội này chỉ cần dựa vào phí vào cửa cũng có thể thu được lợi nhuận mấy ngàn vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên chọn một gian phòng trên lầu 3. Bạch Linh không thích địa phương nhiều người cho nên Lục Lâm Thiên mới chọn một phòng trên lầu 3. Lần này khiến cho Lục Lâm Thiên lại mất thêm 5 vạn kim tệ. Một phòng trên lầu 3 là 5 vạn kim tệ. Lúc Lục Lâm Thiên giao kim tệ, trong nội tâm thầm mắng một câu. Kháo, các ngươi đi cướp tiền sao?
Sau khi phục hồi tinh thần lại, mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Quả thực cái này so với cướp đoạt còn ác hơn nhiều, rất có phong phạm của ăn cướp. So với chém giết mà cướp được còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần ngồi một chỗ là có người đưa tiền đến cửa. Vô dụng nhẹ nhàng. Đến lầu 3, từ trên cao nhìn xuống đám người đông nghịt phía dưới. Bốn phía xung quanh cũng có hơn chục phòng như vậy. Lúc Lục Lâm Thiên đi ngang qua, bên trong những căn phòng này có không ít vũ giả vũ xuất và linh xuất. Có lẽ những người ngồi ở chỗ này cũng không phải là người bình thường. Những người mang mặt nạ có lẽ đều là cường giả ở bên ngoài. Mà những người không che mặt kia có lẽ đều là người có danh tiếng trong thành Cự Giang. Mỗi gian phòng đều vô cùng trang nhã, đang không ngừng nghị luận, bàn tán về đấu giá hội hôm nay. Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh vào gian phòng của mình. Hai người chưa ngồi xuống được bao lâu thì lập tức có người đưa tới hoa quả tươi cùng với rượu ngon. Đông. Một lát sau, trong phòng đấu giá ầm ĩ đột nhiên vang lên một tiếng chuông trầm thấp. Sau khi tiếng chuông này vang lên, tiếng ầm ĩ trong đấu giá hội dần dần yếu đi, cuối cũng hoàn toàn tĩnh lặng. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức nhìn vào trên bàn đấu giá. Dưới ánh mắt của mấy vạn người, một đạo thân ảnh linh lung chậm rãi hiện lên. Đây là một nữ tử nhìn qua vô cùng yểu điệu, niên kỷ chừng 30, ánh mắt ngập nước, trên người mặc một bộ cung trang, non nửa bộ ngực như ẩn như hiện dưới bộ cung trang, cùng với một rãnh sâu hút hồn lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của những nam nhân có mặt. Ngũ quan của nàng không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng nhìn vào khiến cho người ta cực kỳ thoải mái, vô cùng dễ nhìn, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia, hiện lên vẻ cơ trí. Nàng này bước về phía trước đi tới bàn đấu giá, thân ảnh mềm mại khiến cho mọi người nhìn vào không rời mắt, nữ tử này nhìn mọi người, khẽ mỉm cười rồi nói. Kẻ hèn này là người phụ trách đấu giá của Vạn Tượng Thương Hội ngày hôm nay. Trong đấu giá hội nếu như có gì sơ sót mong chư vị lượng thứ. Thanh âm mang theo chân khí lọt vào tai tất cả mọi người có mặt. Vừa mới nói xong, nữ tử này nhanh chóng xoay người thi lễ với mọi người, quả thực là đủ lễ nghĩa. Hoàng đan trưởng lão, nhanh bắt đầu đi, ai dám nháo sự hắc hùng ta sẽ giúp nàng bổ sống hắn. Hắc hùng, bằng vào chút thực lực của ngươi mà cũng dám có ý tứ với hoàng đan trưởng lão sao? Hoàng đan trưởng lão, nhanh bắt đầu đi, hôm nay có vật gì tốt, mau lấy ra nhìn xem. Sau khi nữ tử này thi lễ, trong đại sảnh lập tức vang lên không ít tiếng gầm. Dường như nữ tử này trong thành Cự Giang cũng có danh khí khá lớn. Ánh mắt nữ tử này biến đổi, lập tức nhìn bốn phía khẽ mỉm cười, sau đó phất tay ý bảo mọi người im lặng rồi nói. Chư vị, kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá hôm nay chính là đan dược lục phẩm cao giai thanh hồn đan. Đối với vũ giả đột phá vũ vương ngưng tụ hồn anh mà nói có không ít tác dụng. Giá ban đầu là 2.000 vạn kim tệ, một lần tăng giá không thấp hơn 50 vạn kim tệ. Thanh hồn đan. Lục Lâm Thiên bất ngờ, không nghĩ tới trong đấu giá hội này kiện đồ vật thứ nhất chính là đan dược lục phẩm cao giai. Quả thực không giống bình thường, thanh hồn đan này coi như là trong đan dược lục phẩm cũng chính là tồn tại đỉnh phong. Đối với vũ giả đột phá vũ vương ngưng tụ hồn anh mà nói vô cùng quan trọng, đây quả thực chính là bảo vật mà tất cả vũ xuất cửu trọng đều muốn có. 2.100 vạn kim tệ, 2.200 vạn kim tệ. Bốn phía lúc này bắt đầu điên cuồng ra giá. Đại bộ phận người ra giá đều là vũ xuất. Lục Lâm Thiên đối với thanh hồn đan không có hứng thú quá lớn. Thanh hồn đan này mặc dù tốt thế nhưng hắn đã dùng qua vũ linh thánh quả. Mặt khác tới lúc đột phá vũ vương hắn cũng có đan dược khác để dùng cho nên không nhất định phải đoạt thanh hồn đan này. Trong này có không ít vũ xuất a. Bên người Lục Lâm Thiên. Bạch Linh khẽ mở miệng nói. Lục Lâm Thiên đã sớm âm thầm dò xét chung quanh. Trong phòng đấu giá này, người có tu vi vũ xuất, linh xuất sợ rằng cũng trên 200-300 người. Nhiều vũ xuất cùng với linh xuất như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ giật mình. Trong thành Cự Giang này quả thực cường giả như mây, mà đây chỉ là ở bên trong một phòng đấu giá mà thôi. Nếu tính toàn bộ trong thành Cự Giang, số lượng cường giả sợ rằng phải tới một con số vô cùng khủng bố. Cường giả quả thực không ít. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Bất quá hắn cũng nhìn ra, vũ xuất cùng linh xuất trong phòng đấu giá này, cường giả cao giai vô cùng ít. Lần này lại phiền nàng theo ta, đa tạ. Lục Lâm Thiên đột nhiên quay đầu nói với Bạch Linh đang đeo mặt nạ màu trắng. Đây là điều kiện mà ta từng đáp ứng ngươi. Bạch Linh khẽ nói, khuôn mặt mang theo mặt nạ cho nên không nhìn thấy biểu hiện.
thế nhưng nhìn qua thân thể được bộ y phục màu trắng bao bọc, cùng đôi ngọc thỏ kia khiến cho Lục Lâm Thiên không nhịn được mà có xung động muốn nhào vào trong đó. Nhưng Lục Lâm Thiên rất sáng suốt khắc chế loại xung động này. Dùng tính tình của Bạch Linh mà nói, nếu như hắn làm như vậy có lẽ nàng sẽ nuốt sống hắn. Ta vẫn phải đa tạ nàng. Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt Bạch Linh khẽ đổi, nhìn Lục Lâm Thiên. Đối với thanh âm ầm ĩ trong phòng đấu giá, hai người dường như đều bỏ qua ngoài tai, cũng không có hứng thú. Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau lập tức phân ra, mang theo một chút khác thường. Chừng nào thì ngươi trở lại Vân Dương Tông, nếu không quay về chỉ sợ Hồng Lăng và Vô Song sẽ tính sổ với ngươi. Trong lúc bối rối, Bạch Linh nhanh chóng tìm được chủ đề. Đợi có thời gian thì trở về đi, gần đây đều bận rộn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi rồi nói. Trên Vân Dương Tông, Phụ Mẫu, Sư Phụ, còn có Vô Song và Hồng Lăng A. Hơn 2 năm không gặp, trong nội tâm hắn vô cùng nhung nhớ, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ. Hiện tại thân nhân của mình ở Vân Dương Tông không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cũng khiến cho hắn an tâm nhất, dùng thực lực Vân Dương Tông hiện tại, cho dù là Linh Vũ Giới cũng không dám đi trêu chọc. Sự tình ngươi cùng Tiểu Linh, chẳng lẽ không sợ Hồng Lăng ăn dấm sao? Bạch Linh nói, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ. Cái này, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự xấu hổ, không nói tiếp. Chư vị! Vật đấu giá thứ tư ngày hôm nay là một cỗ khôi lỗi thất giai sơ kỳ. Lúc này trong tai Lục Lâm Thiên vang lên thanh âm của nữ tử phía dưới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ giật mình, nhanh chóng nhìn xuống phía dưới. Mấy chữ khôi lỗi thất giai sơ kỳ khiến cho Lục Lâm Thiên chấn động. Khôi lỗi thất giai sơ kỳ, đây không phải là vật phàm A. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn xuống. Lúc này trên đài đấu giá xuất hiện một khôi lỗi màu vàng cao gần một trượng. Toàn thân khôi lỗi vàng óng, sáng bóng. Khôi lỗi này tựa như một thạch nhân, có cánh tay cực lớn. Thế nhưng tay lại giống như móng vuốt, mà lại là móng vuốt của chim ưng. Khóe miệng còn có răng nanh bén nhọn, không biết là luyện chế từ tài liệu gì. Từng cỗ hàn quang từ trên khôi lỗi bắn ra. Cả khôi lỗi này lúc này có chút ảm đạm, thế nhưng quanh thân trong lúc vô hình có khí tức cường hãn tỏa ra. Khôi lỗi thất giai sơ cấp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào khôi lỗi thất giai sơ cấp này. Khôi lỗi thất giai sơ cấp, thực lực thấp nhất cũng tương đương với Vũ Vương nhất trọng. Loại khôi lỗi này không ai muốn lấy ra đấu giá A. Không ngờ hôm nay hắn lại gặp phải. Khôi lỗi này vừa xuất hiện, giờ phút này trong tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên, lúc này có không ít cường giả đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào khôi lỗi thất giai sơ cấp. Khôi lỗi thất giai sơ cấp, không phải là phàm vật. Chư vị. Đây là khôi lỗi thất giai sơ cấp, nó đã được cường giả Vạn Tượng Thương Hội ta kiểm tra. Tuyệt đối là khôi lỗi thất giai sơ cấp hàng thật giá thật. Khôi lỗi này cũng đã bị hao tổn, muốn chữa trị sợ rằng không dễ dàng. Nhưng tài liệu khôi lỗi thất giai này, nếu như có thể hòa tan mà nói, có lẽ ít nhất có thể luyện chế ra một cỗ khôi lôi lục giai trung cấp. Hoặc là nếu như vận khí tốt thì còn có thể luyện chế ra một cỗ khôi lỗi lục giai cao cấp cũng không chừng. Nữ tử gọi là Hoàng Đan kia nhanh chóng nói với mọi người. Hóa ra là hỏng. Lập tức, đại bộ phận người vốn cảm thấy cực kỳ hứng thú lập tức giảm xuống. Khôi lỗi thất giai sơ cấp bị hỏng, có lẽ đã không còn cách nào chữa trị. Ngay cả Vạn Tượng Thương Hội này cũng không sửa được cho nên mới mang ra đấu giá kiếm lại một khoản. Nếu như còn có cơ hội chữa trị mà nói, Vạn Tượng Thương Hội này sao có thể cam lòng lấy ra đấu giá. Tự mình giữ lại thì tốt hơn nhiều. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên hơi chút biến hóa, thế nhưng cũng không để ý tới bên ngoài quá lớn. Cái này nếu là khôi lỗi thất giai sơ cấp nguyên vẹn có lẽ ai cũng không muốn lấy ra đấu giá, loại bảo vệ cấp độ này không ai cam lòng bỏ đi. Bất quá nếu đã hỏng thì không giống nữa. Dựa theo lời Vạn Tượng Thương Hội này mà nói, khôi lỗi này sợ rằng đã không còn cách nào chữa trị. Chỉ có thể mua nó sau đó hòa tan lấy tài liệu luyện chế lại một lần nữa. Mà cách này sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hòa tan tài liệu khôi lỗi thất giai, Linh Xuất sợ rằng căn bản không làm được. Nếu như Linh Vương mà nói, đủ thực lực để hòa tan khôi lỗi thất giai, sau đó lại luyện chế ra khôi lỗi lục giai. Loại chuyện như vậy người thường căn bản không thừa hơi làm. Mất bao nhiêu sức lực lại không được đồ tốt, huống chi chuyện luyện chế khôi lỗi này, không phải Linh giả nào cũng biết. Chư vị! Khôi lỗi thất giai sơ kỳ hỏng này giá ban đầu là 3.000 vạn kim tệ. Một lần lên giá ít nhất là 100 vạn kim tệ.
thanh âm hoàng đan kia lại vang lên. Khi thanh âm hoàng đan chấm dứt, trong phòng đấu giá lại không xuất hiện cảnh lập tức kêu giá. Nếu như là khôi lỗi nguyên vẹn, vũ giả linh giả đều có thể mua lấy. Nhưng khôi lỗi này đã bị hỏng, vũ giả mua về không có một chút tác dụng nào. Cho dù là linh giả, người hiểu được luyện chế khôi lỗi không có bao nhiêu. Người thực lực thấp cũng biết, với tài liệu khôi lỗi thất giai, người thực lực thấp căn bản không có cách nào hòa tan. Tài liệu tuy rằng tốt thế nhưng mua về lại là sắt vụn, không có cách nào luyện hóa. Mà khôi lỗi luyện chế ra một lần nữa cũng có khả năng thất bại. Cộng tất cả chuyện này lại, cho nên hiện tại có không ít người khi trước muốn mua lập tức rút lui thẩm định lại giá trị. Cảm thấy dường như mua về cũng vẫn đắt. 3.100 vạn kim tệ. Một lát sau, rốt cuộc có người ra giá. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng hô. Âm thanh phát ra từ trong miệng một linh xuất ở lầu 2. Khí tức trên người thu liễm cho nên trong lúc nhất thời Lục Lâm Thiên cũng không đoán ra được thực lực chuẩn xác của hắn. Có lẽ là linh xuất ngũ trọng hoặc là linh xuất lục trọng gì đó. 3.200 vạn kim tệ. 3.300 vạn kim tệ. Chấm. Có người thứ nhất ra giá, lập tức có không ít người bắt đầu điên cuồng ra giá theo. Giá trị không ngừng tăng lên, mấy người ra giá này đều là linh xuất. Chỉ sau một lát, giá cả lập tức được nâng lên tới 8.000 vạn kim tệ. Dù sao ai cũng biết, tài liệu luyện chế khôi lỗi thất giai toàn bộ đều là bảo vật. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi, trong lúc mọi người ra giá Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhìn vào trên người khôi lỗi. Tuy rằng khôi lỗi đã hỏng, thế nhưng khí tức trên người vẫn không thể khinh thường. 2.3100 vạn kim tệ. Trong nháy mắt, không biết từ khi nào, giá tiền đã tăng lên 2.3100 vạn kim tệ. Sau khi Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại thì lập tức kinh ngạc. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không đắt. Khi trước hắn luyện chế khôi lỗi cấp 5 trung giai cũng đã hơn 5 ức kim tệ. Đây chính là tài liệu luyện chế khôi lỗi thất giai. Nếu tính toán dựa theo số kim tệ mà nói, ít nhất là 5 ức kim tệ không thể nào tính được. Thế nhưng không ít linh giả lúc này sợ rằng đang lo lắng đống tài liệu này khó có thể hòa tan được. Đồng thời khôi lỗi luyện chế lại kia cũng có khả năng thất bại cho nên mới không dám ra giá cao. 2.3100 vạn kim tệ, có ai ra giá cao hơn không? Trên đài đấu giá, nữ tử gọi là Hoàng Đan kia hỏi mọi người. Dường như nàng đối với cái giá 2.3000 vạn kim tệ vô cùng bất mãn. Khoảng cách với giá mà nàng dự đoán ban đầu có lẽ thấp hơn không ít. 2.3200 vạn kim tệ. Một thanh âm khàn khàn vang lên, Lục Lâm Thiên rốt cuộc ra giá. Khôi lỗi thất giai sơ cấp này mặc dù hỏng, nhưng Lục Lâm Thiên cũng không muốn buông tha. Dù sao 2.3200 vạn kim tệ đối với hắn cũng không là phải là nhiều nhặn gì. Địa bàn Thiên Tinh Tông không thu được, thế nhưng giới chỉ của Hồ Hưng Hải kia lại rơi vào trong tay Phi Linh Môn. Còn có nhẫn chữ vật của đám người Lương Bá Quang, Tùng Thanh Sơn, tài phú của mấy thế lực nhất lưu này cơ hồ đều rơi vào trong tay Phi Linh Môn. Hiện tại Phi Linh Môn không hề thiếu tiền, đặc biệt là kim tệ thì có rất nhiều, mấy ức đối với hắn mà nói không phải là con số lớn. Bất quá đối với loại thần dữ của như Lục Lâm Thiên mà nói. Hắn không quan tâm trên người có bao nhiêu tài phú, nếu như vô duyên vô cớ mà mất 100 kim tệ cũng khiến hắn đau lòng. 2.3400 vạn kim tệ. Lại có người ra giá. 2.3500 vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên tăng giá. Khôi lỗi thất giai sơ cấp này Lục Lâm Thiên đã quyết định bỏ vào trong túi. Giá tiền vẫn trong phạm vi hắn thừa nhận được, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy kêu giá mấy lần nữa, cuối cùng Lục Lâm Thiên dùng cái giá 2.5000 vạn kim tệ thu khôi lỗi thất giai này vào trong túi. Hắn cũng vô cùng vui vẻ, vô cùng đáng giá a. Cũng coi như chiếm được tiện nghi. Vài vật phẩm đấu giá kế tiếp Lục Lâm Thiên lại không có bao nhiêu hứng thú. Đều là đan dược, còn có hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Nếu như là vũ khí huyền cấp trung giai thì có lẽ Lục Lâm Thiên cũng có chút hứng thú. Thế nhưng vũ khí huyền cấp sơ giai hiện tại Lục Lâm Thiên không quá để ý. Chư vị, kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng ngày hôm nay là. Nữ tử gọi là Hoàng Đan kia dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn mọi người, rốt cuộc lúc này cũng tới kiện vật phẩm cuối cùng lên đài đấu giá. Giờ phút này, trong nháy mắt ở giữa những thân ảnh đông nghịt kia có mấy đạo khí tức mịt mờ bắt đầu nhìn lên đài đấu giá. Có lẽ bọn họ đều đến vì kiện vũ linh khí này. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Hắn đã cảm nhận được mấy đạo khí tức mịt mờ này. Toàn bộ đều không kém,
vài đạo khí thức này ít nhất cho hai người không dưới Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ. Chư vị, kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng này chính là một kiện vũ linh khí hoàng cấp gọi là Hỏa Viêm Kiếm. Trên đài đấu giá, nữ tử kia nhanh chóng tiếp nhận một hộp gấm dài trong tay một nam tử áo đen. Hộp gấm được mở ra, một thanh trường kiếm hiện lên trong mắt mọi người. Trường kiếm này không tới ba thước, rộng chừng bốn phân. So với kiếm bình thường rộng hơn một nửa. Kiếm này toàn thân đỏ thẫm, hai bên tràn ngập khí tức nóng bỏng, tựa như có hỏa diễm quanh quẩn. Tuy rằng khoảng cách không gần thế nhưng trong tâm thần Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn. Vũ linh khí không phải là thứ mà binh khí bình thường có khả năng so sánh. Mà giá trị của một kiện vũ linh khí, Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ không dưới hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Đương nhiên, huyết lục khi trước còn là vũ linh khí hoàng cấp, so với Hỏa Viêm Kiếm này còn mạnh hơn nhiều. Dù sao Hỏa Viêm Kiếm vũ linh khí hoàng cấp này không phải là bổng mạn linh khí. Trừ phi là luyện chế lại một lần nữa, nếu không vĩnh viễn chỉ là hoàng cấp mà thôi, mà huyết lục của hắn lại là vũ linh khí bổn mạng, có thể tấn cấp. Đây không phải là chuyện mà Hỏa Viêm Kiếm này có thể so sánh. Hơn nữa trên phương diện tài liệu, có lẽ Hỏa Viêm Kiếm này cũng kém hơn nhiều. Vũ linh khí, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào nó. Hôm nay trong phòng đấu giá đông nghịt như vậy, đại bộ phận người đều tới vì vũ linh khí này. Dù lúc này vũ linh khí này là vũ linh khí hoàng cấp thấp nhất cũng khiến cho toàn bộ vũ giả kích động không thôi. Bất luận là một vũ giả nào đều hy vọng mình có thể nhận được một kiện vũ linh khí. Ngay trong ánh mắt nóng bỏng của toàn trường, thanh âm của nữ tử hoàng đan kia lại một lần nữa vang lên. Chư vị, Hỏa Viêm Kiếm này không dùng kim tệ định giá. Giá thấp nhất của nó là hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Một lần lên giá là một bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Thanh âm trên đài vừa dứt, không ít người ánh mắt đang nóng bỏng lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai, có thể lấy ra một bộ vũ khí huyền cấp cao giai đã vô cùng ít ỏi như lông phượng sừng lân rồi. Thế nhưng giá của nó lại là hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai a. Người bình thường sao có thể lấy ra? Cho dù là đại môn đại phái, loại vũ khí cấp độ này tuyệt đối được bảo hộ nghiêm ngặt. Căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Người bình thường muốn thu được khó càng thêm khó. Hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Trên lầu 3, trong một căn phòng có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn vào. Lúc này người ra giá này cũng mang một mặt nạ màu xanh. Khuôn mặt được che đậy không nhìn ra bộ dáng. Trên người mặt một bộ áo dài màu xám. Bên cạnh có vài đạo hoa văn. Thực lực không kém. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này cũng nhìn chăm chú vào. Hắn nhận nhiệm vụ chính là xem ai thu được vũ linh khí này cuối cùng thì hắn phải bảo hộ đối phương đi tới thành Vạn Hạp. Đương nhiên lúc này Lục Lâm Thiên muốn xem xét kỹ. Mà đối với người có thể xuất ra hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai mà nói cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ khí huyền cấp cao giai cũng được coi như là vũ khí tầng thứ cực cao. Người này mang theo mặt nạ, sợ rằng thân phận cũng không đơn giản. Trong sảnh đấu giá lúc này vô cùng yên tĩnh. Không có ai ra giá. Hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai, cái giá này người bình thường căn bản không ai ra giá nổi. Yên tĩnh, người mang mặt nạ màu xanh lập tức thu được kiện vũ linh khí Hỏa Viêm Kiếm. Tất cả những ánh mắt, kể cả những đạo khí tức mịt mờ kia lập tức nhìn vào trên người mang mặt nạ màu xanh này. Người đeo mặt nạ màu xanh cũng thấy có không ít ánh mắt nhìn vào hắn, thế nhưng do hắn mang mặt nạ nên mọi người cũng không nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn. Lục Lâm Thiên và Bạch Linh nhìn nhau, lập tức rời khỏi lầu 3. Vật đấu giá cũng phải tới bên trong Vạn Tượng Thương Hội mới lấy được. Bên trong Vạn Tượng Thương Hội, Lục Lâm Thiên nhanh chóng móc ra ngọc tinh tạp giao 2.500.000 vạn kim tệ ra. Lúc này hắn cũng chưa kịp nhìn kỹ liền lập tức thu hồi khôi lỗi thất giai sau đó trực tiếp rời khỏi Vạn Tượng Thương Hội. 2.500.000 vạn kim tệ mua lấy một kiện khôi lỗi thất giai hỏng. Nhưng dường như người của Vạn Tượng Thương Hội dường như cũng vô cùng tiếc nuối. Bên ngoài Vạn Tượng Thương Hội, người mang mặt nạ màu xanh mặc y phục xám đã chui vào trong đám người rồi biến mất. Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh nhanh chóng theo sau. Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu mày, trong tâm thần của hắn lúc này có không ít khí tức trong phòng đấu giá vừa rồi cũng đang theo đuôi người nọ. Chuyện giết người đoạt bảo ở kiếp này Lục Lâm Thiên cũng không kỳ quái, dù sao cũng đã thấy nhiều. Mà ở trong thành Cự Giang này chỉ sợ càng không kỳ quái chút nào.
Một giờ sau Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh nhanh chóng đi ra bên ngoài thành Cự Giang. Bên ngoài thành, một mảnh sơn mạch rộng lớn. Sơn mạch này vô cùng lớn, xuyên qua mảnh núi non này, bên trái chính là thành Vạn Hạp. Lâm Thiên người này khiến cho ta có cảm giác dường như không đúng. Ánh mắt Bạch Linh khẽ đổi rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn về phía trước, thế nhưng hiện tại còn chưa phát hiện ra cái gì. Người phía trước kia trên người phát ra khí tức vũ xuất. Chỉ là người nọ cũng thu liếm khí tức cho nên không phát giác ra cấp độ thực sự. Trong sơn mạch, người mang mặt nạ áo xanh kia đang dùng ánh mắt nhìn chung quanh một lát. Các hạ, chúng ta có thể xuất phát được chứ? Lục Lâm Thiên nhanh chóng dán cấp hiệu của thiên địa các lên vai. Lập tức cùng Bạch Linh xuất hiện ở trước mặt thân ảnh màu xanh kia. Trên khuôn mặt người mang mặt nạ xanh kia, ánh mắt khẽ đảo, nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Ta chỉ muốn tìm một người, không tìm hai. Chúng ta chỉ thu của ngươi một phần thù lao, cũng không thu của ngươi hai phần. Thanh âm khàn khàn của Lục Lâm Thiên vang lên. Các ngươi còn chưa là trưởng lão chính thức của thiên địa các. Dưới mặt nạ, thanh âm trầm thấp kia lại vang lên. Ánh mắt trong mặt nạ khẽ biến đổi, nhìn vào cấp hiệu của Lục Lâm Thiên rồi nói. Có thể đưa ngươi tới thành Vạn Hạp là được rồi. Lục Lâm Thiên nói. Vậy được rồi, chúng ta đi. Người áo bào xám này nói xong, lập tức nhảy lên lưng một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ lớn đang xoay quanh bên trên. Đầu yêu thú này có tên là Phong Vũ Yêu Ưng. Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh nhìn nhau, sau đó nhìn bốn phía rồi lập tức nhảy lên lưng yêu thú phi hành. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút kỳ quái. Phi hành yêu thú này rất bình thường. Người này có thể mua được vũ linh khí hoàng cấp không ngờ tọa kỵ của hắn lại quá bình thường như vậy. Yêu thú phi hành vỗ cánh bay lên. Thân ảnh áo bào xám kia cũng không nói gì với hai người Lục Lâm Thiên nữa mà lập tức khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Bốn phía lúc này đều là sơn mạch liên nguyên, rộng lớn bao la. Lục Lâm Thiên cũng không nhìn thấy người đuổi theo. Thế nhưng hắn cũng không dám kinh thường. Một lát sau, hắn cũng lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Dựa theo tốc độ của Phong Vũ Yêu Ưng này, Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ phải mất 10 ngày mới có thể tới thành Vạn Hạp. Tốc độ của Phong Vũ Yêu Ưng không thể so sánh với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đường đi Lục Lâm Thiên vô cùng lo lắng. Dù không xuất hiện tình huống nào khiến cho Lục Lâm Thiên phải xử lý. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng không dám thả lỏng, vẫn luôn để ý chung quanh, mãi tới sáng sớm ngày thứ 8. Khi yêu thú phi hành này bay qua không trung, ở sơn cốc rậm rạp cây cối phía dưới lúc này vang lên tiếng thú minh. Sơn mạch phía dưới lúc này có vô số chim chóc bay lên bầu trời sơn mạch. Thanh âm chấn động ào ào khiến cho không khí trở nên khẩn trương hơn rất nhiều. Người mang mặt nạ màu xanh kia rốt cuộc cũng mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Có chút không đúng. Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra cảnh giác nhìn về phía trước. Ở sơn mạch phía dưới có một sơn cốc diện tích không nhỏ, bên cạnh có mấy ngọn núi dựa thế vây quanh, cao vút tới tận tầng mây, tạo thành một thâm cốc cực lớn. Có người tới. Bạch Linh khẽ mở miệng nói. Ngay khi thanh âm Bạch Linh vừa dứt, trong sơn cốc phía dưới đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp. Lưu lại vũ linh khí thì có thể đi. Thanh âm này vừa dứt, ở không trung trước mặt mấy người lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh. Mà người này cũng mang mặt nạ. Thế nhưng theo hình dáng bên ngoài mà nói, người này là một phụ thân. Trên người mặc một bộ váy dài, trước ngực cao ngất, lại làm tăng lên vài phần khí chất thành thục vũ mị. Eo nhỏ nhắn, cặp chân dài, đường cong vô cùng mê người. Siêu siêu. Lúc này lại có năm đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới. Năm đạo thân ảnh này cơ hồ xuất hiện cùng một lúc. Năm người lăng không mà tới. Khí tức quanh người tràn ra, y phục tung bay. Năm người này có ba người mang mặt nạ. Hai người mang áo choàng, khăn và mặt nạ che khuất mặt cho nên không nhìn thấy rõ bộ dáng cho lắm. Thế nhưng từ thân hình bên ngoài có lẽ là nam tử, không giống như là nữ nhân. Phong Vũ Yêu Ưng đứng ở giữa không trung, dường như lúc này cảm nhận được nguy hiểm. Ánh mắt người mang mặt nạ màu xanh kia run lên, thế nhưng không nói gì mà quay đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thiên địa các chấp hành nhiệm vụ, các vị nhường đường. Linh lực trên người bùng lên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng lơ lửng trên không trung. Sáu đạo thân ảnh trước mặt này Lục Lâm Thiên cũng không khó cảm giác được. Trong đó ít nhất có ba người từng xuất hiện qua trên đấu giá hội. Thiên địa các. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện,
ánh mắt sáu đạo thân ảnh này lập tức có chút biến hóa. Dường như ba chữ thiên địa các này sáu người đều vô cùng rõ ràng. Chúng ta muốn lấy đồ vật chúng ta cần, thiên địa các chấp hành nhiệm vụ đương nhiên bình thường chúng ta không dám cản đường. Thế nhưng lúc này không thể nhường được, các hạ chỉ có một mình. Không biết các hạ có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này hay không? Bên trái một người mang áo choàng lạnh nhạt nói. Muốn chết? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức lạnh lùng quát lên một tiếng. Loại trường hợp này căn bản không cần nói nhiều. Những người này nói rõ là tới đoạt bảo vật cho nên sẽ không bỏ qua. Chỉ có một biện pháp đó là trấn nhiếp tuyệt đối. Mà muốn trấn nhiếp tuyệt đối thì cũng chỉ có thể dựa vào thực lực chứng minh. Đao hồn trảm. Khí tức của người này là vũ xuất ngũ trọng. Lục Lâm Thiên đã sớm dò xét qua. Một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên. Lục Lâm Thiên không có chút trì hoãn nào, linh lực đột nhiên tuôn ra. Thủ ấn trong tay nhanh chóng vẽ lên một cái, giống như vẽ ra một vòng cung trước người. Trong tay lập tức có một đạo đao mang giống như trăng tàn cuối tháng. Đao mang này nhanh chóng bành trướng cắt ngang qua không gian mang theo khí tức bá đạo bắn về phía trước. Linh xuất lục trọng. Nhìn thấy công kích của Lục Lâm Thiên, thân ảnh mang áo choàng này lập tức kinh ngạc. Thân hình run lên rồi nhanh chóng lùi lại. Một cây trường côn màu xanh nhanh chóng xuất hiện trong tay, chân khí được rót vào, quanh mang lập tức xuất hiện. Siêu siêu, một đám côn mang nhanh chóng bao phủ trước người hắn, cả không gian trước người hắn lúc này lập tức vặn vẹo. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thủ ấn trong tay vung lên. Đao mang cắt ngang hư không thế nhưng lại không khiến cho không gian chấn động, đao mang tạo thành một đạo quang mang giống như lưu tinh xẹt qua không gian rồi hung hăng đánh về phía vũ xuất ngũ trọng mang áo choàng kia. Siêu siêu. Đao mang trực tiếp đánh vào trên côn ảnh. Đao mang nhìn như chỉ có một kia lúc này khiến cho vô số côn ảnh vặn vẹo, gợn sóng trong không gian lúc này giãn nứt. Năng lượng khủng bố nhanh chóng bạo liệt. Phanh phanh. Côn mang nhanh chóng bạo liệt, đao mang màu đỏ giữa không trung lập tức tiêu tán. Đao hồn quang nhận. Lúc này, cơ hồ là cùng một lúc khi đao mang tiêu tán, một tiếng quát từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên. Trong tay mang theo một vòng cung yêu mỹ. Một đạo đao mang màu đỏ nhanh chóng cắt ngang qua không gian đánh về phía trước. Khục khục. Côn mang bị phá, một cỗ kình phong cực lớn khuếch tán. Vũ xuất ngũ trọng kia lảo đảo lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt. Siêu siêu. Cơ hồ trong nháy mắt, thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện trước người vũ xuất ngũ trọng kia. Đao mang trực tiếp nện vào trên người hắn. Đao mang màu đỏ biến mất, ánh mắt người này trở nên ngây ngốc, thân thể đứng giữa không trung. Năm người chung quanh lúc này không có hành động gì, đều không có ý tứ ra tay giúp đỡ. Phanh! Thân ảnh mang áo choàng nhìn về phía trước, ngay lúc đó thân hình trực tiếp bị phân thành hai nửa, trực tiếp vỡ nát. Năm người có mặt ở đây ánh mắt có chút biến hóa. Vừa ra tay nhanh chóng đánh chết một vũ xuất ngũ trọng, thực lực bực này cho dù là linh xuất lục trọng cũng không cách nào đơn giản làm được. Tu vi linh xuất lục trọng mà thôi, thực lực cũng không tồi. Thế nhưng chỉ sợ hôm nay ngươi không bảo hộ được người này. Nữ tử mang mặt nạ kia nhìn về thi thể vũ xuất ngũ trọng vừa mới chết đi rồi nhìn về phía Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trong mắt mang theo một cỗ hàn ý. Nhận nhiệm vụ là phải hoàn thành. Đây chính là quy củ của thiên địa các. Lục Lâm Thiên nói, cảm nhận thực lực của năm người còn lại, lúc này có hai người bản thân hắn không thể nhìn thấu. Nữ tử này hẳn là vũ xuất thất trọng, cho dù hắn gặp phải cũng khó nhằn. Còn có hai người còn lại một cũng là linh xuất lục trọng, một vũ xuất lục trọng. Quả thực nếu như hắn muốn bảo vệ người kia vô cùng khó. Trừ phi là bại lộ thực lực vũ giả. Trên phương diện linh giả, Lục Lâm Thiên biết rõ bằng vào thực lực linh xuất lục trọng của mình, tuy rằng linh lực không kém. Trong đám linh giả đồng cấp cũng có thể xem như người nổi bật. Thế nhưng so sánh với tu vi vũ giả mà nói, bằng vào tu vi linh giả của hắn không cách nào so sánh với vũ giả. Không cường hãn như vậy, phương diện vũ giả, hắn có huyết lục, vũ khí huyền cấp trung giai, còn có đan điền khổng lồ tới mức khủng bố. Tăng thêm huyễn ảnh thanh vũ, trên phương diện linh giả thì kém hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, bằng vào thực lực linh giả của hắn, tối đa chỉ có thể đánh chết vũ giả đồng cấp. Đụng độ phải vũ xuất thất trọng cùng với linh xuất có lẽ không tới mức bị thua. Thế nhưng muốn đánh giết tuyệt đối không thể làm được. Đối thủ tới cấp độ này muốn đánh giết nào có dễ dàng như vậy? Trừ phi là thi triển linh hồn công kích, mà linh hồn công kích của hắn, trước mắt mà nói, chính là con át chủ bài cuối cùng.
Linh hồn lực của hắn rất mạnh, sau khi phục dụng linh thần dịch của Vạn Thú Tông còn có kim đao màu vàng rèn luyện linh hồn lực. Lại phục dụng hồn linh quả, lại thêm địa linh dịch, đối với linh hồn lực có trợ giúp cực lớn. Lúc thôn phệ linh giả, có thể tăng cường linh hồn lực. Lại thêm hồn ảnh của Thôi Mệnh Phán Quan kia, trên phương diện linh hồn lực hắn đạt được chỗ tốt cực lớn. Tuy rằng đại bộ phận đều bị kim đao màu vàng thôn phệ phần lớn chỗ tốt. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng có thể đoán được linh hồn lực của mình so với linh giả đồng cấp mạnh hơn nhiều. Luận linh hồn lực của hắn mà nói, sợ rằng linh xuất thất trọng, bát trọng cũng không có cách nào chống lại linh hồn lực của hắn. Thế nhưng linh hồn công kích cũng không thể đơn giản thi triển ra. Nếu như bị thương thì quả thực không phải thương thế bình thường. Chư vị, chúng ta liên thủ được không? Về phần vũ linh khí hoàng cấp này thì sau đó xem ai vận khí tốt thì là của người đó. Phụ nhân này ngẩng đầu nhìn bốn người chung quanh rồi nói. Cũng tốt, mọi người liên thủ, tất cả phải xem vận khí của bản thân. Một người lên tiếng, linh lực trên người tràn ra, chính là người có tu vi linh xuất lục trọng kia. Động thủ đi. Vũ xuất lục trọng kia trực tiếp quát lên một tiếng, chân khí dưới chân lóe lên, thân ảnh như quỷ mị lao thẳng tới Lục Lâm Thiên. Thế nhưng từ ánh mắt của hắn, đối với Lục Lâm Thiên trước mặt cũng không dám khinh thường. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng lạnh lẽo, một cỗ sát ý hiện lên. Trong phi linh môn, bằng vào thân phận trưởng môn của hắn, có đôi khi muốn động tay động chân cũng phải cố kỵ. Có một ít người cũng không thể phóng tay mà đánh chết. Mà lúc này hắn có thân phận mới. Giờ phút này Lục Lâm Thiên nhanh chóng phát ra sát khí đã đè nén từ lâu. Đông. Vũ xuất lục trọng kia nhanh chóng lao tới Lục Lâm Thiên. Chân khí thuộc tính thủy trên người bùng ra. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh ra trời. Cánh tay vung lên, kiếm quang phá không cắt ngang gợn sóng trong không trung khiến cho không gian chấn động. Kinh khí rít gào tạo thành thanh âm bạo liệt tỏng không trung. Kiếm quang mang theo một đám tàn ảnh khuếch tán cùng với một cỗ uy thế kinh khủng trực tiếp bổ về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. Lúc này thủ ấn trong tay hắn nhanh chóng được kết, quanh người có một cỗ khí tức quỷ dị lập tức lan tràn. Lấy quanh người làm trung tâm, gợn sóng trong không gian chung quanh bắt đầu cuồn cuộn giống như nước sôi. Nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ này, sợ rằng hôm nay hắn phải liều một hồi. Cuối cùng khi thủ ấn kết xuất, hàn mang trên người Lục Lâm Thiên lóe lên, thanh âm xé gió vang lên trước người hắn. Siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt sau lưng Lục Lâm Thiên lúc này hiện lên vô số đạo quang nhận, dường như muốn phá không mà ra. Siêu siêu. Giữa không trung, đạo kiếm quang kia lúc này sắp tới gần. Hư linh huyền ấn. Lục Lâm Thiên thầm quát lên một tiếng, trong mắt bắn ra một cỗ quang mang quỷ dị đột nhiên bao phủ vũ xuất lục trọng kia. Hư linh huyền ấn này xuất hiện đương nhiên vũ xuất lục trọng kia cũng chú ý, thế nhưng lúc này hắn lập tức run rẩy, trên kiếm quang lúc này bắt đầu xuất hiện cảm giác vô lực. Đao hồn không nguyên diệt. Cùng lúc, Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, mảnh quang nhận ngập trời sau lưng Lục Lâm Thiên lập tức phá không bắn ra. Giống như một cơn mưa to, quang nhận phá không lao tới bắn ra vô số đao mang. Mỗi một đạo đao mang dường như đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian. Sau khi hội tụ lại một cỗ, bao phủ cả không gian khiến cho cả không gian trực tiếp run rẩy. Uy thế không ngờ lại khủng bố tới cực điểm. Vũ xuất lục trọng kia trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lập tức kinh hãi. Dường như hắn không ngờ tới công kích của đối phương lại quỷ dị như vậy. Thế nhưng lúc này dường như đã muộn, quang nhận mang theo tiếng gió rít gào đã nhanh chóng bao phủ tới. Ánh mắt vũ xuất lục trọng này hiện lên sự kinh hãi. Nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí quanh người. Siêu siêu. Quang nhận ngập trời ập xuống. Một cỗ linh hồn lực bàng bạc cuồn cuộn. Kiếm quang lập tức bị phá hủy. Quang nhận lúc này mang theo tốc độ nhanh như thiểm điện cùng với xu thế bá đạo lập tức bao phủ vũ xuất lục trọng này. Kinh khí ngập trời cùng với một cỗ linh hồn lực ngập trời tỏa ra. Không trung lúc này đã bắt đầu đảo loạn. Bên trong kinh khí, ngọn núi ở phía dưới lúc này bắt đầu run rẩy, đá vụn bắn tứ tung. Dưới cỗ kình khí bằng năng lượng khủng bố này, khí tức của hai người mặc áo choàng cùng với một người thân hình tục tằng có chút dao động. Dường như đối với thực lực Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Quang nhận phá không bao phủ không gian tạo ra từng đạo gợn sóng trong không gian. Thanh thế bá đạo bực này khiến cho linh xuất lục trọng xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Đương nhiên lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Linh kỹ của Lục Lâm Thiên cực kỳ bá đạo.
hẳn đã tới cấp độ huyền cấp sơ giai. Do dự một chút, trong mắt linh xuất lục trọng này hiện lên sự hung ác. Thủ ấn nhanh chóng được kết, đồng thời phụ nhân mang mặt nạ kia cũng lao thẳng tới người mặc áo xám trên lưng Phong Vũ Yêu Ưng. Giữa không trung, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Hộ thân cương khí quanh người vũ xuất lục trọng kia lập tức bị quang nhận chằng chịt cắt vỡ. Lực lượng cuồng bạo rung động mang theo kình khí chấn đông điên cuồng bắn ra. Cả không gian to lớn lúc này dưới năng lượng đáng sợ va chạm này bắt đầu vặn vẹo. Cỗ lực lượng này nhanh chóng đập vào người vũ xuất lục trọng kia. Phốc! Vũ xuất lục trọng này trực tiếp phun ra một ngụm máu. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ trong đám kình khí khủng bố kia. Oanh! Trong nháy mắt này, một thanh âm trầm thấp vang lên. Một cỗ linh hồn lực cực lớn lan tràn ra. Giờ phút này, chỉ thấy sau lưng Lục Lâm Thiên lúc này có một đạo quang trụ bắn tới. Dám dùng linh hồn công kích, ngươi chán sống rồi. Tất cả mọi chuyện xảy ra phía sau lưng, Lục Lâm Thiên đều nhìn rõ. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lẽo, thủ ấn lại được kết, một tiếng quát khẽ từ trong miệng hắn vang lên. Linh ba thiên hồn lãng. Thủ ấn kết xuất, chỉ trong thời gian ngắn, một cỗ linh hồn lực bàng bạc tràn ra. Sóng gợn quanh người Lục Lâm Thiên lúc này nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Vô số gợn sóng lúc này giống như biển gầm, từng đợt gợn sóng cuồng bạo khuếch tán. Gợn sóng trong không trung lúc này cuồn cuộn vô cùng kịch liệt bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Áp lực trong không gian lúc này vô cùng nặng nề, đây là công kích linh hồn trực tiếp. Bên trong từng đạo gợn sóng trong không gian đều có linh hồn công kích, lúc này càng khiến cho công kích cường hãn, cả không gian to lớn lúc này trực tiếp vặn vẹp. Linh ba thiên hồn lãng và đao hồn kỹ đều là linh kỹ huyền cấp sơ giai. Thế nhưng cả hai đều có uy lực rất mạnh, đao hồn kỹ rộng lớn, linh ba thiên hồn lãng lại liên miên không ngớt. Đồng thời linh ba thiên hồn lãng chính là công kích bằng linh hồn lực thuần túy. Ánh mắt linh xuất lục trọng kia lập tức đại biến, linh hồn lực nhanh chóng được tăng thêm vài phần. Cảm nhận linh hồn lực của đối phương khiến cho trong nội tâm hắn lúc này cũng có chút sợ hãi cùng áp chế. Giờ phút này bản thân hắn bị linh hồn lực bàng bạc bao phủ, dường như bốn phía đều có linh hồn lực bàng bạc bắn tới. Ầm ầm, quang trụ bằng linh hồn cùng linh ba thiên hồn lãng do Lục Lâm Thiên ngưng tụ nhanh chóng va chạm với nhau. Hai cỗ năng lượng va chạm, năng lượng bằng linh hồn cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán ở giữa không trung. Linh hồn lực khổng lồ lúc này tuyệt đối vô cùng cường hãn, nhanh chóng khuếch tán khiến cho cả không gian vặn vẹo, khiến cho sâu trong linh hồn mấy người còn lại cảm thấy cực kỳ áp lực. Siêu siêu. Lúc này linh ba thiên hồn lãng do Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra và đạo quang trụ bằng linh hồn lực khổng lồ kia nhanh chóng va chạm. Đạo quang trụ bằng linh hồn lực kia nhanh chóng bị đánh cho sơ xác rồi tan biến. Tiếp theo trong nháy mắt linh ba thiên hồn lãng kia nhanh chóng hung hăng đánh vào trên người linh xuất lục trọng kia. Phanh. Một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ đánh xuống. Linh xuất lục trọng kia lúc này vô cùng kinh ngạc. Đối phương rõ ràng cũng là linh xuất lục trọng. Thế nhưng linh hồn lực không ngờ lại khủng bố như thế. Phốc! Giờ phút này, dù kinh ngạc cũng đã muộn. Trong nháy mắt, một đạo công kích bằng linh hồn từ trong gợn sóng bắn tới. Linh xuất lục trọng này trực tiếp phun ra một ngụm máu. Ngay tại thời điểm đó, đạo linh ba thiên hồn lãng thứ ba nhanh chóng bắn tới. Lúc này linh xuất lục trọng này liên tiếp bị công kích linh hồn đánh tới. Ánh mắt trở nên ngây ngốc, thân hình đứng nguyên tại chỗ. Linh ba thiên hồn lãng giữa không trung lúc này giống như một dòng nước bạo loạn tìm thấy một nơi chút vào, lập tức cuồn cuộn bắn tới. Lúc này một đám công kích linh ba thiên hồn lãng trong nháy mắt hung hăng đập vào trên người linh xuất lục trọng này. Siêu siêu, lực lượng cuồng bạo chút xuống, cả không gian đột nhiên vang lên tiếng trầm thấp, linh hồn lực giống như sóng lớn trong biển khơi giận dữ trực tiếp tập trung đánh vào trên người linh xuất lục trọng này. Khi một đạo linh ba thiên hồn lãng cuối cùng đánh vào trên người linh xuất lục trọng kia, không gian như nổ tung. Lực lượng khủng bố bắn ra, hung hăng va chạm vào người linh xuất lục trọng này. Phanh! Thân thể người này đập xuống mặt đất, mất đi sinh cơ. Dưới cỗ linh hồn lực bàng bạc này, trực tiếp đem hồn đan trong đầu hắn phá hủy. Vốn hắn muốn thi triển linh hồn lực công kích nhưng thật không ngờ, linh hồn lực đối phương lại đánh cho hắn chết tươi. Trên lưng Phong Vũ Yêu Ưng. Thân hình phụ nhân vũ xuất thất trọng kia lao thẳng tới thân ảnh mặc áo bào xám đem theo một đạo trưởng ấn. Loại bảo vật như vũ linh khí hoàng cấp, trong mắt vũ xuất thất trọng mà nói, tuyệt đối là mê hoặc không cách nào cự tuyệt. Chảo ấn mang theo kình khí cường hãn khiến cho không gian gợn sóng.
dưới lực lượng cường hãn không gian lúc này trầm trọng hẳn lên, kình phong mạnh mẽ bắt đầu khuếch tán. Ánh mắt Bạch Linh nhảy lên, thế nhưng cũng không lập tức ra tay, trong mắt nàng lúc này có chút nghi hoặc. Vũ xuất thất trọng cũng dám tới đoạt linh khí, quả thực muốn chết. Đúng lúc này, thân ảnh mặc áo bào xám kia lập tức nhảy ra, thân ảnh như là thuấn di. Phanh! Trong nháy mắt khi Lục Lâm Thiên quay đầu lại thì thấy một màn khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Thân ảnh mặc áo bào xám kia lúc này nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn trực tiếp rơi vào trên người phụ nhân kia. Trong không trung đột nhiên vang lên một thanh âm trầm đục. Phốc! Cơ hồ không có chút phản kháng nào, trên ngực phụ nhân kia trực tiếp có máu tươi phụt ra. Thân hình giống như diều đứt dây rơi xuống ngọn núi phía dưới. Mặt đất chấn động, nơi thân thể phụ nhân đập xuống, trên mặt đất tạo thành một cực lớn. Vũ xuất cửu trọng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi. Người mua được vũ linh khí này hóa ra thực lực lại là vũ xuất cửu trọng. Loại cường giả cấp bậc này cách vũ vương chỉ có một tầng. Là người rất mạnh mẽ. Trong cổ vực có không ít, thế nhưng tuyệt đối cũng không có quá nhiều. Cường giả tới cấp bậc này trên cơ bản đều cố gắng bế quan tu luyện, không có việc gì cũng không đi ra. Cố gắng đột phá vũ vương mới là mục tiêu của bọn hắn. Mà theo thực lực người mặc áo bào xám này hiện ra, ánh mắt Bạch Linh có chút biến đổi. Lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn hai người còn lại trong sáu người tới cướp đoạt vũ linh khí lúc này cũng không quá để ý. Hai người các ngươi, cũng không cần che che giấu giấu. Lao Sơn nhị lão, hiện tại các ngươi có thể đi. Muốn linh khí, thực lực các ngươi sợ rằng còn kém một chút. Thân ảnh mặc áo bào xám nhìn hai người còn lại lạnh lẽo nói. Khặc khặc, không ngờ các hạ lại biết rõ chúng ta là ai. Vậy thì chúng ta cũng không cần che giấu. Thực lực các hạ quả thực có thể thắng chúng ta. Thế nhưng chỉ sợ cũng không làm cho chúng ta lập tức quay đầu đi. Ta thấy các hạ vẫn nên để vũ linh khí lại. Người đầu đội áo choàng màu đen lập tức nói một câu. Sau đó lập tức rứt áo choàng trên đầu ném xuống phía dưới. Một khuôn mặt chừng 50 tuổi hiện lên, vẻ mặt vô cùng âm lệ. Bên má trái của hắn có một cái bớt màu đen chừng hai ngón tay. Giờ phút này người mang mặt nạ kia cũng tháo mặt nạ xuống. Thế nhưng có chút kỳ quái chính là hai người này bộ dáng giống như nhau như đúc. Bất quá có một điểm khác nhau chính là bên má phải người này có một cái bớt giống như đúc người kia. Cũng to bằng hai ngón tay. Hừ! Lao Sơn nhị lão, các ngươi đừng tưởng rằng ta không đối phó nổi các ngươi. Ánh mắt người mặc áo bào xám lạnh lẽo, lập tức quay đầu về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Mỗi người một người, động thủ. Thanh âm vừa dứt, người này cũng không để ý tới Lục Lâm Thiên nữa mà ánh mắt trầm xuống. Trong tay xuất hiện chân khí đỏ rực, cuối cùng lượn lờ trong lòng bàn tay, cỗ chân khí vô cùng nóng bỏng. Hừ, lão nhị, ngươi đối phó với tiểu tử kia. Ta đối phó với người này, tốc chiến tốc thắng. Lão giả bên má trái có bớt màu đen nhanh chóng hét lớn một tiếng. Thân ảnh lập tức bắn về phía trước. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Chân khí màu xanh tuôn ra. Cuối cùng dùng thế mạnh mẽ trực tiếp bắn về phía người mặc áo bào xám kia. Trường kiếm bổ ra mang theo một cỗ thủy vụ cực lớn. Giống như giữa không trung đột nhiên xuất hiện mưa phùn, trong không khí lúc này vô cùng ẩm thấp. Cũng là vũ xuất cửu trọng. Lao Sơn nhị lão, không ngờ lại là hai người này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Không ngờ lại là hai người này. Đối với cường giả tán tu trong cổ vực cùng với cường giả trong tất cả thế lực lớn, lúc xuất môn Đông Vô Mệnh cùng với quỷ thiên tử Bạch Oánh đã từng nói qua một ít. Để cho hắn gặp những người này phải cẩn thận một chút. Mà Lao Sơn nhị lão này cũng ở trong đó. Hai người chính là huynh đệ song bào thai. Cũng là hai tán tu nổi danh trong cổ vực. Danh tiếng không dưới Đông Vô Mệnh khi trước, hai người liên thủ cực kỳ ăn ý, cũng không kém bao nhiêu nếu so với Diễm Băng Song Xuất kia. Trước không trung, thân ảnh mặc áo bào xám kia lạnh lùng nhìn vào kiếm quang đang bắn tới, cỗ chân khí nóng bỏng trong tay đột nhiên được vỗ về phía trước. Một đạo thủ ấn quỷ dị đột nhiên được kết, một đạo trường ấn trực tiếp được đánh ra. Siêu siêu! Trong nháy mắt này, trường kiếm trong tay một trong Lao Sơn nhị lão đột nhiên biến hóa. Từng đạo kiếm quang nhanh chóng cắt vỡ không gian tạo thành một đám kiếm quang giống như hoa sen rồi rời khỏi tay hắn. Ánh mắt người mặc áo bào xám run lên, thủ ấn đánh ra, cuối cùng tạo thành tàn ảnh, một đám tàn ảnh trưởng ấn tán loạn, mỗi một đạo tàn ảnh trưởng ấn nhanh chóng vỗ vào trên kiếm quang. Chân khí cường hãn trên kiếm quang yếu bớt một phần, trong nháy mắt, hơn chục đạo tàn ảnh trưởng ấn đánh về phía trước.
Chân khí cường hãn trên kiếm quang giống như hoa sen kia không ngờ trực tiếp bị thân ảnh màu xám đánh cho tan tác. Lao Sơn lão nhân, vũ xuất cửu trọng cũng chỉ có như vậy, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào mới chính thức là vũ xuất cửu trọng. Chân khí tuôn ra, thân ảnh mặc áo bào xám cười lạnh một tiếng, bàn tay chụm lại, trực tiếp lăng không đánh ra một đạo chảo ấn về phía trước, không gian chung quanh chảo ấn lúc này trực tiếp vặn vẹo. Hừ, để ta xem ngươi có bổn sự gì. Một trong Lao Sơn nhị lão lúc này sắc mặt trầm xuống, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy vũ, hai người lại giao thủ lần nữa. Linh xuất lục trọng, linh hồn lực không ngờ lại cường hãn như vậy. Thế nhưng trước mặt ta ngươi không có bất kỳ một cơ hội nào. Giờ phút này, một trong Lao Sơn nhị lão còn lại thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác được không gian chung quanh đột nhiên lạnh lẽo. Siêu siêu. Trong nháy mắt mấy tiếng xé gió vang lên phía chân trời mang theo thanh âm trầm thấp vang vọng. Mấy đạo chảo ấn lạnh lẽo mang theo xu thế xuyên thủng không gian lập tức bắn tới. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên trùng xuống, nếu dùng thực lực vũ giả tự nhiên hắn không sợ người này, thế nhưng bây giờ không thể thi triển. Thân hình Lục Lâm Thiên nhanh chóng lùi lại, thân ảnh như quỷ mị lóe lên rồi nhanh chóng tránh đi. Hừ, linh xuất lục trọng mà thôi, tốc độ của ngươi còn chưa đủ. Ngay khi Lục Lâm Thiên lui về phía sau, thân ảnh kia đột nhiên quỷ mị xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt người này lạnh lẽo, một đạo chảo ấn nhanh chóng được ngưng tụ trực tiếp xuyên qua không gian chộp về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thi triển linh lực bản thân hắn cũng không có cách nào thúc giục phù quang lược ảnh và thuộc tính phong. Bằng không bằng vào tốc độ của Lao Sơn nhị lão, hắn cũng không cần cố kỵ. Bất quá vào lúc này, Lục Lâm Thiên vừa mới lui lại đột nhiên lại đứng giữa không trung, tùy ý cho đạo chảo ấn kia đánh tới. Siêu! Chảo ấn nhanh chóng đánh xuống. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có ý định né tránh khiến cho một trong Lao Sơn nhị lão còn lại kia có chút nghi hoặc. Thế nhưng tốc độ này cực kỳ nhanh chóng, gần như ngay lập tức đạo chảo ấn này đã tới gần trong gang tấc. Vũ xuất cửu trọng mà thôi, muốn chết. Vào giờ phút này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Một thân ảnh màu trắng như thuấn dị đột ngột xuất hiện đằng sau một trong Lao Sơn nhị lão. Cánh tay mềm mại vung lên, tiếng gió rít gào vang lên cùng với một đạo trưởng ấn màu trắng nhanh chóng xẹt qua không gian. Đây mới thực sự là gần trong gang tấc, trưởng ấn trong nháy mắt đập vào đầu vũ xuất cửu trọng này. Sắc mặt một trong Lao Sơn nhị lão còn lại kinh hãi tột cùng. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ yêu nguyên chi lực khổng lồ chút xuống. Thân hình nhanh chóng lùi lại. Đâu còn dám công kích Lục Lâm Thiên. Thế nhưng lúc này hắn mới cảm giác được không gian quanh người đã hoàn toàn vặn vẹo. Đạo trưởng ấn kia đã trực tiếp đánh vào trên đầu hắn. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này đan điền trong cơ thể trực tiếp bị nghiền nát. Thân hình ngay trong lúc mất đi chi giác trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt vang lên, mặt đất phía dưới lúc này giống như có một tảng đá vô cùng lớn đập xuống, mặt đất lắc lư. Một trong Lao Sơn nhị lão kia lúc này đã đi đời nhà ma. Siêu! Thân ảnh nhanh như thiểm điện, lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng xẹt qua không trung. Lúc thân ảnh xuất hiện trong không trung thì đã có thêm mấy chiếc nhẫn chữ vật. Lão nhị! Trong không trung, Lao Sơn nhị lão còn lại đang kịch chiến cùng với thân ảnh mặc áo bào xám nhìn thấy cảnh tượng này hét lớn một tiếng. Đồng thời trong mắt xuất hiện sự sợ hãi. Hắn đã nhìn thấy yêu khí tràn ngập trên người nữ tử mặc y phục trắng xóa kia, điều này chứng minh đối phương chính là yêu thú thất giai. Chết đi! Thân ảnh Bạch Linh trong nháy mắt này tiếp tục xuất hiện trước người đối phương. Trong sự sợ hãi, người này theo bản năng đánh ra một mảnh kiếm quang bao phủ bản thân. Thân ảnh theo bản năng lùi lại phía sau. Giờ phút này ánh mắt thân ảnh mặc áo bào xám kia cũng sững sờ, dường như kinh ngạc không nhỏ. Giờ phút này Bạch Linh không có bất kỳ một động tác nào. Lúc một đám kiếm quang ngập trời bắn tới, cái môi mềm mỏng kia khẽ nhếch lên. Ánh mắt lạnh như băng trầm xuống, bàn tay thon thả trắng nõn kia nắm chặt, lập tức không gian trước mặt nàng vặn vẹo. Đám kiếm quang cuồng bạo lập tức bị bao trùm trong không gian vặn vẹo này. Siêu! Kiếm quang bắn ra bốn phía rồi lập tức tiêu tán trong không gian. Năng lượng cuồng bạo lúc này cũng chỉ có thể tiêu tán trong không gian vặn vẹo. Phanh! Lúc này, thân ảnh Bạch Linh như thuấn di trực tiếp xuất hiện trước mặt Lao Sơn nhị lão còn lại, sắc mặt bình tĩnh. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, không gian trước mặt lập tức vặn vẹo. Mà ngay cả bản thân Lao Sơn nhị lão còn lại cũng vặn vẹo. Phanh!
Trong không gian vặn vẹo vang lên một thanh âm trầm thấp. Tựa như có vô số đạo phong nhận cắt qua. Không gian lúc này vặn vẹo giống như là một vòng xoáy. Phanh! Vũ xuất cửu trọng này không có một chút phản kháng nào, miệng lập tức phun ra một ngụm máu, toàn bộ thân thể hóa thành một cỗ huyết vụ rơi xuống phía dưới. Nhìn tất cả chuyện này, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhảy lên, thực lực của Bạch Linh dường như so với khi trước còn mạnh hơn một chút. Không trung lúc này hoàn toàn yên tĩnh, thân ảnh mặc áo bào xám nhanh chóng nhìn về phía Bạch Linh, trong mắt cực kỳ kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ nữ tử này lại là yêu thú thất giai. Người rốt cuộc là ai? Người mua vũ linh khí, thế nhưng hiện tại chỉ sợ vũ linh khí cũng không có trên người ngươi. Người đưa chúng ta tới đây rốt cuộc có ý định gì? Sau khi đánh chết Lao Sơn nhị lão, ánh mắt Bạch Linh mang theo hàn ý nhìn vào thân ảnh mặc áo bào xám kia. Cái gì? Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến đổi, nhanh chóng đi tới bên người Bạch Linh. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh mặc áo bào xám, vô cùng nghi hoặc. Không xa phía trước chính là thành Vạn Hạp, cũng có thể nói cho các ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong tay thân ảnh mặc áo xám xuất hiện một cấp hiệu, người này nhanh chóng dán nó lên trên vai nói. Nhiệm vụ của ta chính là mua một vũ linh khí hoàng cấp giao cho cố chủ. Sau đó hộ tống tới bên trong thành Vạn Hạp thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là theo ta tới thành Vạn Hạp, coi như là hoàn thành, chỉ đơn giản như vậy thôi. Trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào cấp hiệu trên người người này, cấp hiệu của người này cũng màu vàng, bên trên có 9 đạo hoa văn. Đúng là biểu tượng của trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm. Ý ngươi chính là người chính thức mua vũ linh khí hoàng cấp đã đi, chúng ta chỉ là người thu hút sự chú ý mà thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, không nghĩ tới bản thân hắn lại không biết chút nào. Có gì là kỳ quái cơ chứ? Sau khi ngươi nhận nhiệm vụ nhiều thì sẽ thấy đây là chuyện cực kỳ bình thường. Ngươi vừa mới gia nhập đương nhiên không biết, tóm lại, chỉ cần làm theo nhiệm vụ là được rồi. Những mặt khác chúng ta không cần để ý. Thân ảnh mặc áo bào xám vốn không muốn trả lời, thế nhưng mắt thấy Bạch Linh trước mặt cho nên cuối cùng vẫn nói. Mà sắc mặt người này có chút lúng túng, mấy chiếc nhẫn chữ vật vừa rồi đều rơi vào trong tay đối phương. Lục Lâm Thiên thở dài, xem ra người mua vũ linh khí này quả thực cũng đủ cẩn thận. Mà nhiệm vụ của thiên địa các không ngờ lại còn có kiểu này. Xem ra chỉ cần đưa ra giá tiền hợp lý thì thiên địa các cái gì cũng có thể đi làm được. Bên trong thành Vạn Hạp cũng có điểm liên lạc của thiên địa các. Sau khi tới thành Vạn Hạp, người cũng chính thức là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm. Chúc mừng! Lão giả áo xám lập tức nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Phong Vũ Yêu Ưng nhanh chóng vỗ cánh bay lên, mà lúc này Lục Lâm Thiên có chút buồn bực. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này không ngờ hắn chỉ biết một nửa mà thôi. Trong lòng có cảm giác bị đùa bỡn, thế nhưng nghĩ lại cũng có vấn đề gì, chỉ cần thu được thù lao khi làm nhiệm vụ là được. Thành Vạn Hạp sở dĩ được gọi là Vạn Hạp là bởi vì ngoài thành Vạn Hạp có không ít hạp cốc chằng chịt. Mà diện tích thành Vạn Hạp cũng không nhỏ, tính toán một chút thì là phạm vi thế lực của Hắc Sát giáo. Một ngày sau đó, Lục Lâm Thiên nhanh chóng đi vào trong thành. Trên đường đi, lão giả áo xám kia dường như đối với Bạch Linh có chút cố kỵ. Trong thành, Lục Lâm Thiên dưới sự dẫn đường của lão giả áo xám nhanh chóng tìm được phân đà của thiên địa các. Đây chính là một thương hội kinh doanh dược liệu nhỏ, bên trên biển hiệu có tiêu chí nhỏ không đáng chú ý. Cho nên nếu không cẩn thận tìm mà nói căn bản không chú ý tới tiêu chí của thiên địa các. Tiến vào bên trong thương hội này, người phụ trách bên trong thương hội là một lão giả chừng 50 tuổi có mái tóc ngắn màu đen. Thân hình gầy gò, khí tức chừng vũ xuất nhị trọng. Lão giả áo xám kia sau khi nhận được vũ kỹ huyền cấp trung giai lập tức rời đi không dừng lại một chút nào. Thế nhưng ánh mắt lại khẽ đảo qua hai người Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh một chút. Chúng mừng Dương Quá trưởng lão, về sau Dương Quá trưởng lão chính là trưởng lão hoàng cấp của thiên địa các. Lão giả phụ trách nhanh chóng đưa cho Lục Lâm Thiên ba hộp gấm rồi nói tiếng. Dương Quá trưởng lão hiện tại chính thức là trưởng lão thiên địa các. Đây là ba khỏa đan dược lục phẩm cao giai Hoàng Linh Đan. Chính là thiên địa các đưa cho Dương Quá trưởng lão. Hoàng Linh Đan, đan dược lục phẩm cao giai này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ. Trong lòng hắn thầm than thiên địa các này ra tay quả thực vô cùng xa hoa. Đồng thời cũng không chút khách khí nhận lấy ba khỏa đan dược này. Ba khỏa Hoàng Linh Đan này đối với linh giả mà nói, có tác dụng tăng cường không ít linh lực.
trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm. Lục Lâm Thiên không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng. Thực lực của hắn còn chưa đạt tới một bước này. Trưởng lão hoàng cấp lục phẩm thì mới chính xác. Vốn hắn chỉ có thể nhận được 3 khỏa đan dược lục phẩm trung giai mà thôi. Mà bây giờ bởi vì hoàn thành nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm cho nên thân là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm, đạt được đan dược lục phẩm cao giai, giá trị hoàn toàn khác xa với trưởng lão lục phẩm. Dương Quá trưởng lão, ngươi còn nhận được một bộ vũ khí huyền cấp, không biết Dương Quá trưởng lão cần vũ khí thuộc tính gì? Lão giả này nhanh chóng hỏi Lục Lâm Thiên. Có thể đổi thành linh khí huyền cấp trung giai không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi rồi nói. Đây là thứ cố chủ giao cho nên không có cách nào đổi. Thiên địa các chỉ có thể hỗ trợ đổi thuộc tính cho nên Dương Quá trưởng lão chỉ có thể chọn thuộc tính mà thôi. Lão giả này lắc đầu nói. Vậy không cần đưa cho ta. Dùng vũ khí huyền cấp trung giai này ta muốn đổi lấy tin tức huyền thiên bí cảnh. Lục Lâm Thiên nói, vừa rồi hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên cũng nhất định là không thể đổi thành linh khí. Vũ khí huyền cấp trung giai cùng với linh khí huyền cấp trung giai mà nói, thì giá trị của linh khí huyền cấp trung giai lớn hơn nhiều. Nếu như có thể đổi được thì mới là chuyện lạ. Lão giả nghe Lục Lâm Thiên nói vậy lập tức ánh mắt không khỏi nhìn Lục Lâm Thiên thêm vài lần. Sau đó hắn nhanh chóng móc ra một ngọc giản đưa cho Lục Lâm Thiên rồi nói. Đây chính là ngọc giản chứa tin tức của huyền thiên bí cảnh kia. Bên trong có tin tức mà thiên địa các chúng ta thu được. Sau khi đem ngọc giản chứa tin tức cho Lục Lâm Thiên, lão giả này lập tức nói. Dương Quá trưởng lão hiện tại chính là trưởng lão chính thức của địa các. Về sau muốn mua hoặc đấu giá bất kỳ vật phẩm nào, hoặc là đổi vật phẩm nào cũng có thể tìm tới địa các. Tin tức Dương Quá trưởng lão cũng có thể biết, tất nhiên là miễn phí. Ta biết rõ. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thu ngọc giản rồi rời khỏi thương hội. Trưởng lão, hai người kia đi rồi. Ngay khi Lục Lâm Thiên rời đi, trong nội đường lúc này có một thân ảnh xinh đẹp từ trong mật thất đi ra. Nếu như Lục Lâm Thiên còn ở lại thì nhất định có thể nhận ra. Nữ tử này chính là nữ tử mà hắn từng gặp ở trong thành Cự Giang khi trước. Người phụ trách phân điếm liên lạc của thiên địa các. Hai người này vô cùng kỳ quái. Chú ý nhiều hơn một chút. Ánh mắt nữ tử này khẽ đổi rồi nói. Trưởng lão, hai người này dường như không có chỗ nào kỳ quái a. Lão giả nói. Hai người này biết rõ tin tức của huyền thiên bí cảnh, chỉ sợ không phải trùng hợp. Tốt nhất vẫn nên chú ý nhiều hơn một chút. Người mặc áo bào xanh kia linh hồn lực rất mạnh, có một số việc ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo là được. Nữ tử này nói. Vâng, trưởng lão. Lão giả lập tức đáp. Trong một căn phòng, Bạch Linh thu hồi mặt nạ, thân ảnh Tiểu Long cũng xuất hiện, mà lúc này Lục Lâm Thiên giang khoanh chân ngồi xuống, tâm thần được rót vào trong ngọc giản. Một lát sau quang mang trên ngọc giản ảm đạm, lúc này trong nội tâm Lục Lâm Thiên vô cùng khiếp sợ. Từ trong ngọc giản rốt cuộc Lục Lâm Thiên mới biết được lai lịch của huyền thiên bí cảnh này không nhỏ. Mấy ngàn năm trước bên trong cổ vực có một sơn môn khổng lồ, thực lực không nhỏ gọi là huyền thiên môn. Thực lực huyền thiên môn rất mạnh, lúc ấy đã có 4 thế lực lớn như nhất tông, nhất giáo, nhất trang, nhất môn. Có lời đồn, thực lực của huyền thiên môn này cũng không dưới nhất tông, nhất giáo, nhất trang, nhất môn hiện tại. Thế nhưng về sau, không biết tại sao 4 đại sơn môn nhất tông, nhất giáo, nhất trang, nhất môn đột nhiên phái ra cường giả liên thủ tiêu diệt huyền thiên môn. Đêm hôm đó chiến đấu vô cùng thảm thiết. Cuối cùng huyền thiên môn không thể địch lại mà bị diệt. Mà nhất môn nhất giáo nhất tông nhất trang cũng tổn thất không nhỏ. Không bao lâu sau khi huyền thiên môn bị diệt thì có tin tức truyền ra. Tài phú của huyền thiên môn khi trước được phong ấn ở trong một bí cảnh. Mà nơi bí cảnh này hạ lạc nhất định phải thu thập đủ 3 chiếc chìa khóa thì mới biết rõ được. Căn cứ vào lời đồn khi đó, trong bí cảnh này lưu lại bảo tàng khổng lồ của huyền thiên môn. Trình độ của nó đủ để coi là khủng bố. Thậm chí không dưới tài phú tích lũy của nhất tông, nhất giáo, nhất trang, nhất môn. Mấy ngàn năm qua, không ít người đều tìm kiếm nơi hạ lạc của huyền thiên bí cảnh. Thế nhưng vẫn không có tin tức gì. Theo thời gian trôi qua, người biết rõ tin tức này càng ngày càng ít. Đến những năm gần đây thậm chí việc này đã rơi vào quên lãng. Lão đại, huyền thiên bí cảnh kia có địa vị gì? Nhìn thấy lão đại đang trầm tư, Tiểu Long chớp mắt rồi hỏi Lục Lâm Thiên. Địa vị vô cùng lớn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, nhanh chóng nói ra tin tức nhận được bên trong ngọc giản cho Tiểu Long và Bạch Linh. Nếu như vậy, huyền thiên bí cảnh này không phải bình thường.
Thế nhưng phải tìm được 3 chiếc chìa khóa, đây không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Linh nghe xong, trong đôi mắt xinh đẹp không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. Lão đại, trong đám tin tức vừa rồi có nói tới 2 chiếc chìa khóa còn lại ở đâu hay không? Lục Lâm Thiên lắc đầu nói. Không có, bất quá trong tin tức có nói tới thiên địa các đang tìm kiếm tin tức về nó. Nói không chừng vào một ngày không xa sẽ biết được về nó. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, hiện tại thiên địa các đang tìm kiếm tin tức. Trên người hắn có một chiếc chìa khóa, không biết có bị biết được hay không. Chẳng lẽ thiên địa các này thực sự thần thông đến vậy sao? Một lát sau, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện mấy chiếc nhẫn chữ vật, có tổng cộng 3 chiếc. Đều có cấm chế ở bên trên. Mấy chiếc nhẫn chữ vật này là của đám người Lao Sơn nhị lão cùng với phụ nhân kia. Sau khi cởi bỏ toàn bộ cấm chế trên 3 chiếc nhẫn chữ vật cũng đã là hừng đông. Vì cởi bỏ cấm chế trên 3 chiếc nhẫn chữ vật này cũng khiến cho sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, tiêu hao không ít. Tâm thần được rót vào, Lục Lâm Thiên nhanh chóng vui vẻ. Thu hoạch trong mấy chiếc nhẫn chữ vật này cũng không nhỏ. Mà trong chiếc nhẫn chữ vật của Vũ Xuất Lục Trọng kia, Lục Lâm Thiên nhanh chóng đoán ra có lẽ là hộ pháp của Lan Lăng Sơn Trang. Trong nhẫn chữ vật có không ít tư liệu cùng vũ kỹ của Lan Lăng Sơn Trang. Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới người của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang Nhất Môn cũng làm chuyện cản đường cướp bóc này. Thành Vạn Hạp thuộc phạm vi thế lực của Hắc Sát Giáo. Tuy rằng không cách thành Cự Giang quá xa, thế nhưng lại không hỗn loạn như thành Cự Giang. Bất quá trong thành đồng dạng cũng vô cùng náo nhiệt. Dòng người trên đường vô cùng náo nhiệt, lúc này Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh vẫn mang theo mặt nạ. Quỷ mới biết có người thiên địa các ở phụ cận hay không. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tiểu Long một lần nữa lại ủy khuất tiến vào trong tay áo lão đại. Nó chỉ có thể thở phì phò cả buổi mà thôi. Hoàng gia hiện tại vô cùng náo nhiệt a, không ít linh giả đều tới đó, thế nhưng không có ai chữa bệnh được cho Hoàng tiểu thư. Đã hơn một tháng rồi. Cũng không có linh giả nào có thể chữa tốt thương thế cho Hoàng tiểu thư. Nếu như chữa tốt cho Hoàng tiểu thư thì có thể nhận được một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai a. Trong thành Vạn Hạp không ít địa phương đều bàn tán về chuyện này. Hoàng gia ở trong thành Vạn Hạp này cũng xem như không ai không biết. Trong toàn bộ thành Vạn Hạp này Hoàng gia cũng coi như là một gia tộc thế lực khổng lồ nhất. Buổi trưa, trong nội thành Vạn Hạp cũng vô cùng náo nhiệt. Mà lúc này bên ngoài kiến trúc to lớn của Hoàng gia xuất hiện 2 đạo thân ảnh. Một nam một nữ, đều mang mặt nạ trên mặt. Nam thân hình cao ngất, nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong linh lung. Mà hai người này chính là Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh. Sau khi Lục Lâm Thiên nghe thấy chữa thương nhận được linh kỹ huyền cấp sơ giai, đối với linh kỹ huyền cấp sơ giai Lục Lâm Thiên cũng không quá coi trọng. Hiện tại trong phi linh môn linh kỹ huyền cấp sơ giai cũng không thiếu. Bất quá linh kỹ huyền cấp sơ giai cũng không phải vật phàm. Chỉ cần chữa thương là có thể nhận được linh kỹ huyền cấp sơ giai, đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng muốn đi xem. Mời hai vị. Hai người tiến vào hoàng gia. Sau khi nói rõ ý đồ tới, nhìn thấy hai người đeo mặt nạ, người hoàng gia sau khi nghi hoặc một lát lập tức mang theo hai người xuyên qua hành lang tới đại sảnh trong nội phủ. Ánh mắt nhìn qua bốn phía. Hoàng gia này cực kỳ tráng lệ khiến cho Lục Lâm Thiên âm thầm cảm thấy kỳ quái. Trong hoàng gia này quả thực không giống bình thường. Trong tầm thần dò xét của hắn, bên trong hoàng gia này thậm chí còn có không ít khí tức cường giả. Trong đại sảnh, lúc này có 4 người đang ngồi đó. Trang phục 4 người không đồng nhất, thế nhưng theo khí tức quanh người thì đều là linh giả. Đều là linh xuất. Nhìn thấy hai người Lục Lâm Thiên tiến vào, 4 người lập tức nhìn ra. 4 cỗ khí tức nhanh chóng đảo qua trên người Lục Lâm Thiên, cả đám đều giấu giếm sự kinh ngạc trong mắt. Bất kể là Lục Lâm Thiên hay Bạch Linh, bọn họ không thể dò xét được khí tức trên người. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, ánh mắt đã sớm đảo qua trên người 4 người này. Một linh xuất lục trọng, một linh xuất tứ trọng, còn có một linh xuất tam trọng. Người có thực lực cao nhất là một lão giả bộ dáng chừng 60 tuổi, mặt mũi hơi đỏ, tu vi không ngờ đạt tới linh xuất thất trọng. Lập tức ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào người thứ 5 còn lại. Người này tuổi chừng hơn 40, mặc một bộ trường bào. Trên người còn có một kiện áo choàng, sắc mặt có chút tiều tụy, thế nhưng ánh mắt sáng ngờ, thân hình gầy gò, cao ngất, trên người tỏa ra một cỗ anh khí. Quan trọng nhất chính là tu vi người này cũng tới vũ xuất. Lục Lâm Thiên phỏng đoán sợ rằng cũng đã tới vũ xuất tứ trọng. Gia chủ, hai vị đại nhân này cũng tới chữa thương cho tiểu thư.
Sau khi mang hai người Lục Lâm Thiên tiến vào nội đường, hạ nhân của hoàng gia lập tức chắp tay nói với nam tử trung niên có sắc mặt tiểu tụy kia. Hai vị, mời ngồi. Có người đang chữa thương cho tiểu nữ. Hai vị xin chờ một chút. Nam tử trung niên đánh giá hai người Lục Lâm Thiên rồi khẽ mỉm cười nói. Nhìn thấy hai người mang mặt nạ, ánh mắt khẽ biến đổi một chút. Hoàng gia chủ, thật có lỗi, thương thế hoàng tiểu thư khá nghiêm trọng, lại có liên quan tới kịch độc. Ta cũng bất lực. Trong nội đường lúc này có một tiếng than thở vang lên. Lập tức có hai đạo thân ảnh từ trong đi ra. Đi đầu là một nam tử tuổi chừng 40 mặc một bộ hoa phục, từ khí tức trên người có thể nhận ra người này có tu vi linh xuất tam trọng. Là nàng. Mà lúc này thân ảnh thứ hai từ bên trong đi ra khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Đây là một nữ tử dáng vẻ thướt tha, mềm mại, tuổi chừng 20, đôi mắt ngập nước. Bộ ngực như ẩn như hiện dưới bộ cung trang, cái rãnh sâu kia cũng hiện ra. Khuôn mặt không tính là xinh đẹp thế nhưng lại khiến cho vô cùng dễ nhìn, toàn thân tỏa ra khí tức vũ mị. Đặc biệt mà đôi mắt kia vô cùng cơ linh, cho nên tổng quát mà nói, bên trong sự thành thục của nàng chính là cơ linh. Tuyệt đối thuộc về dạng người được coi là ngự tỷ. Người này không phải là ai khác mà chính là thủ tịch đấu giá sư hơn 10 ngày trước ở bên trong vạn tượng thương hội Hoàng Đan. Trần huynh cũng đã cố hết sức rồi, đa tạ. Ánh mắt trung niên trên thủ vị hiện lên sự thất vọng, nhanh chóng nói với nam tử linh xuất vừa từ trong nội đường đi ra. Thật sự không giúp được gì, xấu hổ. Ta còn có việc cho nên đi trước một bước. Sắc mặt nam tử mặc hoa phục kia dường như có chút không nhịn được. Sau khi khách sáo một phen lập tức rời đi, nam tử trung niên kia đứng dậy tiễn đưa ra bên ngoài. Một linh xuất tự nhiên hắn không dám lãnh đạm. Không nghĩ tới các hạ cũng ở đây. Giờ phút này, Hoàng Đan từ trong nội đường đi ra cũng lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lúc trước trong đấu giá hội người này mua khôi lỗi thất giai sơ kỳ, Hoàng Đan đương nhiên không quên. Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên có mặt ở đây trong mắt nàng cũng hiện lên sự kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoàng Đan trưởng lão cũng có mặt ở đây. Thanh âm khàn khàn của Lục Lâm Thiên vang lên. Đan Nhi, hóa ra hai người biết nhau sao? Nam tử trung niên mặc trường bào nhìn về phía Lục Lâm Thiên cùng Hoàng Đan vô cùng kinh ngạc nói. Phụ thân, hơn 10 ngày trước, chúng con đã gặp nhau ở trong vạn tượng thương hội. Hoàng Đan khẽ lên tiếng, sau đó nhanh chóng nói với bốn linh xuất trong nội đường. Làm phiền bốn vị rồi. Mời bốn vị vào trong một chút. Được, Hoàng trưởng lão không cần khách khí. Tất cả mọi người đều là người của vạn tượng thương hội, đều là người một nhà. Lão giả linh xuất thất trọng kia đứng lên rồi nói với Hoàng Đan. Bất quá trong mắt lại có một cỗ ngạo khí. Linh xuất thất trọng, bất kể là đi tới đâu đều có địa vị cao tuyệt. Không biết các hạ xưng hô thế nào. Hoàng Đan mang theo bốn người tiến vào nội đường rồi lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Dương quá. Lục Lâm Thiên nói. Hóa ra là Dương quá đại nhân, mời cùng ta đi vào trong. Thương thế xá muội vô cùng nghiêm trọng, xin chư vị cố gắng một chút. Hoàng Đan nói. Mời. Lục Lâm Thiên đứng dậy, trong nội tâm quả thực không ngờ tới, Hoàng Đan thân là trưởng lão của vạn tượng thương hội ở thành Cự Giang lại là người của Hoàng gia trong thành Cự Hạp. Mà bốn linh xuất này lại là người của vạn tượng thương hội. Đối với vạn tượng thương hội này lúc này Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc. Một thương hội tùy tiện có thể xuất hiện bốn linh xuất, bên trong bốn người này ngoại trừ một linh xuất lục trọng ra còn có linh xuất thất trọng. Quả thực vô cùng bất phàm. Hiện tại trong phi linh môn, ngoài thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh ra không có ai là linh xuất thất trọng. Mọi người nhanh chóng đi vào trong nội đường. Nam tử mặc trường bào kia cũng đi theo vào. Bên trong nội đường có một căn phòng thanh nhã, bố trí cực kỳ tinh xảo. Trong phòng tràn ngập hương thơm nhàn nhạt. Mà lúc này trong phòng, trên giường có hai nha đầu đang chăm sóc một cỗ thân thể mềm mại bên trên. Lục Lâm Thiên tiến gần lại, nữ tử nằm trên giường chừng 20 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn. Dưới cái mũi tinh xảo là cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa đào. Thế nhưng lúc này cái môi này tái nhợt, dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt nhắm chặt. Mà nhìn thấy nữ tử này sắc mặt Lục Lâm Thiên nhanh chóng đại biến. Phía dưới cổ nàng da rẻ đen kịt, hơn nữa lại còn sưng lên, cánh tay cùng với bàn chân lộ ra ngoài y phục đều sưng vù, đen nhánh. Siêu siêu, lúc này bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được trên khuôn mặt tinh xảo của nữ tử này vừa rồi còn mới trắng nõn hiện tại nhanh chóng bị màu đen bao phủ. Cả khuôn mặt tinh xảo lúc này đen kịt sau đó sưng lên.
Bộ dáng này khiến cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng khủng bố. Hai nha đầu đang chăm sóc bên cạnh lúc này cũng bị dọa cho kinh hãi. Muội muội, Hoàng Đan nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa không ít. Sắc mặt bốn linh suất của vạn tượng thương hội lúc này đại biến. Sau đó lập tức tra, linh suất thất trọng kia trong tay còn cầm một chiếc kim châm, chậm rãi châm vào trong móng tay đen kịt của thiếu nữ này. Chư vị trưởng lão, tiểu nữ thế nào rồi? Lúc này sắc mặt nam tử trung niên cực kỳ lo lắng. Thanh âm mang theo sự mong chờ hỏi mấy linh suất này. Sắc mặt của mấy linh suất vạn tượng thương hội tức thì ngưng trọng. Sau khi kiểm tra một phen, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lúc này Lục Lâm Thiên đã cẩn thận đánh giá. Đối với việc chữa thương Lục Lâm Thiên có thể không hiểu nhiều lắm. Bất quá có thiên linh lục cùng với Ngọc Giản Nam thúc giao cho. Bên trên cũng đã có nói qua. Lại nói thêm khi trước ở trong vạn vũ lâu của Vân Dương Tông, tất cả mọi tư liệu Lục Lâm Thiên đều đã đọc qua. Cho nên hiện tại có thể nói hiểu biết của Lục Lâm Thiên về vấn đề này cực kỳ rộng lớn. Bốn vị trưởng lão, thương thế của xá muội thế nào rồi? Có thể cứu được không? Một lát sau Hoàng Đan sốt ruột hỏi. Hoàng trưởng lão, thương thế của lệnh muội có chút giống như chúng kịch độc. Thế nhưng loại độc này vô cùng quỷ dị, hiện tại trước mắt chúng ta cũng không có cách nào. Có lẽ chúng ta phải nghiên cứu mấy ngày có thể nghĩ ra biện pháp cũng không nhất định. Linh suất thất trọng kia nhìn qua thiếu nữ trên giường rồi thở dài nói. Sau khi kiểm tra một phen bọn họ cũng không tìm được biện pháp gì. Độc này quả thực vô cùng quỷ dị, bất quá nếu chờ các ngươi nghiên cứu mấy ngày thì người đã chết. Các ngươi cũng chỉ còn nước nghiên cứu thi thể mà thôi. Khi linh suất thất trọng kia nói xong, thanh âm khàn khàn của Lục Lâm Thiên vang lên. Nói như vậy chẳng lẽ các hạ có thể chữa trị được hay sao? Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, bốn linh suất của vạn tượng thương hội dùng ánh mắt không mấy hữu hảo nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt linh suất thất trọng kia mang theo hàn ý nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Không nắm chắc 100% thế nhưng có 6 thành nắm chắc. Tình huống Hoàng Tiểu Thư bây giờ có chút phiền phức, có lẽ trong một canh giờ nữa nếu không có biện pháp thì Hoàng Tiểu Thư sẽ. Lục Lâm Thiên nói. Dương quá đại nhân, xin ngài nhanh chóng ra tay cứu xá muội, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Hoàng Đan nhanh chóng xoay người thi lễ rồi cầu khẩn Lục Lâm Thiên. Dương quá tiên sinh, xin mau ra tay cứu tiểu nữ. Nam tử trung niên lúc này cũng nhanh chóng cầu khẩn Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng lo lắng. Muốn ta ra tay không khó, bất quá. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi rồi nói, dường như có chút khó xử. Dương quá tiên sinh, chỉ cần ngươi ra tay, Hoàng gia ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai nếu như không đủ thì. Nam tử trung niên cắn răng một cái rồi nói tiếp. Vậy thì 2 bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Đây đã là tất cả linh kỹ mà Hoàng gia ta có, thứ quý trọng hơn Hoàng gia ta cũng không còn nữa. Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu, lập tức nói. Hoàng gia chủ, cũng không phải là vấn đề này. Ý ta là lúc này cứu chữa Hoàng tiểu thư đã muộn, thứ nhất ngay cả ta cũng không nắm chắc tuyệt đối, thứ hai quả thực có chút không tiện. Dương quá đại nhân, chuyện chữa thương này đương nhiên không thể nắm chắc toàn bộ. Chỉ cần Dương quá đại nhân ra tay cũng đã được rồi. Nếu như 2 bộ linh kỹ huyền cấp không đủ, chỉ cần Dương quá đại nhân ra tay cứu xá muội một mạng. Tiểu nữ nguyện từ nay về sau đi theo bên người Dương quá đại nhân, làm nô tỳ cũng không hề có một câu oán hận. Cho dù làm thị thiếp tiểu nữ cũng cam lòng. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Đan hiện lên sự cầu khẩn. Vì cứu muội muội cái gì nàng cũng có thể đáp ứng. Lục Lâm Thiên sững sờ không nghĩ tới Hoàng Đan ngay cả cái này cũng nói ra. Ánh mắt hắn nhìn Hoàng Đan lúc này đã khác trước, việc làm của nàng không phải nữ tử bình thường nào cũng có thể làm được. Hừ, ta thấy các hạ không có bổn sự này à. Trong 4 linh suất của vạn tượng thương hội lúc này thanh âm của linh suất lục trọng kia vang lên, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên có chút khinh thường. Không phải ta có ý này. Lục Lâm Thiên không để ý tới linh suất lục trọng kia, lập tức lắc đầu nói. Tình huống của Hoàng Tiểu Thư ta cũng chỉ phán đoán một chút. Bất quá quá trình chữa thương này y phục trên người Hoàng Tiểu Thư phải lột hết. Như vậy đối với việc xuất giá sau này của Hoàng Tiểu Thư sợ rằng có chút không tiện. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, sắc mặt nam tử trung niên và Hoàng Đan kia khẽ biến hóa. Sau khi giật mình một chút, Hoàng Đan nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Dương quá đại nhân, người có bệnh không thể câu nệ, mong Dương quá đại nhân ra tay.
Dương Quá tiên sinh, mời ra tay cứu tiểu nữ. Gia chủ Hoàng gia lúc này cũng cắn răng nói. Lục Lâm Thiên xoay người nhìn Bạch Linh rồi lập tức nói. Người không liên quan ra ngoài trước, Hoàng đan trưởng lão, nàng lưu lại. Nàng còn cần giúp ta chuẩn bị một chút vật dụng chữa thương. Cuối cùng còn cần Hoàng tiểu thư hỗ trợ một chút mới được. Bốn vị trưởng lão, mời bốn vị ra ngoài nghỉ ngơi một lát. Lục Lâm Thiên nói xong, Hoàng đan lập tức nói với bốn linh suất của Vạn Tượng Thương Hội. Hoàng trưởng lão, nếu như có người dám lừa gạt ở Hoàng gia, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Linh suất thất trọng kia phất tay, nhìn qua tiểu thư Hoàng gia đang nằm trên giường đã hoàn toàn không nhận ra tiểu thư Hoàng gia bình thường rồi nói. Ánh mắt mang theo hàn ý nhìn qua Lục Lâm Thiên, bốn người nhanh chóng rời khỏi phòng. Gia chủ Hoàng gia cũng lập tức rời khỏi phòng, trước khi đi còn dùng ánh mắt khẩn trương nhìn vào nhi nữ trên giường, trong mắt mang theo sự lo lắng không thôi. Hoàng đan trưởng lão, ta cần mấy vị dược liệu, không biết Hoàng gia có không? Thanh âm khàn khàn của Lục Lâm Thiên vang lên. Dương Quá đại nhân đừng gọi ta là trưởng lão, trong Vạn Tượng Thương Hội ta cũng chỉ là một trưởng lão ngoại môn mà thôi. Dương Quá đại nhân gọi ta là Hoàng đan là được rồi. Hoàng gia ta cũng mở mấy cửa hàng dược liệu, cho nên có lẽ sẽ có. Hoàng đan vội vàng nói. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói một hơi hơn 10 vị dược liệu với Hoàng đan. Những dược liệu này không phải là dược liệu có cấp bậc cao cũng không phải khó tìm. Hoàng đan nhanh chóng cùng với hai nha đầu rời phòng đi an bài mọi chuyện. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại Bạch Linh và Lục Lâm Thiên. Hai người nhìn nhau, Bạch Linh đánh ra một đạo cấm chế bao phủ căn phòng, miễn cho người khác nhìn trộm. Lâm Thiên, ngươi nhìn ra đây là loại độc gì sao? Bạch Linh nói nhỏ, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn vào tiểu thư Hoàng gia lúc này toàn thân đen kịt. Sưng vù nằm trên giường. Nàng có lẽ cũng đã sớm nhìn ra, không nghĩ tới trên người tiểu thư Hoàng gia này lại có linh thú. Lại là loại linh thú khủng bố, quỷ dị tới bực này. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào tiểu thư Hoàng gia này. Lúc này nữ tử xinh đẹp này khiến cho Lục Lâm Thiên nhớ tới một người kiếp trước, chính là Đoạt Mệnh Thư Sinh. Tay chân hoàn toàn thay đổi, bộ dáng này hiện tại quá kinh khủng. Muốn nó đi ra không khó. Bất quá tính mạng của tiểu thư Hoàng gia này sợ rằng sẽ kết thúc. Bạch Linh khẽ nói. Tiểu Long, để có biện pháp nào khiến nó đi ra hay không? Lục Lâm Thiên khẽ nói. Siêu. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long từ trong tay áo chui ra. Cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào nói. Lão đại, lúc này nó đang trong đầu người khác có chút phiền phức. Bất qua đệ tự thân xuất mã đương nhiên không thành vấn đề, nó không dám không ra. Vậy để còn không động thủ. Lục Lâm Thiên vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Long. Lão đại, huynh lại bắt nạt đệ. Cẩn thận đệ nói cho Vô Song tỷ cùng với Hồng Lăng tỷ, huynh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ. Tiểu Long kháng nghị nói. Thanh âm vừa dứt, thân thể Tiểu Long nhanh chóng hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng chui vào trong người tiểu thư Hoàng gia. Ngao. Tiếp theo trong nháy mắt quanh người Tiểu Long xuất hiện quang mang. Một tiếng trầm thấp giống như long ngâm từ trong miệng nó truyền ra. Quanh thân lúc này có một cỗ khí tức bàng bạc tràn ngập căn phòng. Dưới khí tức này khiến cho ngay cả Lục Lâm Thiên lúc này ở sâu trong linh hồn cũng cảm thấy giật mình. Nhưng mà vào lúc này trên giường xuất hiện một màn quỷ dị. Trên người tiểu thư Hoàng gia vốn đen kịt kia lúc này mi tâm mở ra, một thứ đang nhúc nhích, giống như có một vật còn sống đang muốn chui ra. Siêu siêu. Trong nháy mắt trong mi tâm Hoàng tiểu thư xuất chảy ra một chất dịch màu đỏ tươi, nhìn qua có chút buồn nôn. Rồi sau đó ra trên mi tâm vỡ ra, có một vật lớn chừng ngón tay xuất hiện. Vật này toàn thân đỏ như máu, lớn chừng ngón út. Toàn thân có lông, đầu cùng với ngực cơ hồ rộng bằng nhau. Có râu, đôi mắt hình bầu dục, trên người có một đôi cánh hơi mỏng đỏ như máu phía sau. Hơn nữa cánh trước nhỏ hơn cánh sau, hai cánh tạo thành một đường thẳng dọc theo lưng. Phần bụng hình giống như bầu dục, nếu như nhìn kỹ thì thấy dưới bụng còn có những cái lông vô cùng sắc bén giống như ngân châm. Chi! Vật nhỏ này vừa mới xuất hiện lập tức phủ phục trước người Tiểu Long, toàn thân run rẩy không dám nhúc nhích. Thị huyết linh phong, đúng là nó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc, vật nhỏ như ngón út này Lục Lâm Thiên hắn chưa từng gặp qua. Thế nhưng ở trên Thiên Linh Lục cũng từng có giới thiệu qua về nó. Thị huyết linh phong. Đây là một loại linh thú khủng bố. Trong các loại linh thú có độc không nhiều, thậm chí là cực ít.
mà thị huyết linh phong này chính là một trong số đó. Căn cứ vào ghi chép trên Thiên Linh Lục, thị huyết linh phong này toàn thân đều là kịch độc, đương nhiên kịch độc của nó so ra vẫn kém thiên độc yêu long, xích kim độc chu. Thế nhưng so với những yêu thú khác thì cực kỳ khủng bố. Trong độc của thị huyết linh phong này có đủ loại độc tổng hợp, còn có độc tố linh hồn, đây chính là chuyện mà thiên độc yêu long và xích kim độc chu không thể nào làm được. Một khi bị thị huyết linh phong công kích, nghiêm trọng nhất là nó có thể chui vào trong cơ thể hút máu của đối phương. Không ngừng thôn vệ máu tươi và giải kịch độc, đồng thời còn mang theo linh hồn độc công kích linh hồn. Trên Thiên Linh Lục có giới thiệu qua, cái gai phía đuôi của thị huyết linh phong vô cùng nhỏ bé, thế nhưng một khi cái gai trên đuôi nó cắm vào da thịt người thì có thể bắn ra một số lượng độc rất lớn. Mà thị huyết linh phong này nếu như có một đầu thì có lẽ không hề đáng sợ, thế nhưng nếu đụng phải một bầy mà nói, tuyệt đối là ác mộng. Nói như vậy, nếu như cường giả Vũ Vương chạm với một đầu thị huyết linh phong ngũ giai mà nói hoàn toàn không cần e ngại. Thế nhưng nếu như đụng phải một đám thị huyết linh phong ngũ giai mà nói thì chính là ác mộng của cường giả Vũ Vương kia. Một khi bị một đám thị huyết linh phong vây công, cho dù là Vũ Vương cũng phải nhanh chóng chạy trốn. Nếu trốn không thoát cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Quan trọng nhất là thị huyết linh phong này ngay cả hồn anh của nhân loại của có thể thôn vệ và công kích. Thị huyết linh phong một khi phát động công kích thì chính là công kích gần như tự sát. Chỉ cần mục tiêu còn chưa chết nó sẽ không ngừng công kích. Mãi cho đến khi không thể công kích mới dừng lại, dù là dùng phương thức nào cũng không thể di chuyển lực chú ý của nó. Nếu như không có thực lực tuyệt đối mà nói, một khi bị thị huyết linh phong vây công thì mọi hành động chỉ là uổng công vô ích mà thôi. Cho nên lúc này nhìn thấy thị huyết linh phong trong nội tâm Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Bởi trong lúc kiểm tra Lục Lâm Thiên đã thấy bên trong người tiểu thư hoàng gia có vật còn sống. Ngay lúc đó, Tiểu Long cũng nhanh chóng nói cho Lục Lâm Thiên, bên trong cơ thể tiểu thư hoàng gia có linh thú tồn tại. Tiểu Long, có hỏi được nó là từ nơi nào đến hay không? Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long. Lão đại, thị huyết linh phong này mới chỉ là nhất giai. Vừa mới sinh ra không được bao lâu, còn chưa có linh trí, đệ không hỏi ra được. Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên, dưới khí tức trên người nó, lúc này thị huyết linh phong kia phủ phục, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Tuy rằng thị huyết linh phong đã đi ra, thế nhưng tình huống của tiểu thư hoàng gia này cũng không quá lạc quan. Máu toàn thân đều có độc tố, linh hồn cũng bị trọng thương. Bạch Linh nói, Lục Lâm Thiên nhướng mày, điểm này trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng hiểu rõ. Không kém bao nhiêu so với suy đoán khi trước của hắn. Tiểu thư hoàng gia không biết bị dính phải trứng của thị huyết linh phong từ nơi nào, mà trứng của thị huyết linh phong này trong lúc vô tình được tiểu thư hoàng gia ấp nở. Sau đó tiến vào trong cơ thể tiểu thư hoàng gia. Sau đó một mực thôn vệ huyết dịch của tiểu thư hoàng gia mà sống. Mà hiện tại mới thôn vệ tới trong đầu mà thôi. Nếu như qua một lát nữa thì tiểu thư hoàng gia này đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Tình huống bây giờ cũng cực kỳ không ổn rồi. Loại tình huống này Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Nếu như có Đông Lão và Lục Tâm Đồng ở đây thì có thể giải quyết dễ dàng, thế nhưng đổi lại là hắn thì có chút khó khăn. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi, cũng không biết kết quả như thế nào. Có chút phiền phức, bất quá cũng không phải là không có hy vọng. Lục Lâm Thiên nói, sao hôm nay ngươi lại hảo tâm như vậy? Là vì hai bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai sao? Hay là muốn nhận một thị thiếp? Sợ rằng đến lúc đó Hồng Lăng cùng Vô Song sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Linh khẽ lên tiếng. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nhìn Bạch Linh rồi nói. Thị huyết linh phong không phải yêu thú sống một mình, bên trong một đám thị huyết linh phong chỉ có một đầu mẫu hoàng phong. Chẳng lẽ ngươi vừa ý với đám thị huyết linh phong kia? Ánh mắt Bạch Linh khẽ đổi, lập tức nói. Vạn nhất là một đám thị huyết linh phong đẳng cấp cao thì ngay cả ta cũng phải đi đường vòng. Ngươi nên cẩn thận một chút. Bạch Linh nói xong, ánh mắt lại đổi rồi nói. Bất quá có Tiểu Long ở đây, nguy hiểm quả thực nhỏ đi rất nhiều. Lại thêm ngươi nữa, muốn thu phục đầu mẫu hoàng phong kia cũng không phải là không được. Chỉ mong thực lực đầu mẫu hoàng phong kia đừng mạnh quá. Trước tiên chữa cho tiểu thư hoàng gia này rồi nói sau. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng đã có ý định của mình. Người hoàng gia tới. Trong tâm thần của Bạch Linh lúc này xuất hiện mấy người Hoàng Đan đang vội vã chạy tới. Một lát sau, Hoàng Đan vội vàng tiến vào phong, trong tay có thêm không ít dược liệu.
hai nha đầu kia cũng mang theo một chum đựng nước. Mạc Sầu, giúp ta hộ pháp. Lục Lâm Thiên quay sang Bạch Linh rồi nói. Được. Bạch Linh khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ trừng lên với Lục Lâm Thiên rồi rời phòng. Một đạo cấm chế trực tiếp bao phủ căn phòng. Giờ phút này trong phòng cũng chỉ có Lục Lâm Thiên, Hoàng Đan và Hoàng Tiểu Thư toàn thân đen kịt kia. Lục Lâm Thiên nói. Hoàng Đan Tiểu Thư, nàng chờ một lát, lát nữa mới cần nàng hỗ trợ. Không thành vấn đề. Trong đôi mắt của Hoàng Đan lúc này hiện lên vẻ lo lắng, thế nhưng nhìn thấy Lục Lâm Thiên sắp ra tay, vẻ lo lắng trong mắt giảm đi không ít. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, lập tức móc ra Hỏa Long Đỉnh, thủ ấn được kết. Linh hỏa trong Hỏa Long Đỉnh cuồn cuộn. Hoàng Đan ở trong Vạn Tượng Thương Hội chủ yếu là chủ trì đấu giá cho nên nhãn lực không yết. Sau khi nhìn thấy Hỏa Long Đỉnh của Lục Lâm Thiên, trong mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc. Hỏa Long Đỉnh này cực kỳ bất phàm, tuy rằng không phải hồn linh khí, thế nhưng tuyệt đối đã tiếp cận tới hồn linh khí. Người có thể có được dược đỉnh này cũng không phải người bình thường. Trong lúc Hoàng Đan đang suy đoán thân phận Lục Lâm Thiên, đồng thời lúc này thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên không ngừng được kết. Nhanh chóng đem nhiều loại dược liệu bỏ vào trong Hỏa Long Đỉnh luyện hóa. Những dược liệu này cũng không có phẩm giai quá cao, muốn luyện chế ngược lại không phải là vấn đề quá lớn. Giờ phút này, thứ Lục Lâm Thiên muốn làm chính là đem dược liệu luyện thành linh dịch, những thứ này đều là dược liệu loại bỏ độc tố. Mà phương pháp loại bỏ độc tố cũng không phải quá phiền toái. Chỉ có một chút rắc rối trong quá trình loại bỏ độc tố chính là y phục trên người phải cởi ra. Sau khi biết được trong cơ thể tiểu thư hoàng gia có thị huyết linh phong, đối với phương pháp loại trừ độc tính này Lục Lâm Thiên đã nắm chắc mấy phần. Chuyện này cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần linh giả có vài phần thực lực là có thể làm được. Thị huyết linh phong nhất giai cũng không quá đáng sợ, thế nhưng bởi vì thời gian nó ở trong người tiểu thư hoàng gia này quá dài cho nên có chút phiền phức. Linh hồn cũng bị trọng thương. Có lẽ không ai ngờ tới bên trong cơ thể tiểu thư hoàng gia này lại có vật khủng bố như thị huyết linh phong. Nếu như sớm nhận ra, dùng thực lực của hoàng gia mà nói, muốn tìm linh giả chữa trị cũng không có vấn đề quá lớn. Thủ ấn trong tay không ngừng được kết, linh hỏa cuồn cuộn, dược liệu không ngừng được ném vào. Trên khuôn mặt Hoàng Đan lúc này vô cùng lo lắng, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào bóng lưng Lục Lâm Thiên có chút hiếu kỳ. Càng ngày nàng càng cảm thấy, niên kỷ của Dương Quá này cũng không quá lớn. Theo trực giác của nữ nhân, nàng có thể cảm nhận ra. Một lát sau đống dược liệu này đều bị luyện hóa. Cuối cùng dưới một đạo thủ ấn của Lục Lâm Thiên, trong tay xuất hiện một đoàn quang mang màu trắng bao bọc một đám linh dịch trong tay, lập tức đưa vào trong thùng nước lớn kia. Siêu siêu. Linh dịch rơi vào trong thùng nước, không biết là linh dịch cuồng bạo hay là nhiệt độ vừa mới luyện hóa ra rất cao khiến cho nước trong thùng lập tức sôi lên. Một cỗ nhiệt khí tỏa ra, mà lúc này nước trong thùng đã chuyển thành màu xanh nhạt, một cỗ năng lượng nhàn nhạt từ trên đó truyền ra. Hoàng Đan tiểu thư, cởi y phục trên người lệnh muội, sau đó đặt nàng ấy vào trong thùng nước. Ta sẽ giải độc. Lục Lâm Thiên nói với Hoàng Đan. Dương Quá đại nhân, có thể lưu lại nội y được không? Sắc mặt Hoàng Đan đỏ lên, cúi đầu nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu nói. Không được, nhất định phải bỏ hết. Thanh âm vừa dứt, Lục Lâm Thiên xoay người sang chỗ khác. Sau lưng hắn lập tức vang lên thanh âm loại soạt, sau đó trong thùng nước vang lên thanh âm nhẹ nhẹ. Một lát sau, thanh âm của Hoàng Đan truyền tới. Dương Quá đại nhân, đã xong. Lục Lâm Thiên xoay người lại, lúc này trong thùng nước. Tiểu thư hoàng gia toàn thân đen kịt kia được Hoàng Đan vịn vào trong thùng nước. Trên mặt nước lúc này không ngừng nổi bọt, như ẩn như hiện. Tuy rằng đã được màn nước bao phủ thế nhưng trên thân thể đen kịt này nơi đặc thù của nữ nhân vẫn hiện lên, đôi ngọc thỏ đen kịt hiện lên trong mắt Lục Lâm Thiên, dường như thể tích cũng không nhỏ. Chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên cũng không nhìn nhiều, nữ nhân này toàn thân đen kịt, cho dù nhìn thêm cũng không có gì là đẹp. Lục Lâm Thiên đi tới thùng nước. Lúc này tiểu thư hoàng gia đã hoàn toàn mất đi chi giác, chỉ có một tia khí tức còn lại, cực kỳ yếu ớt. Hoàng Đan tiểu thư, quá trình loại bỏ độc này sợ rằng không thể để lỡ, không được quấy rầy ta. Còn nữa, xin hoàng tiểu thư xoay người sang chỗ khác. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Vâng. Hoàng Đan gật đầu đáp, thế nhưng ánh mắt lại khẽ nghi hoặc. Sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác. Lúc này nàng chỉ nghe thấy thanh âm loạt soạt khiến cho bản thân càng nghi hoặc hơn, thế nhưng cũng không dám quay lại nhìn.
Mà lúc này Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cắn môi, trong nội tâm thầm mắng to. Vị sư phụ tiện nghi thánh thủ linh tôn kia của hắn làm ra phương pháp trừ độc này không nên đem người ta cởi sạch chứ. Một nam một nữ thì còn đỡ. Vạn nhất nếu như người bị thương là nam, nếu như hai nam nhân cởi sạch ở trong một thùng nước mà nói thì bản thân hắn tự mình đâm đầu chết đi cho rồi. Tốt rồi, Lục Lâm Thiên lập tức đem y phục trên người cởi ra, sau đó tiến vào trong thùng nước. Thủ ấn trong tay được kết, một cỗ linh lực trên người tuôn ra. Trong thùng nước lúc này bốc lên từng đợt khói trắng, trong làn khói toát ra từng tia hắc khí như ẩn như hiện. Tiếp theo trong nháy mắt thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lại biến đổi. Từng đạo trưởng ấn trong tay không ngừng rơi vào trên người tiểu thư hoàng gia. Hoàng Đan quay đầu, ánh mắt lập tức nhìn thấy cảnh tượng trong thùng nước. Một thân thể nam tử cường tráng đang ta ẩn ta upsilon ổng như ẩn như hiện trước mắt nàng. Ánh mắt nàng tức thì ngơ ngẩn, hai má hồng lên, cả khuôn mặt đỏ rực. Tuy rằng nàng đã 27 tuổi, thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam nhân. Bất quá dù sao nàng cũng từng sinh sống ở thành Cự Giang cho nên lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn vào trên người muội muội mình. Đồng thời dường như vô ý đôi mắt kia cũng liếc xéo qua hạ thể nam tử kia. Mỗi lần nhìn vào trong lòng không khỏi cảm thấy nóng rực. Từng đạo thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được đánh ra. Cuối cùng hai tay đặt vào trên đôi vai của tiểu thư hoàng gia. Linh lực dũng mãnh tuôn vào, từ trong kinh mạch bắt đầu chậm rãi loại bỏ độc tố. Linh lực được rót vào, trong thùng nước lúc này sương mù ngày càng nồng đậm. Ngay lúc đó, năng lượng trong linh dịch ở trong thùng nước bắt đầu tiến vào trong người tiểu thư hoàng gia, vô cùng quỷ dị. Sương mù bốc lên, thi thoảng có thanh âm đau đớn từ trong cái miệng sương mù của tiểu thư hoàng gia vang lên. Lúc này dường như nàng đã khôi phục một ít chi giác. Điều này khiến cho hoàng đế lập tức vui vẻ, thế nhưng ngay tức khắc, tiểu thư hoàng gia kia lại mất đi chi giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên cũng không có một chút tạp niệm nào, một lòng đắm chìm trong việc loại bỏ độc tố. Độc này cũng không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng có chút phiền phức. Bên ngoài đại sảnh, gia chủ hoàng gia đi qua đi lại, cực kỳ khẩn trương. Thỉnh thoảng ánh mắt mang theo sự sốt ruột nhìn vào trong nội đường. Bốn linh suất của vạn tượng thương hội kia lúc này trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Thế nhưng trong nội tâm đều có chút bất an. Vạn nhất người nọ chữa thương thành công cho tiểu thư hoàng gia, bọn hắn không còn mặt mũi nào. Nếu như chị không hết thì lúc đó nên hảo hảo giáo huấn người nọ một lần. Không thì cái cảm giác bị khinh bỉ của bọn họ vừa rồi không được yên. Trong đại sảnh, Bạch Linh nhắm mắt dưỡng thần. Hết thảy sự việc xảy ra chung quanh đều không liên quan tới nàng. Ba thời thần sau, trong phòng lúc này có một mảnh sương mù nồng đậm tràn ngập. Thân hình sương mù đen kịt trước mặt Lục Lâm Thiên đã xuất hiện biến hóa kinh người. Lúc này, một thân thể mềm mại như ngọc xuất hiện trước mắt hắn. Thân thể sương mù đen kịt kia đã sớm biết mất không thấy. Da thịt bóng loáng như ngọc, đôi ngọc thỏ trước ngực hiện lên trên mặt nước. Giờ phút này khuôn mặt sương vù cũng đã khôi phục sự tinh xảo như trước kia. Ngũ quan tinh xảo, cái mũi xinh xắn, hai hàng lông mi cong vút. Chỉ có cái miệng nhỏ nhắn như anh đào kia là còn tái nhợt mà thôi. Mặc dù đang ngồi bên trong thùng nước, nhưng cũng không khó để nhìn ra đường cong mê người. Lúc này, nhìn thấy muội muội có biến hóa như vậy, trong lòng của Hoàng Đan cũng cảm thấy vui vẻ, không khó để nhìn ra tác dụng khử độc của cái này. Hô! Lục Lâm Thiên vừa thu thủ ấn, thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể, lúc này ánh mắt của Lục Lâm Thiên mới rơi vào thân thể trắng nõn sáng bóng như ngọc kia, để lộ ra đường cong uyển chuyển mê người, dung nhan thanh tú tinh xảo, tuyệt đối có thể xem là hiếm có, đặc biệt là song phong đang lộ một nửa trên mặt nước kia, cơ hồ chỉ cách eo ng ngực của mình có một chút xíu, còn ở dưới nước, nhân nhân thanh thảo như ẩn như hiện. Một màn này xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên khiến cho khí tức của Lục Lâm Thiên cơ hồ nhịn không được mà thêm nặng nề hơn một chút. Chỉ cách thân thể mềm mại như vậy trong gang tấc, lại còn ngâm chung một chỗ, nếu ở vào trường hợp này mà vẫn có thể bảo trì tâm tình bình đạm thì sợ là không còn là nam nhân chân chính nữa. Đại nhân, xám muội thế nào rồi? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu hồi thủ ấn, Hoàng Đan liền mở miệng hỏi ngay. Chỉ mới xong một nửa. Bất quá bây giờ cần Hoàng Đan tiểu thư giúp đỡ mới được. Lục Lâm Thiên nói. Xin đại nhân cứ nói, chỉ cần có thể cứu được muội muội của ta thì chuyện gì ta cũng có thể làm. Hoàng Đan nói. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Hoàng Đan, cũng không dài dòng gì, lập tức nói.
Hoàng Đan tiểu thư, huyết dịch toàn thân của lệnh muội gần như đã không thể nào dùng được nữa rồi, cần phải đổi máu, hai người các ngươi là tỉ muội ruột, chỉ có máu của Hoàng Đan tiểu thư mới đổi được, không cần cho nhiều, chỉ cần có máu dẫn là được, đợi sau khi lệnh muội đã khỏe mạnh, máu trong cơ thể sẽ tự động khôi phục thôi, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với ngươi đâu. Lục Lâm Thiên nói, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, có thể cứu được muội muội của ta, dù có muốn cả cái mạng của ta cũng được. Hoàng Đan lập tức nói, vậy thì cần Hoàng Đan cũng cởi hết y sam, sau đó bước vào trong đây. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói với Hoàng Đan, cái gì? Gương mặt của Hoàng Đan lập tức đỏ bừng, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Lục Lâm Thiên. Bị ánh mắt kinh ngạc lẫn lo sợ của Hoàng Đan nhìn chằm chằm thế này, Lục Lâm Thiên cũng không biết nói gì, đây là cách của tên sư phụ tiện nghi Thánh Thủ Linh Tôn đã chỉ. Sau khi thầm mắng sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn một tiếng vô sỉ xong, Lục Lâm Thiên liền nói. Hoàng Đan tiểu thư, chữa thương cần phải làm như vậy thật đấy. Nhìn bộ dạng của Lục Lâm Thiên, ánh mắt của Hoàng Đan run run, dáng đỏ trên mặt có hơi bớt đi, khẽ cắn môi, lập tức nói. Đại nhân vì cứu xá muội cũng có thể cởi hết y phục, tiểu nữ tử có gì phải sợ. Hoàng Đan cắn răng một cái, lập tức thẳng người, đưa tay run rẩy nhẹ cởi á Sigma viết thường váy, chỉ soạt soạt một cái, quần áo lập tức rơi xuống, liền có thêm một cơ thể nõn nà như ngọc tạc xuất hiện trong phòng, đường cong hoàn mỹ, song phong cao V upsilon T ngạo nghễ trước ngực, cái bụng phẳng, đùi ngọc thon dài, giữa hai chân còn có một mảnh thần bí vô cùng mê người. Hoàng Đan không có bất kỳ che dậy, trực tiếp cởi hết y phục ngay trước mặt Lục Lâm Thiên, thân thể ngọc ngà quang hoa uyển chuyển cỡ này xuất hiện ở trước mặt, cộng thêm hai tỷ muội này đều trần như nhộng đứng trước mặt, hô hấp của Lục Lâm Thiên lại thêm nặng nề, trong lòng lập tức hỗn loạn. Đại nhân, ta phải giúp thế nào đây? Hoàng Đan ưỡn ngực thẳng người, sắc mặt cũng đỏ tới nhỏ máu, nói với Lục Lâm Thiên. Chữa thương cứu người đó, đồ cầm thú. Lục Lâm Thiên thầm mắng chính mình một tiếng, lập tức ngẩng đầu nói. Hoàng Đan tiểu thư, cô cũng xuống đây đi. Vâng. Hoàng Đan khẽ gật đầu, đôi chân thon dài nhấc lên, xuân quang lại càng lộ ra rõ hơn, lập tức bước vào trong nước, thùng nước này tuy là không nhỏ, nhưng bây giờ ba người ngồi vào thì lập tức trở nên hơi chật chội, ba người cơ hồ là áp sát vào nhau, đặc biệt là ở bên trong hồ, chân của ba người cơ hồ là đặt lên nhau, điều này khiến cho trong lòng của Lục Lâm Thiên lại càng thêm rung động. Mà lúc này cũng nhìn ra được việc ở sát cạnh cơ thể cường tráng của một nam tử khiến cho Hoàng Đan dù đã cố nhịn nhưng toàn thân cũng hơi run lên. Cho nên, không khí trong phòng lập tức trở nên hơi khác thường, một màn này, ba người sống cùng một phòng, còn chen chúc trong cùng một thùng nước, trong lòng của Lục Lâm Thiên nhất thời khó mà bình tĩnh lại được. Hoàng Đan lúc này cũng cúi gằm mặt xuống, không nói tiếng nào, chỉ chờ chỉ thị của Lục Lâm Thiên không dám nói gì, trong lòng thì như có nai con nhảy loạn. Lục Lâm Thiên cũng có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng của nàng ta. Lục Lâm Thiên hít sâu vào một hơi, cường chế tà niệm trong lòng, chỉ thị Hoàng Đan, để tỉ muội hai người áp tay phải vào nhau, tay trái thì nằm trong tay phải của Lục Lâm Thiên. Bị Lục Lâm Thiên nắm lấy tay, Hoàng Đan lại càng đỏ mặt hơn nữa, bộ dạng nũng nịu tựa như sắp nhỏ ra được cả nước, Lục Lâm Thiên bắt đầu kết xuất thủ ấn, linh lực tuôn ra, trong thùng nước lại bốc lên một làn sương mờ lần nữa. Lần này, linh lực của Lục Lâm Thiên theo bàn tay của Hoàng Đan truyền vào. Suy, thân thể của Hoàng Đan run lên, lập tức cảm giác được trong huyết mạch bên trong cơ thể mình có một cỗ tiên huyết đang ngọ nguậy, tiếp theo liền trực tiếp thông qua lòng bàn tay trái mà chui vào trong bàn tay của muội muội. Linh hỏa trên tay trái của Lục Lâm Thiên vừa hiện, một vệt hỏa ngân màu đỏ nhạt hiện lên, sau đó lập tức rơi vào trên lòng bàn tay còn lại của muội muội Hoàng Đan, trực tiếp đốt hết máu độc trong cơ thể một cách từ từ. Lúc này, sắc mặt của Lục Lâm Thiên lại trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, hiện tại mình cần phải khống chế linh hỏa ở một nhiệt độ vô cùng tinh diệu, chỉ có như vậy thì mới có thể đốt hết được máu sạch, mà không thương hại tới tiểu thư hoàng gia. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, lúc này gia chủ hoàng gia đang ở trong đại sảnh lại càng lo lắng không thôi. Hai canh giờ sau, theo một tiếng rên nhỏ thoát ra từ đôi môi anh đào nhỏ nhắn của vị tiểu thư hoàng gia kia. Trên đôi môi tái nhợt lúc này cũng đã trở nên ửng hồng một chút, bất quá lần này thì sắc mặt của Hoàng Đan lại tái nhợt đi không ít. Tiểu thư Hoàng gia chậm rãi mở mắt ra, trên gương mặt tinh xảo, ôn mắt vô cùng dịu dàng hữu thần, trong đôi mắt lập tức phản chiếu lại hình ảnh một nam tử đeo mặt nạ, toàn thân tồng ngồng, bản thân mình cũng y như vậy,
hai người cơ hồ kề sát với nhau, nháy mắt liền kinh hãi hét lên một tiếng. Á, ngươi là ai? Chỉ là lời vừa dứt thì lại ngã xuống hôn mê lần nữa, lần này là do bị ký quá lớn. Hoàng hôn, bên trong đại sảnh đã có chút tối, ngay tại lúc gia chủ hoàng gia lo lắng đi qua đi lại, Bạch Linh liền mở mắt ra, nói. Được rồi, bọn họ đi ra rồi. Thật sao? Gia chủ hoàng gia siết chặt hai tay, lập tức vọt vào bên trong nội đường. Hừ, ta muốn xem hắn có bản lĩnh gì mà chữa khỏi. Ánh mắt của bốn tên linh suất của vạn tượng thường hành lập tức trầm xuống rồi đứng phắc dậy chạy vào bên trong nội đường. Hân nhi, con thế nào rồi? Gia chủ hoàng gia xông vào bên trong nội đường, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là thân ảnh quen thuộc đã nằm trên giường hai mươi mấy ngày nay, trong lòng thập tức run lên, cảm thấy kinh hỉ khó nói thành lời, nữ nhi của mình đã khôi phục như cũ xuất hiện trước mặt mình. Cha, con không sao rồi. Trong phòng, lúc này gương mặt của hoàng gia tiểu thư tú lệ phi thường, chỉ là sắc mặt tái nhợt chẳng có lấy chút huyết sắc nào, đôi môi mỏng cũng tái nhợt. Cha, Dương Quá đại nhân đã chữa trị cho muội muội xong rồi, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là có thể khôi phục. Sắc mặt của hoàng đan lúc này cũng thiếu một tầng huyết sắc, có vẻ vô cùng tái nhợt, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ vui mừng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia chủ hoàng gia lúc này hai mắt cũng ươn ướt, nên không để ý sắc mặt của hai cô con gái mình lúc này đều thẹn thùng không thôi. Đại ân của Dương Quá tiên sinh, hoàng chí lương ta kiếp này nhất định không quên. Gia chủ hoàng gia sau khi qua cơn kinh hỉ thì đi tới trước người Lục Lâm Thiên, hai tay ôm quyền cúi người hành lễ. Còn bốn tên linh suất của vạn tượng thương hành lúc này hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi, đối phương có thể chữa khỏi cho tiểu thư hoàng gia, còn kẻ được mời mọc hết lời mới chịu đến như bọn hắn thế nhưng lại thúc thủ vô sách, đả kích này đúng là không nhỏ chút nào. Hoàng gia chủ khách khí rồi, ta cảm thấy hơi mệt, xin hãy an bài giúp ta hai gian phòng yên tĩnh. Ta cần phải điều tức để khôi phục vài ngày. Lục Lâm Thiên nói. Không thành vấn đề, xin mời Dương Quá tiên sinh đi theo ta. Hoàng Chính Lương lập tức gật đầu, tự mình dẫn Lục Lâm Thiên rời khỏi phòng. Trong phòng, tỉ muội Hoàng Đan đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Lục Lâm Thiên, khẽ cắn môi, hai tai đỏ bừng, nhớ tới một màn bên trong thùng nước kia, ba người lóa cùng một chỗ, lại còn kề sát nhau, trong lòng cũng cảm thấy nóng lên. Trong một đình viên yên tĩnh của hoàng gia, cảnh trí vô cùng tao nhã lịch sự, Hoàng Chính Lương cố ý an bài đình viện đơn độc này cho Lục Lâm Thiên và Bạch Linh, ở bên ngoài thì phân phó vài cao thủ của hoàng gia canh gác, không để cho ai tới quấy rầy, sau mới thiên ân vạn tạ mà đi. Cách chữa thương của ngươi đúng là hơi đặc biệt. Hoàng Chính Lương đi rồi, Bạch Linh liền bố trí cấm chế trong đình viện, tháo mặt nạ xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn Lục Lâm Thiên. Đó là cách mà một vị sư phụ của ta lưu lại. Lục Lâm Thiên xấu hổ cười cười, cấm chế bên ngoài gian phòng ban nãy là do Bạch Linh tạo ra, những gì diễn ra bên trong đương nhiên là Bạch Linh có thể xem rõ. Lão đại, đệ nhìn sắp chết rồi, đệ sẽ không bao giờ vào không gian thú nang nữa đâu. Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, bản thể nho nhỏ của Tiểu Long liền chui ra từ trong không gian thú nang, mắt nhỏ chừng Lục Lâm Thiên một cái, tỏ vẻ kháng nghị. Được rồi, ta cần phải điều tức đã, có thể sẽ mất mấy ngày đấy. Lục Lâm Thiên nói xong liền vỗ nhẹ một cái lên đầu nhỏ của Tiểu Long, sau đó đi vào phòng trong, sợ Bạch Linh sẽ hỏi thêm cái gì nữa. Lão đại, huynh lại đánh đệ. Ngoài cửa lại truyền tới tiếng kháng nghị của Tiểu Long. Gian phòng cực kỳ tinh xảo, còn có vài bồn hoa màu xanh biếc, Lục Lâm Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức, linh lực cũng không tiêu hao nhiều, chỉ là cuối cùng sau khi thay Tiểu Thư Hoàng gia loại trừ độc tố trong linh hồn xong thì lại tiêu hao khá nhiều linh lực. Cũng may thì huyết linh phong đó mới chỉ là nhất giai mà thôi, bằng không thì hết cách xoay chuyển, nhưng dù là vậy thì linh hồn của tiểu thư hoàng gia cũng đã nhận không ít thương tổn, sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tu vi. Sau một lát, Lục Lâm Thiên liền vào trạng thái điều tức, sắc trời cũng dần trở nên tối hơn. Bên trong hoàng gia lúc này vô cùng náo nhiệt, tin tức nhị tiểu thư hoàng gia đã bình phục khiến cho người trong hoàng gia đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Hoàng Chính Lương sầu mi khổ kiểm hai mươi mấy ngày nay rốt cuộc cũng mỉm cười. Đêm đến, màn đêm mùa hạ bao phủ đại địa, bên trong một đình viện, Hoàng Đan ngồi bên cửa sổ, hai tay chống cằm, thật lâu vẫn không cách nào tiến vào trong trạng thái điều tức được nên đành phải ra ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm. Hắn hẳn là còn rất trẻ. Hoàng Đan lẩm bẩm nói,
nhớ tới thân thể nam tử cường tráng kia, mặc dù có mang mặt nạ nhưng khí tức và cơ thể như vậy thì không thể nào lừa được nàng, không khó để nhìn ra tuổi của nam tử kia không lớn lắm. Ta đang nghĩ gì vậy chứ? Gương mặt của Hoàng Đan đỏ lên, lập tức đi vào lại trong phòng. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi xuống đỉnh núi non mờ mờ, Linh Thiên Môn, trong tay của Lữ Chính Cường lúc này đang cầm một cái ngọc giản, nhìn thấy tin tức bên trong thì lộ ra vẻ giật mình. Chính Cường, xảy ra chuyện gì sao? Lư Khâu Mỹ Vi nhìn hắn với vẻ hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, trong lòng cũng lập tức cảm thấy căng thẳng. Chúng ta lấy được tin từ chỗ thiên địa các, một cái chìa khóa của huyền thiên bí cảnh đã xuất hiện ở bên ngoài thành Cự Giang. Thu hồi ngọc giản, Lữ Chính Cường đáp lời. Chìa khóa của huyền thiên bí cảnh hiện tại đã rơi vào tay ai? Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi nhảy lên, lập tức hỏi lại. Hiện tại không rõ đang ở đâu. Ánh mắt của Lữ Chính Cường trầm xuống, đáp. Huyền thiên bí cảnh có quan hệ trọng đại, chàng có tính toán gì chưa? Lư Khâu Mỹ Vi hỏi. Chuyện này quan hệ trọng đại, sợ là ta phải tự mình đi tới thành Cự Giang một chuyến mới được, tránh để có chuyện xảy ra. Lữ Chính Cường nói. Phỏng chừng người của Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo cũng đã nhận được tin này rồi, thiếp đi cùng với chàng. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Cũng tốt. Việc này không thể để xảy ra sơ suất gì, dù sao thì trong nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang ai lấy được bảo tàng trong huyền thiên môn, thì sẽ có cơ hội áp chế ba sơn môn còn lại, cho dù linh thiên môn ta không chiếm được thì cũng không thể để cho sơn môn khác lấy được. Lữ Chính Cường nói, sợ là tin tức về huyền thiên bí cảnh vừa ra thì cả cổ vực sẽ dậy sóng mất, phải red ai nhanh mới được. Lư Khâu Mỹ Vi thở dài nói, sáng sớm, gió lạnh thổi qua. Tia sáng đầu tiên chậm rãi ló dạng từ phía chân trời. Trong phòng của mình, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, không gian gợn sóng trước người cũng lắc lư một hồi, hai mắt mở ra, tinh mang liền lóe lên. Điều tức cả một đêm, Lục Lâm Thiên đã khôi phục lại rồi, nhớ tới một màn ngày hôm qua, Lục Lâm Thiên không khỏi cười khổ, xem ra, mình làm người vẫn còn thành thật lắm, bất quá chỉ thiếu chút nữa thôi là đã không thể khống chế nổi rồi, nhớ tới một màn ngày hôm qua. Thật đúng là không phải người thường có thể nhịn được, huống hồ gì cả hai nữ nhân kia đều cực kỳ mê người. Sau khi cười khổ một cái, ánh mắt của Lục Lâm Thiên khẽ động, lập tức móc ra cái khôi lỗi thất cấp sơ giai đã mua được ở vạn tượng thương hàng trong chữ vật giới chỉ ra xem. Cái khôi lỗi này bị Lục Lâm Thiên lấy ra từ bên trong chữ vật giới chỉ, ngay cả mặt đất cũng lập tức xuất hiện chấn động khá nhỏ, Lục Lâm Thiên phỏng chừng cái khôi lỗi này phải nặng hơn 1000 cân. Lục Lâm Thiên lúc này mới đánh giá cái khôi lỗi ở khoảng cách gần, còn khôi lỗi này thân cao gần 1 trượng, toàn thân có màu vàng sáng, độ sáng bóng trên người thoạt nhìn có hơi mờ đi, giống như một thạch nhân vậy, có một cánh tay khổng lồ, bộ phận bàn tay ở hai tay có dạng chảo tựa như vuốt ưng, đầu như chó sói, bên khóe miệng còn có răng nanh bén nhọn. Cả thân khôi lỗi mặc dù có chút ảm đạm, nhưng quanh thân vô hình lại có một cỗ khí tức cường hãn như ẩn như hiện lan ra. Lục Lâm Thiên đánh giá khôi lỗi màu vàng này một hồi cũng không nhận ra nó được luyện chế từ tài liệu gì, thoạt nhìn có hàn quang lập lòe. Khôi lỗi bị hư tổn. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, một khôi lỗi thất giai bị hư hại và một khôi lỗi thất giai nguyên vẹn hoàn toàn là hai khái niệm một trời một vực. Nếu là khôi lỗi thất giai sơ cấp bị tổn hại thì chỉ cần tốn một đống tài liệu luyện khí mà thôi, mặc dù giá trị xa xỉ, nhưng kiểu gì cũng không thể so sánh được với khôi lỗi thất cấp sơ giai hoàn hảo được. Khôi lỗi thất cấp sơ giai hoàn hảo, quả thật chính là ít nhất cũng phải ngang ngửa với một vị cường giả vũ vương nhất trọng đỉnh phong, nếu như chất lượng mà tốt một chút thì quả thật có thể đủ sức để chống lại vũ vương nhị trọng, thậm chí là cả vũ vương tam trọng nữa, giá trị lớn cỡ này cũng đủ hiểu, giá trị của nó đã tới mức không phải dùng kim tệ là có thể cân nhắc được. Mà khôi lỗi thất cấp sơ giai bị tổn hại thì chính là một đống tài liệu luyện khí thượng hảo, cho nên giá trị của nó cũng cực cao, bỏ ra 2.500.000 kim tệ. Lục Lâm Thiên tuyệt đối không hối hận, nếu như tính ra thì thứ này ít nhất cũng có giá hơn 5 ức kim tệ, thậm chí còn hơn nữa, phòng chừng là vạn tượng thương hành không cam lòng lấy ra đấu giá, nhưng thứ đã đưa ra, lại có người ra giá, giá tiền có thấp cách mấy cũng không thể không bán, lại còn không thể tìm ra người ra giá, bằng không thì việc buôn bán sau này chắc khỏi cần phải làm nữa. Lục Lâm Thiên nhìn khôi lỗi này, lần này coi như mình nhặt được món hời rồi, khôi lỗi này đặt trên mặt đất nhìn như một bức điêu khắc vậy. Mơ hồ còn có một cỗ năng lượng lan ra bên ngoài. Chẳng lẽ thật sự không cách nào sửa nó hay sao? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm,
ánh mắt xoay chuyển, lập tức đánh giá cẩn thận khôi lỗi trước mặt. Đối với việc nghiên cứu khôi lỗi thì Lục Lâm Thiên cũng biết được đôi chút, bản thân cũng luyện chế được mấy khôi lỗi. Lần kiểm tra khôi lỗi này, tuy nói là khôi lỗi này đã bị tổn hại, nhưng kỳ quái là Lục Lâm Thiên lại không hề tìm được bất kỳ dấu vết hư hỏng nào. Khôi lỗi như vậy, nếu nói là tự nó bị hư thì cơ bản là chuyện không thể nào xảy ra. Thủ ấn kết xuất, Lục Lâm Thiên liền phân ra một đạo linh hồn lực rót vào bên trong đầu của khôi lỗi này, nhưng chỉ phát hiện một mảnh hư vô, không có bất kỳ phản ứng gì, cứ như khôi lỗi này chỉ là một đống sắt vụn vậy. Rốt cuộc là hỏng hóc kiểu gì đây? Lục Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, bên trong thân thể của khôi lỗi này, mình có thể cảm giác được một cỗ năng lượng bằng bạc, nhưng khôi lỗi này lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào, Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút vấn đề. Chỉ là vấn đề nằm ở chỗ nào thì Lục Lâm Thiên vẫn không nhìn ra được, phỏng chừng nếu như cường giả của Vạn Tượng Thương Hành nhìn ra được gì thì khôi lỗi thất cấp này cũng chẳng rơi vào tay mình. Nếu như mình không cách nào sửa được cho khôi lỗi này thì Lục Lâm Thiên chỉ còn biết công dụng duy nhất còn lại của nó chính là bị đem đi luyện hóa, nhưng một khôi lỗi đã bị luyện hóa lại một lần thì cả thực lực lẫn tu vi đều sẽ yếu hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên cũng không từ bỏ ý định, chỉ là sau một phen kiểm tra kỹ càng thì cũng nhận định đây là một khôi lỗi thất cấp bị hư hại, cũng chỉ đành cất nó đi, đợi sau này có đủ thời gian và thực lực thì lại luyện hóa nó thành một khôi lỗi mới vậy. Phỏng chừng là lấy thực lực của mình hiện tại, muốn luyện hóa khôi lỗi thất cấp cỡ này cũng là chuyện không dễ dàng gì. Ê! Ngay lúc Lục Lâm Thiên muốn thu khôi lỗi này vào trong chữ vật giới chỉ thì dư quang khóe mắt quét qua, Lục Lâm Thiên nhìn thấy một vết nứt nhỏ trên ót của khôi lỗi, vết nứt này cực kỳ nhỏ, cộng thêm đầu của khôi lỗi này lại có hình chó sói cực kỳ dữ tợn, phía sau đầu có góc cạnh bén nhọn, cho nên nếu như có nhìn kỹ thì cũng khó mà nhìn thấy vết nứt thế này. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên hơi đổi. Lập tức bắt đầu xoa nhẹ một cách cẩn thận lên đó, ánh mắt lúc thì trở nên đầy nghi hoặc, khi lại toàn kinh hỉ, trong đầu thì nhớ lại tất cả những tri thức liên quan tới khôi lỗi trên thiên linh lục. Cứ thế kéo dài vỏn vẹn nửa canh giờ, vẻ mặt nghi hoặc của Lục Lâm Thiên lập tức trở thành kinh hỉ, nhịn không được mà run nhẹ lên, trong lòng thầm nghĩ, lần này đúng là nhặt được bảo vật rồi, khôi lỗi này chẳng bị hư hại gì, chỉ là bị cường giả nào đó phá hủy một điểm quan trọng mà thôi. Nhặt được bảo vật rồi. Lục Lâm Thiên thì thầm cứ như đi ăn trộm vậy, cố nén kích động và run rẩy trong lòng xuống, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này biết rõ, mình thật sự đã nhận được bảo rồi, nếu như mình đoán không sai thì trong não hải của khôi lỗi này chỉ là bị cường giả đả thương, trực tiếp đánh vỡ tàn hồn bên trong não hải của khôi lỗi mà thôi. Đồng thời, cự lực cũng phá hủy não hải của khôi lỗi này, khiến cho ngoại nhân không cách nào xem xét và kiểm tra ra, cũng không thể tiếp tục sử dụng, mà tất cả những thứ này hẳn là do một chiêu tạo thành. Thực lực của vị cường giả này ít nhất cũng phải là vũ vương cao giai hoặc thậm chí còn cao hơn nữa, cho nên trên người của khôi lỗi này chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ đến không ngờ thế này. Có lẽ có thể sửa khôi lỗi này lại được. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe ra tinh quang, sửa được khôi lỗi này thì bên cạnh mình coi như sẽ có thêm một cường giả có tu vi vũ vương luôn theo sát bên người rồi. Khôi lỗi thất cấp, mình mà muốn luyện chế thì đương nhiên là không thể. Cũng không làm nổi, bất quá nếu như mình muốn sửa lại nó thì dẫu có không làm được cũng phải thử một lần xem sao. Thử một lần xem sao. Lục Lâm Thiên có chút kích động, đối với khôi lỗi, cộng thêm thiên linh lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, mình cũng coi như có chút hiểu biết, nếu như muốn sửa thì rất có khả năng. Nghĩ là làm, Lục Lâm Thiên lập tức móc hỏa long đỉnh ra, đặt khôi lỗi vào bên trong hỏa long đỉnh, điều đầu tiên mình cần làm lúc này chính là phải sửa cái vết nứt sau ót của khôi lỗi này trước. Tiếp theo là khơi thông không gian não hải của khôi lỗi, rót linh hồn lực của mình vào, vậy là đại công cáo thành. Bắt đầu. Kết xuất thủ ấn, linh hỏa trong hỏa long đỉnh liền gào thét xuất hiện, nhiệt độ nóng cháy trực tiếp khiến cho không khí trong phòng biến thành màu đỏ, nhưng khôi lỗi này thì lại không hề có phản ứng gì. Lục Lâm Thiên thật sự không thể không sợ hãi thầm than về mức độ cường hãn của khôi lỗi này. Khôi lỗi thất cấp, ngay cả một vị cường giả vũ vương nhị trọng cũng khó mà gây tổn hại cho nó được. Lúc này, điều đầu tiên mà Lục Lâm Thiên phải làm chính là phải tu bổ cái vết nứt trên ót của khôi lỗi này cho thật tốt, bịt kín não hải của khôi lỗi này, mà những thứ này thì Lục Lâm Thiên đều dành dễ cả, phòng chừng phải tốn một khoảng thời gian không ngắn mới hoàn thành được. Khống chế linh hỏa bên trong hỏa long đỉnh, hỏa diễm cuồn cuộn, lập tức tụ thành một vài ngọn lửa lớn, mấy ngọn lửa kia có nhiệt độ cao hẳn lên, không gian cũng bị đốt cháy lan ra từng đợt sóng. Linh hỏa có nhiệt độ cao như vậy nhưng đối với khôi lỗi này thì lại chẳng có tác dụng là mấy,
có thể nói là nhìn như chẳng có chút phản ứng gì, căn bản là không cách nào luyện hóa. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Lục Lâm Thiên, nên hắn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, nếu như mình có thể dễ dàng luyện hóa được thất cấp khôi lỗi như vậy thì mới là lạ. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, tâm thần tập trung khống chế linh hỏa ngưng tụ lại một chỗ, đốt cháy vết nứt trên cổ của khôi lỗi. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, nhiệt độ trong phòng cũng dâng lên tới mức khủng bố, cũng may là đình viện này có cấm chế của Bạch Linh ở bên ngoài, cho nên người bên ngoài cũng không thể nhìn ra cái gì, chỉ là ánh mắt của Bạch Linh lúc này có chút biến hóa, không rõ Lục Lâm Thiên lại đang làm gì mà gây ra động tĩnh thế này. Loại luyện chế này cũng giống như một loại luyện tập vậy, chẳng khó khăn bao nhiêu, cho nên đối với Lục Lâm Thiên mà nói thì nó chỉ tốn thời gian mà thôi, có lẽ đợi tới khi mình lên đến tu vi Linh Vương rồi thì muốn luyện chế thất cấp khôi lỗi này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, hiện tại thì đúng là hơi khó một chút, chỉ có thể kiên trì luyện hóa không ngừng, có lẽ sẽ có thể luyện hóa được vết nứt này, sau đó sửa được chỗ bị hỏng. Dưới sự kiên trì của Lục Lâm Thiên, rốt cuộc, trong sự luyện hóa không ngừng của linh hỏa nóng rẫy này, vết nứt nhỏ của khôi lỗi thất cấp sơ giai kia cũng dần dần có dấu hiệu tan ra, tuy rằng từ đây tới lúc hoàn toàn tan ra thì vẫn còn rất xa, chứ hiện tại thì nó chỉ đang bắt đầu đỏ lên từng chút mà thôi. Lục Lâm Thiên lúc này lại tiếp tục luyện hóa, chỉ chớp mắt thôi mà đã qua 2 ngày, suốt 2 ngày này, Lục Lâm Thiên đều đang tập trung luyện hóa vết nứt nhỏ trên cổ của khôi lỗi thất cấp sơ giai này. Lần này thì Lục Lâm Thiên lại được thêm một phen kinh ngạc. Không biết khôi lỗi thất cấp này được luyện chế bằng tài liệu gì nữa, không ngờ lại cường hãn tới mức này. Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, mắt nhìn vào nơi có vết nứt, qua 2 ngày luyện hóa liên tục, vết nứt của khôi lỗi thất cấp này đã bắt đầu hòa tan thành một đoàn chất lỏng có màu ám kim, thứ dung dịch này bắt đầu di chuyển chậm rãi trong linh hỏa, phóng thích ra một loại quang trạch kỳ lạ, Lục Lâm Thiên thậm chí còn có thể cảm giác được bên trong thứ này có ẩn chứa một loại năng lượng nào đó nữa. Tu bổ. Trong ánh mắt của Lục Lâm Thiên lộ ra chút tiêu ý, thanh bào vung lên, cổ linh hỏa trong tay lập tức tuôn ra dữ dội, sau đó bao phủ lấy cái vết nứt ở sau đầu của khôi lỗi, linh hỏa bao lấy dung dịch màu ám kim kia, chậm rãi tràn vào bên trong vết nứt, nhiệt độ cao tới mức khủng bố, từ từ thẩm thấu ra, mớ dung dịch màu vàng này cũng bắt đầu dung nhập vào trong đó một cách từ từ. Như thế lại khiến Lục Lâm Thiên càng không dám xem thường, linh hỏa trong tay lại tiếp tục gia tăng vài phần. Nhiệt độ cao tới mức khủng bố không ngừng toát ra, chậm rãi đẩy cỗ dung dịch màu ám kim kia chảy vào bên trong vết nứt của khôi lỗi. Dung dịch màu ám kim chảy vào dần dần bịt kín vết nứt của khôi lỗi lại, đột nhiên, cả khôi lỗi đột nhiên phát ra một tia quang mang màu vàng kim. Vấn đề nằm ở chỗ này sao? Nhìn quang mang màu vàng đột nhiên xuất hiện này, trong lòng của Lục Lâm Thiên cũng kích động hẳn lên, xem ra suy đoán của mình là đúng rồi. Thu hồi linh hỏa. Nhìn thấy vết nứt trên người của khôi lỗi thất cấp sơ giai này đã được sửa lại hoàn toàn, mặc dù chỉ một bước này thôi đã tốn mất 2 ngày trời, nhưng cũng coi như là hoàn thành khá tốt rồi. Mà thời gian 2 ngày này mới chỉ dùng để hòa tan một vết nứt nhỏ tới mức gần như không thể nhìn thấy mà thôi, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thấy thất kinh, nếu như mình muốn hòa tan cả khôi lỗi thì chắc là không thể nào làm nổi rồi. Tới bước thứ 2 rồi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, lại tiếp tục kết xuất thủ ấn. Biến hóa thành từng đạo thủ ấn phức tạp, thần sắc cũng ngưng trọng lên rất nhiều, bước thứ 2 này chính là phải đả khai không gian não hải bên trong của khôi lỗi thất cấp sơ giai này, ngưng tụ tàn hồn, sau đó bố trí linh hồn ấn ký của mình lên thì mới coi như là đại công cáo thành. Suy, theo từng đạo thủ ấn phức tạp được kết xuất, trong nghi tâm của Lục Lâm Thiên đột nhiên có một đạo quang mang màu trắng lóe ra một cách dữ dội, rồi hóa thành thể khí nháy mắt liền chui vào bên trong nghi tâm trên trán của khôi lỗi thất cấp này. Theo đạo linh hồn lực này của Lục Lâm Thiên tiến vào thì đôi mắt vốn đang đóng chặt của khôi lỗi này đột nhiên lại mở ra, trong hốc mắt vẫn là vẻ ngốc trệ, bất quá lúc này trên người của khôi lỗi thất cấp cũng có một cỗ khí tức bàng bạc đang bị tác động, đột nhiên lại tuôn ra nhưng ngay sau đó lại biến mất không thấy gì. Nhìn thấy cảnh này, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc gì, thủ ấn tiếp tục biến hóa, 10 ngón tay bắn ra liên hồi, lại có thêm một đạo linh hồn lực ào ào tuôn vào bên trong mi tâm của khôi lỗi này. Bước thứ 2 này đúng là khó hơn bước đầu tiên cả nghìn lần, Lục Lâm Thiên phải khơi thông không gian não hải của khôi lỗi này thì mới được. Theo linh lực của Lục Lâm Thiên rót vào bên trong, tìm được một lá chắn rất khó phát hiện trong không gian não hải của nó, Lục Lâm Thiên vốn còn tưởng là trong này chỉ có một mảnh trống rỗng cơ chứ. Hiện tại mới biết là đây chính là một lá chắn lực lượng,
hẳn là do vị cường giả lúc trước đã phá hủy khôi lỗi thất cấp này lưu lại, những người đã từng kiểm tra qua nó không biết được nguyên nhân, vì không ai nhìn ra cả. Cho nên linh hồn lực tiến vào bên trong liền hóa thành một quang trụ cực nhỏ, chui vào trên lá chắn lực lượng ở trong não hải của khôi lỗi này bắt đầu khơi thông. Dầm. Bất quá đúng vào lúc này, lá chắn không gian vốn đang yên tĩnh không có gì đột nhiên lại phát ra một tiếng vang kỳ lạ, không gian đột nhiên bắt đầu ba động, có vẻ như là vì cảm nhận được linh hồn lực của Lục Lâm Thiên cho nên lập tức hóa thành một đạo quang đoàn khổng lồ trực tiếp tấn công tới. Không xong, lá chắn lực lượng này còn có thể tấn công kẻ khác nữa. Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy trầm xuống, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Lâm Thiên. Từ độ dao động của lực lượng này mà xem thì cỗ lực lượng này nhất định vô cùng khủng bố. Lực đạo của một chiêu đã có thể trực tiếp phá hủy khôi lỗi thất cấp sơ giai thì đương nhiên sẽ không hề kém rồi. Tuy đã yếu bớt đi, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Thủ ấn cấp tốc biến hóa, linh hồn lực nhanh chóng rút lui ra ngoài. Lục Lâm Thiên cũng bị dọa cho đổ một thân mồ hôi. Nếu như linh hồn lực bị đả thương thì mình coi như xong đời. Trong không gian não hải của khôi lỗi thất cấp sơ giai này còn có một đạo lực công kích do vị cường giả kia lưu lại, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng phiền phức, nếu như không giải trừ nó thì không cách nào sửa được khôi lỗi này. Lục Lâm Thiên tự biết bản thân mình sợ là khó mà làm được, cổ lực lượng kia có vẻ không hề tệ chút nào, nếu như thanh trừ với quy mô gây ra động tĩnh quá lớn thì nói không chừng khôi lỗi này sẽ bị hủy mất, Lục Lâm Thiên thật sự không ngờ là vị cường giả kia còn có thủ đoạn như thế này nữa. Nói không chừng là có thể thôn phệ. Lục Lâm Thiên nhíu mày lại, sau đó liền mỉm cười, mình có được âm dương linh vũ quyết, thì chuyện này sẽ khác đi rồi, trên lý thuyết mà nói thì có lẽ âm dương linh vũ quyết của mình hình như có thể thôn phệ được lực lượng này. Suy suy, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục kết xuất thủ ấn lần nữa, trong tay lúc này mang theo một dòng chân khí nho nhỏ, một cỗ lực lượng quỷ dị xuyên thấu qua, đồng thời Lục Lâm Thiên liền trực tiếp ấn một đạo trưởng ấn lên trên mi tâm giữa trán của khôi lỗi thất giai này. Một đạo trưởng ấn này đánh xuống cũng có cảm giác lặng yên không tiếng động gì, nhưng lúc này Lục Lâm Thiên lại cảm nhận rõ ràng là theo lực thôn phệ của mình tiến vào bên trong không gian não hải của khôi lỗi thất cấp này. Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được có một cỗ lực thôn phệ khổng lồ đang tuôn trào dữ dội từ bên trong không gian não hải của khôi lỗi thất giai, dường như muốn thôn phệ hết sạch chân khí của mình vậy. Âm dương linh vũ quyết, thôn phệ. Sắc mặt của Lục Lâm Thiên lúc này lại càng trầm xuống, trong lòng thầm hét một tiếng, đã bắt đầu vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Vù vù. Lúc này, dòng xoáy trong tay của Lục Lâm Thiên nháy mắt lại tăng vọt, không gian não hải của khôi lôi thất cấp sơ giai, có một tia năng lượng của lá chắn lực lượng kia bị dòng xoáy do Lục Lâm Thiên ngưng tụ thành thôn phệ mà vào. Lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên chấn động. Một cỗ năng lượng tinh thuần rất nhỏ từ trong lá chắn năng lượng kia bị mình thôn phệ mà vào đều đang dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của mình như thủy triều, mà cỗ năng lượng kia cũng hoàn toàn tương tự với năng lượng của Lục Lâm Thiên, hoàn toàn có thể luyện hóa được. Trong lòng Lục Lâm Thiên nháy mắt liền cảm thấy kinh dị, lực lượng này cũng không nhỏ tí nào, sợ là sau khi mình luyện hóa xong thì có thể mang tới không ít chỗ tốt cho tu vi vũ giả của mình rồi, xem ra. Vị cường giả đã phá hủy khôi lỗi thất cấp này lúc trước ít nhất cũng là một vị vũ vương cao giai, nếu như không có thực lực cỡ thất trọng hoặc bát trọng vũ vương thì muốn một chiêu phá hủy được khôi lỗi thất cấp sơ giai này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cỗ năng lượng kia sau khi bị thôn phệ thì trong nháy mắt liền vận chuyển bên trong kinh mạch, hóa thành chân khí tiến nhập vào bên trong đan điền khí hải, trong quá trình thôn phệ và luyện hóa này, thời gian cứ thế trôi qua. Trên Vân Dương Tông, trong tay Vân Tiếu Thiên đang cầm một khối ngọc giản truyền tin, ngọc giản tràn ngập hào quang tiếp theo liền dần mờ đi. Thu hồi ngọc giản, Vân Tiếu Thiên nhấc mắt, ánh mắt trong suốt sáng ngời mang theo chút thâm thúy, khiến cho không ai có thể nhìn thấu, khuôn mặt lãnh tuấn góc cạnh rõ ràng, trường bào xanh nhạt run lên, đứng chắp tay, cả người có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, lại phát ra một loại khí chất của phách giả uy chấn thiên hạ. Tông chủ, chìa khóa của Huyền Thiên Bí cảnh xuất hiện ở cạnh thành Cự Giang, tông chủ có quyết định gì không? Ánh mắt của đại hộ pháp nhìn về phía Vân Tiếu Thiên, nhẹ giọng hỏi. Huyền Thiên Bí cảnh quan hệ trọng đại, nếu như rơi vào trong tay người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang thì sẽ là uy hiếp đối với tam tông tứ môn của chúng ta, huống hồ gì, nếu như có thể rơi vào trong tay của Vân Dương Tông ta thì đối với Vân Dương Tông chúng ta mà nói, chính là có thêm một tầng đảm bảo rồi. Trên gương mặt của Vân Tiếu Thiên lộ ra một nụ cười tà. Có lời đồn nói chìa khóa của Huyền Thiên Bí cảnh này phải có đủ 3 cái thì mới có thể biết được địa điểm,
hiện tại chỉ mới xuất hiện một cái, sợ là cũng không tìm được địa điểm của huyền thiên bí cảnh ngay được. Tin này chắc là tất cả mọi người đều đã biết hết cả rồi, đại lục linh vũ, cổ vực, thậm chí là thành ma vân nhất định cũng đã biết, ta nghĩ người sở hữu hai chiếc chìa khóa còn lại, biết rõ lại có thêm một chiếc chìa khóa nữa xuất hiện nhất định sẽ muốn tới xem xét một phen, tới lúc đó muốn tập trung cả ba chiếc chìa khóa lại cũng không phải là không thể, cho nên, Vân Dương Tông ta nhất định phải đi. Vân Tiếu Thiên nói, chỉ là ở bên trong cổ vực, nếu Vân Dương Tông chúng ta tới đó, sợ là sẽ bị người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang ngăn cản. Sắc mặt của đại hộ pháp trầm lại rồi nói, lần này tới đó không cần phải giống trống khua chiên, ta sẽ tự mình mang theo mấy vị trưởng lão tới đó một chuyến là được. Vân Tiếu Thiên nói, tông chủ, người muốn đích thân tới đó. Sợ là tông chủ vừa xuất hiện ở cổ vực thì đã tạo ra động tĩnh không nhỏ rồi, người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng sẽ đề phòng mà thôi. Ha ha! Vân Tiếu Thiên cười ha ha, nói. Lần này sợ là cả đám người Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Đông Quy Tinh và Công Tôn Hóa Nhai đều đã chạy tới thành Cự Giang hết cả rồi, còn bọn người Doãn Ngạc, Cổ Kiếm Phong thì có thể là đang định xuất phát đây. Lời vừa dứt thì Vân Tiếu Thiên lập tức mỉm cười, nói. Đại hộ pháp chớ có quên, ta vẫn còn một thân phận khác nữa, lần này ngươi cũng đi theo giúp ta đi. Ánh mắt của đại hộ pháp vừa chuyển, lập tức mỉm cười nói. Thiếu chút nữa ta cũng quên mất còn có chuyện như vậy, đã như vậy thì không thành vấn đề rồi. Trong hoàng gia ở thành Vạn Hạp, thời gian lại trôi qua hết 5 ngày nữa, sự khổng lồ của cỗ lực lượng bên trong không gian não hải của khôi lỗi thất cấp sơ giai kia thật sự nằm ngoài dự đoán của Lục Lâm Thiên. Một khắc nào đó của 5 ngày sau, Lục Lâm Thiên vốn vẫn luôn duy trì tư thế như lão tăng nhập định đột nhiên run mạnh cả người, đôi mắt đang khép chặt cũng lập tức mở ra, trong đôi mắt có vẻ cuồng hỉ khó có thể che giấu nổi hiện lên, rốt cuộc cũng đã luyện hóa được hết cỗ lực lượng bên trong không gian não hải của khôi lỗi thất cấp sơ giai này rồi. Cũng đúng vào lúc này, thân hình của khôi lỗi thất cấp sơ giai đột nhiên run lên, ngay vào lúc một tia năng lượng cuối cùng trong não hải của hắn bị Lục Lâm Thiên thôn phệ xong. Một cỗ lực lượng tàn hôn khổng lồ lập tức biến thành vô số đốm sáng nhỏ, bắt đầu khuếch tán một cách dày đặc ngay bên trong không gian não hải, đây đều là mảnh vỡ tàn hồn trong não hải của khôi lỗi thất giai sơ cấp này. Một khắc ngay khi mảnh vỡ tàn hồn này xuất hiện thì không gian bên trong khôi lỗi thất cấp này cũng phát ra thanh âm vù vù rất khẽ, đột nhiên có một cỗ năng lượng cuồng bạo lao nhanh như thác đổ ùa ra mãnh liệt, cuối cùng liền ngập tràn trong không gian não hải này, mảnh năng lượng linh hồn vỡ này vô cùng hung mãnh và cuồng bạo. Nương theo sự xuất hiện của đám mảnh vỡ tàn hồn này chính là trên cơ thể của khôi lỗi thất cấp lập tức cũng xuất hiện một tầng lưu quang màu vàng, còn toàn bộ thân hình của hắn lúc này lại có một cỗ khí thế bàng bạc toát ra từ bên trong, khí tức này quả thực khiến cho kẻ khác rung động. Cảm thụ được cỗ khí tức này, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy giật mình, sau đó liền vui vẻ hẳn lên, cỗ khí tức này đủ để chống lại nhất trọng vũ vương, so với lúc quỷ tiên tử Bạch Oánh đột phá khi xưa thì tuyệt đối không thua kém. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, cố nén nỗi kích động, Lục Lâm Thiên ngồi xuống kết xuất thủ ấn lần nữa, trong mi tâm lại có một đạo linh hồn lực tuôn ra dữ dội lần nữa, lập tức chui vào bên trong mi tâm của khôi lỗi này. Theo đạo linh hồn lực này tiến vào, thủ ấn của Lục Lâm Thiên lại biến hóa thêm lần nữa, nhanh chóng tập hợp mảnh vỡ tàn hồn bên trong không gian não hải của khôi lỗi này lại, trong đôi mắt trống rỗng màu đen kia của khôi lỗi thất cấp sơ giai này dần dần sinh ra một tia sinh cơ như có như không. Sinh cơ này cũng đang chậm rãi gia tăng. Cứ thế lại trôi qua mấy canh giờ nữa, mãi tới khi Lục Lâm Thiên thu hồi thủ ấn trong tay thì đôi mắt của khôi lỗi này đột nhiên lóe ra tinh mang tràn ngập, một cỗ khí tức lập tức tỏa ra từ trên người của khôi lỗi thất cấp sơ giai kia. Ngao! Nhưng đúng vào lúc này, thân thể của khôi lỗi đột nhiên lại di chuyển một bước, sau đó cái đầu sói dữ tợn đột nhiên ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng, thân là khôi lỗi, nhưng tiếng gầm này nghe lại như tiếng sói tru. Vù vù. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình nháy mắt liền hội tụ lại đây, cỗ năng lượng thiên địa vô hình này giống như thủy triều, lập tức chảy ào ào vào bên trong khôi lỗi kia, năng lượng thiên địa cường hãn ập lên người khôi lỗi tạo thành tiếng kêu vù vù. Theo nguồn năng lượng thiên địa quán trú vào bên trong, thân thể của khôi lỗi thất cấp sơ giai này tựa như đột phá vậy, tham lam hấp thu lấy toàn bộ năng lượng thiên địa. Dường như là vì đã quá lâu không hoạt động rồi cho nên lúc này liền tận tình hấp thu, còn cỗ khí thế phát ra từ khôi lỗi thì cũng từ từ dâng lên. Hết thảy những thứ này đều lọt hết vào trong mắt của Lục Lâm Thiên,
khiến hắn cũng phải lộ ra vẻ kinh hãi, đúng thật là bất phàm, cư nhiên có thể ở trong nháy mắt vừa khôi phục mà đã thôn phệ được năng lượng thiên địa nhiều như vậy. Ê! Trong đình viện, Bạch Linh vốn đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở to hai mắt ra, động tĩnh này cũng không nhỏ, mà động tĩnh này lại phát ra từ bên trong đình viện, mày liễu khẽ nhíu, sợ là động tĩnh cỡ này chỉ có Lục Lâm Thiên mới làm ra được. Ầm ầm. Lúc này, năng lượng thiên địa bàng bạc bắt đầu khởi động, cũng kinh động tới người của hoàng gia, cả đám cảm giác được khí tức này xong liền biến sắc ngay lập tức, bắt đầu chạy về phía phát ra khí tức. Trong đình viện, động tĩnh khí thế cỡ đó cũng không kéo dài lâu, chỉ một lát mà thôi, khôi lỗi trước mặt Lục Lâm Thiên vốn có màu ảm đạm lúc này lại trực tiếp phát ra ánh kim lấp lánh. Cỗ năng lượng thiên địa kia chỉ kéo tới một phút là ngừng lại, mà khí thế đang dâng lên của khôi lỗi cũng đột nhiên dừng lại, lúc này, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được, khí thế của khôi lỗi này so với lúc đầu thì đã cường hãn hơn không ít, khí tức trên thân của nó so với vừa rồi sợ là phải mạnh hơn gấp đôi. Lục Lâm Thiên đoán rằng khôi lỗi thất cấp sơ giai này có khi còn đủ sức đối phó với Vũ Vương nhị trọng luôn ấy chứ. Chủ nhân, lúc tất cả đã trở lại như cũ thì khôi lỗi đầu sói này liền trực tiếp cúi người trước Lục Lâm Thiên, thân thể khổng lồ kia dù cho có cúi người đi nữa thì cũng cao hơn Lục Lâm Thiên rất nhiều. Hết thảy những thứ này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng mừng rỡ, trong lòng kích động khó có thể nói nên lời. Tự mình sửa chữa một khôi lỗi thất cấp sơ giai đó, thực lực có thể sánh được với một Vũ Vương nhị trọng, mà khôi lỗi thì lại càng trung thành hơn nữa, tuyệt đối phục tùng, có khôi lỗi này ở bên cạnh của mình thì đúng là mạnh hơn nhiều so với một vị Vũ Vương nhị trọng. Trên tu vi linh giả thì Lục Lâm Thiên vẫn đang xem xét chứ không chắc chắn lắm, không có con bài tẩy riêng thì sẽ rất bất lợi cho bản thân mình, tu vi linh giả của mình thật sự có hơi yếu, cho dù là gặp phải nguy cơ thì mình cũng chỉ có thể dùng tu vi vũ giả để tự bảo mệnh mà thôi. Vậy thì khác nào để lộ thân phận linh vũ song tu của bản thân được, hiện tại thì cái thân phận này nhất định không thể để lộ ra được. Bây giờ đã có khôi lỗi thất cấp này xuất hiện rồi, trong lòng Lục Lâm Thiên liền yên tâm hẳn, có khôi lỗi thất cấp sơ giai này rồi, sau này nó sẽ trở thành lá bài tẩy của mình ở tu vi linh giả rồi, sợ là tạm thời còn cường hãn hơn lá bài tẩy tu vi vũ giả nhiều nữa kia. Từ nay về sau ngươi sẽ gọi là Khôi Tứ. Lục Lâm Thiên nói với khôi lỗi đầu sói này. Vâng, thưa chủ nhân. Khôi lỗi đầu sói đáp hệt như có linh trí, sau đó lại đứng thẳng tắp kế bên người Lục Lâm Thiên. Ngay lúc Lục Lâm Thiên đi ra khỏi gian phòng thì Bạch Linh và Tiểu Long cũng đã xuất hiện trước mặt của Lục Lâm Thiên, hai người nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, Tiểu Long lên tiếng hỏi trước. Lão đại, vừa rồi huynh lại đột phá đấy à? Không có, bất quá ta chỉ sửa chữa hoàn toàn cho một khôi lỗi thất cấp sơ giai mà thôi. Lục Lâm Thiên giơ tay sờ sờ mũi, mỉm cười nói, mình đúng là đang muốn đột phá đấy, thế nhưng mặc dù cỗ năng lượng bên trong không gian não hải của khôi lỗi thất giai sơ cấp đã bị mình thôn vệ ấy rất khổng lồ, nhưng lúc này mình muốn đột phá cũng không phải chỉ cần chút xíu năng lượng cỡ đó là đủ. Bất quá về chuyện luyện hóa năng lượng thì thực lực của mình hiện tại đang là vũ xuất lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, phỏng chừng chỉ cần tiếp tục thôn vệ thêm một tên vũ xuất lục trọng nữa là đủ để đột phá rồi. Khôi lỗi thất giai mà ngươi mua về đã được ngươi sửa xong rồi. Ánh mắt của Bạch Linh run lên, nhìn về phía Lục Lâm Thiên với vẻ khá là kinh ngạc. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu, phỏng chừng nếu như vạn tượng thương hành mà biết được chuyện khôi lỗi thất giai sơ cấp bị hư hại chỉ bán đi với giá 2 ức 5 ngàn vạn lại dễ sửa như vậy thì sợ là cả đám sẽ tức tới mức kêu lên oai oái mất. 2 ức 5 ngàn vạn liền mua được một khôi lỗi thất cấp sơ giai, Lục Lâm Thiên nghĩ lại vẫn thấy mình hơi to. Đây đúng là nhặt được bảo vật thật rồi, 2 ức 5 ngàn vạn kim tệ, mình hiện tại không thiếu chút kim tệ ấy, còn khôi lỗi thất cấp thì tuyệt đối không thể nào dùng kim tệ để tính giá được. Ngẫm lại thì nếu mang theo khôi lỗi này trở về thương hành đánh cướp thì, 25 ức kim tệ kia cũng có thể dễ dàng lấy về rồi, 2 ức 5 ngàn kim tệ đúng là chả bỏ bèn gì, bất quá phỏng chừng chẳng có ai lại dùng khôi lỗi thất cấp để đi cướp kim tệ ở thương hành cả, cái này quá nhàm chán rồi. Người của hoàng gia đang ở bên ngoài. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên một cái rồi nói. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Lục Lâm Thiên nói, lần sửa chữa khôi lỗi này đã tốn hơn 10 ngày, thời gian trôi qua thật là nhanh. Cha, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài đình viện, Hoàng Đan hỏi Hoàng Chí Lương đang đứng bên cạnh, trải qua hơn 10 ngày tịnh dưỡng, sắc mặt lúc này cũng đã hồng nhuận lại, khôi phục như cũ, tản ra một loại khí tức vũ mị. Đường cong lung linh vẫn khiến cho đám người không phải người của hoàng gia âm thầm đánh giá nhiều hơn một chút, chẳng qua là ai cũng biết,
vị đại tiểu thư này xem bọn họ không vừa mắt, trong cả cái thành Cự Giang lớn cỡ này, người theo đuổi đại tiểu thư không phải là ít. Hình như là có người đang đột phá hay sao đấy, bên ngoài đình viện này có cấm chế rất cao mình, chúng ta tốt nhất là đừng nên quấy rầy thì hơn. Hoàng Chí Lương cũng là cường giả vũ xuất, cho nên cũng cảm nhận được là có một đạo cấm chế vô hình ở đây, nếu như đụng vào cấm chế này thì đúng là rất không lễ phép, hoàn toàn có thể coi là cố ý tấn công, mà người ở bên trong lại là mấy vị cường giả đã cứu mạng con gái mình, đương nhiên không thể đắc tội được rồi. Từ cái cấm chế này lại càng khiến ông thêm bội phục Dương Quá, cấm chế này không phải người bình thường có thể bố trí được đâu. Là Dương Quá đại nhân đang đột phá sao? Bên cạnh Hoàng Đan lúc này có một nữ tuổi chừng 20 thấp giọng hỏi, nữ tử có gương mặt vô cùng tinh xảo, làn da trắng nõn nà, cái mũi ngọc tinh xảo, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng như anh đào, lúc này gương mặt một mảnh đỏ bừng, lông mi dài cong V upsilon T lên một đường duyên dáng, đôi mắt rất to tròn. Đôi mắt đen láy lộ ra một cỗ linh tính, ánh mắt cứ như thể biết cười vậy, nhìn vô cùng đáng yêu, đây chính là vị nhị tiểu thư hoàng gia đã được Lục Lâm Thiên chữa khỏi, tên gọi Hoàng Hân. Hoàng gia chủ, thật ngại quá, chút động tĩnh này lại kinh động quý phủ rồi. Lúc này, Lục Lâm Thiên mang theo một cái mặt nạ màu xanh xuất hiện trước mặt mọi người cùng với Bạch Linh, thanh âm dĩ nhiên là cố hạ cho trầm xuống. Không sao, hy vọng là chúng ta không quấy rầy tới Dương Cố tiên sinh mới đúng. Hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân lúc này nhìn chăm chú vào thân ảnh cao ngất vận trường bào xanh kia, nhớ tới một màn lõa thể cạnh nhau kia, không khỏi xấu hổ cúi gằm mặt xuống ngực, nhưng dư quang khóe mắt vẫn cứ lén lút quét về phía đạo thân ảnh kia. Sau một lát, bên trong đại điện của Hoàng gia, Hoàng Chí Lương cảm kích nâng hai khối ngọc giản linh kỹ giao vào tay của Lục Lâm Thiên. Dương Cố tiên sinh, đa tạ ngươi đã cứu tiểu nữ một mạng, ơn này khó mà nói hết. Lục Lâm Thiên là ai chứ? Linh kỹ huyền cấp sơ giai thì đương nhiên là không từ chối rồi, lập tức thu vào trong tay, ánh mắt đảo một cái, nhìn về phía nhị tiểu thư Hoàng Hân của Hoàng gia một cái, nói. Hoàng tiểu thư, ta vẫn còn vài việc, không biết có thể hỏi cô được không? Đại nhân cứ việc hỏi. Trong ánh mắt của Hoàng Hân đầy vẻ ôn nhu nhìn về phía thân ảnh tóc dài áo xanh ngồi ở phía trên. Biến hóa trên người của Hoàng tiểu thư khiến cho ta cảm thấy khá kinh ngạc. Gần đây Hoàng tiểu thư có gặp phải chuyện gì đặc biệt hay không? Lục Lâm Thiên hỏi, trong lòng Lục Lâm Thiên đoán, thì huyết linh phong này tuyệt đối sẽ không thể nào dễ dàng mà chui vào trong cơ thể của Hoàng Hân được, loại linh thú quần cư thế này tuyệt đối không thể xuất hiện một mình được. Gần đây ta chỉ ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Liên quan tới độc trên người mình lần trước cho nên ánh mắt của Hoàng Hân cũng trở nên ngưng trọng, cẩn thận nhớ kỹ lại, sau đó lập tức lắc đầu. Gần đây cũng chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Muội muội, 4 tháng trước chẳng phải ngươi từng đi tới thành Cự Giang tìm ta sao, có phải là gặp chuyện gì hay không? Sắc mặt của Hoàng Đan hơi trầm tư một chút, sau đó liền hỏi kỹ lại. Đúng rồi, muội nhớ ra rồi, 4 tháng trước lúc muội từ thành Cự Giang trở lại thì đi ngang qua Vạn Hạp Quật, sau đó liền nhìn không được mà muốn đi vào xem thử, chính là trong lúc bất chi bất giác lại bị lạc đường bên trong Vạn Hạp Quật. Sau này cũng nhờ vô tình mới đi ra được, ở bên trong Vạn Hạp Quật, có hai tên tùy tùng không biết tại sao lại đột nhiên chết đi. Ánh mắt của Hoàng Hân lóe lên, nghĩ kỹ lại một chút rồi lập tức nói. Muội muội, sao muội có thể đi vào Vạn Hạp Quật cơ chứ? Hoàng Đan vừa nghe thấy muội muội của mình đi vào bên trong Vạn Hạp Quật thì lập tức bị dọa cho hoa dung thất sắc. Hân nhi, con đúng là không biết nghe lời, Vạn Hạp Quật này há lại là nơi con có thể vào cơ chứ? Lần này có thể trở về được thì coi như con mạng lớn. Hoàng Chí Lương lúc này cũng bị giật mình không nhỏ. Vạn Hạp Quật. Lục Lâm Thiên mơ hồ đã đoán được gì đó, lập tức hỏi. Hoàng tiểu thư, Vạn Hạp Quật này là nơi thế nào? Đại nhân không biết thành Vạn Hạp sao? Lúc này ngươi lên tiếng là Hoàng Đan, nghe thấy Lục Lâm Thiên không biết Vạn Hạp Quật khiến cho cô cảm thấy có chút kinh ngạc, khẽ mở miệng nói. Vạn Hạp Quật này là một mảnh hạp cốc bên ngoài thành Vạn Hạp, phiến hạp cốc này kéo dài cũng hơn cả ngàn vạn mẫu, trong đó có không ít nham động răng kín khắp nơi, giống hệt như một cái mê cung, bên trong có không ít yêu thú sinh sống, đều là một ít yêu thú có cấp bậc không được cao lắm, cũng có không ít linh dược sinh trưởng, nhưng Vạn Hạp Quật này là nơi chẳng có mấy ai dám đi vào, một khi lạc đường thì nghe nói cường giả vũ xuất cũng có thể bị nhốt ở bên trong đó không cách nào đi ra được. Còn có chỗ như vậy sao? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên,
nghe những lời Hoàng Đan nói khiến cho trong lòng của hắn đã có chút định luật, sợ là thị huyết linh phong này rất có khả năng đang sống ở bên trong Vạn Hạp Quật, chỉ là không biết đám thị huyết linh phong đó có tu vi tới cỡ nào mà thôi. Thị huyết linh phong trên người Hoàng Hân chỉ là loại nhất giai, lại còn mới vừa nở không bao lâu, lúc trước hẳn là do dính lên người của Hoàng Hân, cho nên phải là chuyện mới xảy ra mấy tháng này, tuyệt đối không thể nào quá xa được. Dương Cố tiên sinh, Vạn Hạp Quật này chính là ở bên ngoài của thành Vạn Hạp, bất quá khoảng cách không ngắn chút nào đâu, trước kia ta cũng từng đi qua, bên trong Vạn Hạp Quật mặc dù có chút dược liệu và yêu thú, nhưng mớ nham động bên trong cũng không dễ gì vào đâu. Lỡ mà có gặp phải yêu thú đánh cho vỡ hang thì người có tu vi vũ xuất cũng khó mà ra được, cho nên người bình thường chẳng ai đi vào đó cả. Hoàng Chí Lương nói, Hoàng tiểu thư, có thể phiền ngươi tả lại xem lúc đó ngươi vào Vạn Hạp Quật ở chỗ nào không, chỉ cần đưa ta tới gần đó là được rồi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lại chuyển về phía Hoàng Hân. Đại nhân, ngươi muốn tới Vạn Hạp Quật sao? Hoàng Đan có vẻ rất kinh ngạc. Không sai, ta muốn đi xem thử. Biến hóa trên người của Hoàng Hân tiểu thư có lẽ có liên quan tới Vạn Hạp Quật, ta muốn tới xem. Lục Lâm Thiên nói, đại nhân, gần đây ta lấy được tin tức từ thành Cự Giang là trong Vạn Hạp Quật này dường như có cái gì đó rất quỷ dị, mấy tháng gần đây đã có thêm rất nhiều người chết ở bên trong Vạn Hạp Quật rồi, thậm chí cũng có cả cường giả tu vi vũ xuất bỏ mạng trong đó. Rất nhiều người đều hoài nghi bên trong Vạn Hạp Quật đã xuất hiện yêu thú nào đó rất lợi hại, bốn vị trưởng lão của Vạn Tượng Thương Hành tới đây lần này. Thứ nhất là vì chữa thương cho xá muội, thứ hai chính là muốn tới Vạn Hạp Quật để xem xét. 8 ngày trước bốn vị trưởng lão đã lên đường tới Vạn Hạp Quật rồi. Hoàng Đan vội vã nói. Trong lòng Lục Lâm Thiên không hiểu sao lại có chút kích động, như vậy thì xem ra thị huyết linh phong này đúng là rất có khả năng sống bên trong Vạn Hạp Quật, ngay cả cường giả tu vi vũ xuất cũng bỏ mạng ở nơi đó, thì tu vi của đám thị huyết linh phong này nhất định cũng đã đến mức độ cực cao rồi. Xem ra chuyến này mình nhất định phải đi cho bằng được, nếu như có thể thu phục được mẫu hoàng phong kia thì xem như lời to rồi. Ta đã quyết định sẽ tới đó xem một chuyến, không biết hoàng tiểu thư có thể đi cùng hay không, đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi hoàng tiểu thư đâu. Lục Lâm Thiên cố nén kích động trong lòng mà nói. Đại nhân đã cứu ta một mạng, ta đương nhiên là nguyện ý đi xem cùng đại nhân rồi. Hoàng Hân chớp mắt, mục quang đặt trên người Lục Lâm Thiên. Dường như muốn tìm ra điều gì đó dưới đôi mắt kia, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bên dưới chiếc mặt nạ ấy được. Muội muội, ta cũng sẽ đi cùng ngươi, ta dành chỗ ấy hơn một chút. Ánh mắt của Hoàng Đan thầm xoay một vòng, lập tức lên tiếng. Sau một lát, bên trong hoàng gia, một con phi hành yêu thú tứ giai hậu kỳ khổng lồ vỗ cánh bay lên, bên trên lưng của nó có mười mấy đạo thân ảnh, ngoại trừ mười mấy vị cường giả của hoàng gia ra thì người đi đầu chính là Lục Lâm Thiên. Bạch Linh, hai tỷ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân. Hai tỷ muội Hoàng gia này hôm nay hình như là cố ý ăn diện hơn, thoạt nhìn càng thêm mê người, Hoàng Hân ít tuổi hơn, nhưng cũng có bộ dạng như cô gái nhà bên sắp lớn, trong sự đáng yêu mang theo vẻ vũ mị, đặc biệt là đôi mắt kia, khiến cho người ta nhìn qua liền cảm thấy nó tựa như hắc bảo thạch vậy. Còn cả người Hoàng Đan thì tản ra vẻ vũ mị, cung trang thấp ngực để lộ ra khe sâu trước ngực, đường cong ngạo nghễ. Không phải người thường có thể sánh được, song phong cao vê upsilon t kia khiến cho vô số nữ nhân phải tự ti. Khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt của hai cô gái hoàng gia đều như có như không lướt qua chỗ Lục Lâm Thiên, cả hai đều cảm thấy vô cùng hứng thú với gương mặt bên dưới lớp mặt nạ này. Còn Lục Lâm Thiên thì đương nhiên cũng cảm giác được ánh mắt của cả hai người, nhưng chẳng cảm thấy gì cả. Trên đường đi, Lục Lâm Thiên biết rõ Hoàng Đan cũng là danh nhân của thành Cự Giang. Cho nên cũng hỏi không ít chuyện liên quan tới thành Cự Giang. Từ miệng Hoàng Đan, Lục Lâm Thiên cũng biết được không ít chuyện của thành Cự Giang, bên trong thành Cự Giang này mặc dù chỉ là một tòa thành, nhưng có không ít thực lực cường hãn tồn tại bên trong. Còn có không ít cường giả ẩn mình, có thể nói, bên trong thành, có đôi khi một người tùy tiện ngồi đó cũng là một cường giả. Theo như lời của Hoàng Đan thì kẻ đứng sau lưng Vạn Tượng Thương Hành chính là Vạn Tượng Môn có chút tiếng tăm bên trong thành Cự Giang. Trong môn có Vũ Vương Tam Trọng, còn có một Linh Vương nữa, loại thực lực thế này, bên trong thành Cự Giang chỉ có thể tạm coi là không tệ mà thôi, ở bên trong thành Cự Giang, những thế lực có thực lực mạnh hơn Vạn Tượng Môn cũng có không ít. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng khiếp sợ, mặc dù diện tích của thành Cự Giang này có lớn tới đâu đi nữa thì dẫu sao nó cũng chỉ là một ngôi thành mà thôi, cư nhiên lại có nhiều thế lực không tệ chen chúc ở bên trong,
Nói cách khác, nếu như Phi Linh Môn hiện tại không có băng mộc tôn giả sát phá quân thì với thực lực ấy mà tới thành cự giang này cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được mà cảm thán, cổ vực này đúng là quá phức tạp, nếu như không biết thì ai mà ngờ được một cái thành cự giang thôi lại có nhiều thế lực cường hãn cỡ ấy, chỉ bằng điều này thôi, những thế lực bên ngoài muốn chiếm thành cự giang sợ là cũng chỉ có thể bỏ cuộc chứ chẳng làm được gì. Trên đường đi, Lục Lâm Thiên cũng hỏi được không ít chuyện về thiên địa các, nhưng điều khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là Hoàng Đan cũng chẳng biết gì về thiên địa các. Lục Lâm Thiên cuối cùng chỉ có thể đoán là những người không đủ tu vi thực lực thì căn bản đều không biết sự tồn tại của thiên địa các, có thực lực bao nhiêu thì biết được bấy nhiêu, thế lực cỡ như thiên địa các, người bình thường căn bản là khó mà biết tới được, giống như mình khi xưa vậy, căn bản cũng không biết tới sự tồn tại của thiên địa các. Một đường trò chuyện cùng nhau, hai nàng đều không còn xa lạ gì với Lục Lâm Thiên, cho nên cứ huyên thuyên mãi, còn hỏi không ít chuyện của Lục Lâm Thiên, chỉ là Lục Lâm Thiên cũng rất cẩn thận. Mấy người như Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường cũng không hỏi được gì từ Lục Lâm Thiên, mặc dù Hoàng Đan này cũng chẳng phải nữ tử bình thường, nhưng nếu so với Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường thì vẫn còn kém rất xa. Bất quá đối với cô Hoàng Đan này thì Lục Lâm Thiên cũng phải than thầm trong bụng, Hoàng Đan hoàn toàn không giống với mấy người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ và Hoa Mãn Ngọc, hai tỷ muội quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ thuộc loại nữ tử có tâm trí mạnh, Hoa Mãn Ngọc thì thuộc loại nữ tử dã tính khí phách. Còn Hoàng Đan thì lại thuộc dạng nữ tử vũ mị giỏi đưa đẩy. Lục Lâm Thiên nghĩ, chẳng trách Hoàng Đan có thể trở thành trưởng lão ngoại môn của Vạn Tượng Thương Hành, chủ trì Vạn Tượng Thương Hành cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nếu như Hoàng Đan gia nhập Phi Linh Thương Hành của Phi Linh Môn thì đúng là không tệ, đương nhiên, Lục Lâm Thiên cũng chỉ nghĩ mà thôi. Bốn ngày sau, dưới một dãy sơn mạch, núi cao khuất tầm nhìn, được bao phủ bởi một màu xanh tùm, dáng núi hùng vĩ cao ngất, uốn lượn hướng lên. Từng dòng suối nhỏ chạy ra từ khe núi, trên ngọn núi có sương mù màu trắng bay lượn. Cây cối xanh bên dưới rừng thì có suối chảy róc rách, cảnh tượng như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, lúc trước từ thành cự giang đi về mình cư nhiên lại không phát hiện. Đại nhân, chúng ta đã tới rồi, đi tiếp thêm một quãng nữa thì chính là Vạn Hạp Quật. Hoàng Đan nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc này chỗ mà mình đang nhìn đúng là có chút không giống. Nói không chừng nơi này lúc xưa chính là hải vực, sau đó lại biến thành lục địa, vỏ trái đất vận động mạnh tạo ra cảnh đẹp quần sơn kỳ lạ hiếm có như vậy, nếu như ở tình huống bình thường thì sơn phong thế này đúng là vô cùng hiếm thấy. Ngay tại Lục Lâm Thiên thầm đánh giá cảnh sắc nơi này, ánh mắt của Hoàng Hân lóe lên, nói. Đại nhân, phía trước là tới rồi, lúc trước ta đã đi vào từ nơi này. Lục Lâm Thiên nghe nói phía trước một đoạn nữa chính là cửa vào Vạn Hạp Quật, núi cao chập trùng. Đỉnh nào cũng chót vót, cây cối biếc xanh, bên trong đó còn có tiếng chim hót véo von, bên dưới còn có thể dễ dàng nhìn thấy suối chảy róc rách, trong veo tận đáy, nước suối đổ xuống mặt đất tạo thành từng làn bọt nước trắng xóa, khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Đây chính là Vạn Hạp Quật sao? Lục Lâm Thiên nhìn không được mà có chút kinh thán, theo lối vào cốc nhìn lại, chỉ thấy một cửa vào hạp cốc dài thật dài xuất hiện trước mắt, mơ hồ còn có thêm tiếng dã thú kêu đang vang vọng. Người bình thường tới đây chắc là trong lòng sẽ sinh ra cảm giác vô cùng rung động. Hoàng tiểu thư, xin đa tạ, đây là ba viên tu hồn đan, là đan dược ngũ phẩm sơ giai, linh hồn lực của ngươi đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ, sau khi uống ba viên đan dược này thì có thể khôi phục được không ít. Lục Lâm Thiên móc ra ba viên đan dược giao cho Hoàng Hân, thực lực của Hoàng Hân này chỉ là vũ phách, dùng đan dược ngũ phẩm đã là cực hạn rồi. Hơn nữa đã nhờ Hoàng Hân dẫn đường cho nên Lục Lâm Thiên cũng chẳng keo kiệt chút nào. Hoàng Hân do dự một chút liền duỗi ngọc thủ ra, thu đan dược vào trong tay, nói. Đa tạ đại nhân. Tốt lắm, các ngươi trở về đi, hẹn gặp lại. Lục Lâm Thiên nói xong, linh lực dưới chân chợt lóe, thân hình lăng không mà đứng, Bạch Linh cũng lập tức bay lên tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Đại nhân, ta đưa người đi, trong Vạn Hạp Quật này ta cũng coi như là quen thuộc. Hoàng Đan đột nhiên nói, không cần đâu, người cứ mau trở về đi. Có người ngoài đi theo thì đúng là không tiện chút nào, lần này đi vào Vạn Hạp Quật, Lục Lâm Thiên tin chắc là sẽ có cách tìm ra đám thị huyết linh phong kia, trừ phi là mình đoán sai, đám thị huyết linh phong kia không có ở bên trong Vạn Hạp Quật. Đại nhân, nếu như có cơ hội thì mời đại nhân trở lại Hoàng gia ngồi một chút, nếu như đại nhân cần thứ gì cũng có thể tới Vạn Tượng Thương Hành tìm ta. Có lẽ ta có thể giúp được phần nào cho đại nhân.
Hoàng Đan khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đưa mắt nhìn thân ảnh áo xanh đang ở giữa không trung rồi nói. Được. Lúc thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên giữa không trung thì hắn đã cấp tốc di chuyển đi, chỉ để lại hai vệt mờ ở giữa không trung. Hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân nhìn về phía bóng dáng gần như đã mất hút giữa không trung kia, trong ánh mắt đều có vẻ hơi phức tạp. Nhìn chết ta rồi, hừ. Cái đầu nhỏ của Tiểu Long bò ra khỏi ống tay áo của Lục Lâm Thiên để xem xét, đôi mắt nhỏ nháy một cái, nhìn chằm chằm về khoảng không phía trước. Lục Lâm Thiên nhìn vào hạp cốc này, sâu bên trong hạp cốc thật dài kia, hai bên hạp cốc lập tức biến thành hình nhánh tẻ. Có dòng suối nhỏ chảy qua, men theo vách núi đổ xuống, có cái trông như một sợi dây dài, có cái lại như một tấm màn treo, tiếng nước chảy mang tới sinh khí cho cả cốc. Ngay bên ngoài hạp cốc này lại xuất hiện vô số hạp cốc nhỏ khác nữa. Đúng là một nơi kỳ lạ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhịn không được liền kinh hô, núi non liền nhau trùng điệp, trong cả dãy sơn mạch lớn như vậy mà chỉ toàn là hạp cốc, hai bên đều là vách núi cao ngất, mỗi một hạp cốc cơ bản đều giống nhau như đúc, khó mà phân biệt được nổi. Tiểu Long, để có cảm giác được khí thức của thị huyết linh phong hay không? Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng. Nhìn về phía trước hỏi Tiểu Long. Nếu như khoảng cách gần thì không thành vấn đề, còn quá xa thì ta cũng không làm được. Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưỡi rồi nói. Suy suy. Lục Lâm Thiên do dự một chút, kết xuất thủ ấn, nhanh chóng gọi con thị huyết linh phong nhất giai bên trong không gian thú nang ra. Con thị huyết linh phong này cũng chỉ mới lớn cỡ ngón tay cái mà thôi. Mặc dù là linh thú nhất giai, nhưng thân thể của thị huyết linh phong cấp này thì chỉ lớn cỡ đó mà thôi. Lúc này Lục Lâm Thiên lại biến hóa thủ ấn lần nữa, một đạo quang mang màu đỏ đột lập tức bắn ra từ trong lòng bàn tay. Ngao! Một tiếng thú kêu mơ hồ đột nhiên phát ra từ trong lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên, trong lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một cỗ huyết hồn ấn giống rồng mà chẳng phải rồng, như hổ mà không phải hổ lao ra, một cỗ uy áp bắt đầu khuếch tán ra từ trên người nó. Vung huyết hồn ấn trên tay ra, tiếng thú kêu tựa long phượng sư hổ mang theo thanh âm ầm ầm. Lập tức hóa thành một đạo quang mang màu đỏ cực nhỏ, trực tiếp bao phủ cơ thể của con thị huyết linh phong kia. Thị huyết linh phong nhất giai mà thôi, lần này Lục Lâm Thiên bố trí hồn ấn cơ hồ không có bất kỳ khó khăn nào, ánh mắt của con thị huyết linh phong lập tức dại ra. Theo thủ ấn do Lục Lâm Thiên kết xuất ra trong nháy mắt, một đạo quang mang thần dị cực nhỏ liền trực tiếp chui vào trong mi tâm của con thị huyết linh phong kia. Trong đôi mắt kép hình cầu của con thị huyết linh phong này lúc này, bị khống thú thuật khống chế. Mặc dù linh trí chẳng được bao nhiêu, nhưng trong mơ hồ, linh hồn bên trong não hải của nó đã tuyệt đối phục tùng và thuần phục dưới Lục Lâm Thiên, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Đi! Khẽ quát một tiếng, Lục Lâm Thiên phân phó cho con thị huyết linh phong này bay về phía trước, theo như tài liệu ghi lại trên thiên linh lục, Lục Lâm Thiên cũng coi như biết được không ít thứ về thị huyết linh phong, giữa thị huyết linh phong và đồng loại có một cách tìm kiếm nhau rất riêng. Trong một khoảng cách nhất định là chúng có thể dễ dàng tìm được đồng loại. Mà thị huyết linh phong còn một điểm biến thái nhất chính là một khi một con thị huyết linh phong chích một kim lên người của đối thủ rồi, thì cho dù kẻ này có chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị cả đàn thị huyết linh phong tìm được. Cho nên, những người biết rõ về thị huyết linh phong, cho dù là gặp một con thị huyết linh phong đơn độc thì cũng sẽ không muốn trêu vào, vạn nhất bị nó đâm cho một châm, vậy thì sẽ bị cả đàn thị huyết linh phong đuổi giết. Có trốn xa cách mấy cũng vô dụng, bởi vì cũng sẽ bị chúng nó men theo khí tức mà tìm được. Trong hạp gốc, con thị huyết linh phong nhất giai bay ở phía trước, mơ hồ không rõ lộ tuyến cụ thể, chỉ bay loanh quanh bên trong hạp gốc, tốc độ cũng không nhanh lắm. Lục Lâm Thiên và Bạch Linh bay theo ở phía sau, trong một mảnh hạp gốc dài hẹp thế này, khắp nơi đều khiến người ta có cảm giác không có đường nào để đi, cứ quanh qua ngoảnh lại trên con đường của hạp gốc, hai bên đều là vách núi thẳng tắp chạm mây. Ít ai lui tới, thi thoảng có tiếng yêu thú và dã thú kêu lên, khiến cho cả hạp cốc lại có thêm chút sinh cơ, nhưng người bình thường mà đi vào thì chắc là sẽ cảm thấy rợn gáy. Lục Lâm Thiên lúc này dù nói là không có mục tiêu gì, nhưng cũng đã hỏi qua Hoàng Hân, tìm kiếm theo lộ tuyến do Hoàng Hân kể lại, bằng không, trong cái vạn hạp quật lớn cỡ này, muốn tìm hết một lượt tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Bên trong cả cái vạn hạp quật này có diện tích rất lớn. Một đường đi tới chỉ toàn kỳ phong quái thạch, vách núi dựng đứng, rừng cây tùm. Trên đường đi Lục Lâm Thiên đã gặp không dưới cả trăm cột đá có hình dạng như măng tre, đều cao tới tận trời, với đủ hình thái khác nhau. Đúng vào lúc này, một chỗ bên trong hạp gốc, cũng có mười mấy đạo thân ảnh lăng không đứng giữa không trung,
tổng cộng có 12 đạo thân ảnh, trong 12 người này không có bất kỳ ai thi triển vũ kỹ phi hành hết, đại biểu cho tu vi của 12 người này ít nhất cũng đều đạt tới vũ xuất. Mà theo khí tức nhìn lại thì bên trong 12 người này cư nhiên lại có một linh vương nhất trọng, một vũ vương nhị trọng, còn có thêm 10 vũ xuất, hơn phân nửa đều có thực lực vũ xuất thất trọng và vũ xuất bát trọng, hai vũ xuất lục trọng, và hai vũ xuất cửu trọng. Thực lực cỡ này, nếu như để người ngoài nhìn thấy thì nhất định sẽ giật mình cả kinh, loại thực lực cỡ này, không hề thấp hơn mấy thế lực nhất lưu ở cổ vực là mấy, mà một đám cường giả cỡ này lại xuất hiện bên trong vạn hạp quật. Đoạn hồn vương, lần này ngươi ra tay, có nắm chắc hay không? Trong đám người, vũ vương nhị trọng hỏi lại linh vương nhất trọng, người này nhìn chừng 50 tuổi, một bộ trường sam, tay áo rộng dài, bên hông thì quấn một cái đai lưng màu ngân bạch, trán rộng mặt to, cả người lộ ra một cỗ khí tức hùng hậu. Linh vương nhất trọng một bộ hoa phục, nhưng không quá lòe loẹt, dáng người cao gầy, trong mắt cũng lộ ra một cỗ khí âm trầm nhàn nhạt, sát khí tiết ra ngoài, có thể thấy được người này cũng chẳng phải hạng người hay nhân từ nương tay. Lưu Kiếm huynh, lần này có người ra tay, cộng thêm mấy vị vọng giang song hùng, Lạc Sơn Tứ Anh trợ giúp, ta đã nắm chắc hơn 9 phần rồi. Vị linh vương nhất tổng kia đưa mắt qua nhìn, mỉm cười nói. Vậy thì phải chúc mừng đoạn hồn vương trước rồi, nếu như có thể thu phục thành công con mẫu hoàng phong của bầy thị huyết linh phong kia thì thực lực của đoạn hồn vương nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều. Một vị vũ xuất cửu trọng vận trường bảo lập tức nói. Xin các vị cứ yên tâm đi, lần này đợi sau khi ta chiếm được thị huyết linh phong, đan dược mà ta đã hứa với mọi người nhất định sẽ không thiếu một viên nào. Đoạn hồn vương nói. Bọn ta đương nhiên là tin đoạn hồn vương rồi, hợp tác lâu như vậy. Sao có thể không tin được chứ? Một vũ xuất bát trọng lập tức cười nói. Đoạn hồn vương, người xác định lúc này con mẫu hoàng phong kia đang đột phá sao? Nếu đợi nó đột phá xong, chúng ta muốn đối phó nó sẽ khó hơn rất nhiều. Vị vũ vương nhị trọng được gọi là Lưu Kiếm có chút lo lắng, linh thú khủng bố cỡ như thị huyết linh phong, hắn cũng biết được đôi chút. Ta đã xem xét gần 3 tháng nay, gần đây một đám trứng do mẫu hoàng phong ấp vừa mới nở ra. Đây chính là dấu hiệu nó sắp đột phá, chờ tới lúc quan trọng nhất khi nó đột phá thì sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều, sau khi thành công thu phục và chiếm được con mẫu hoàng phong thị huyết linh phong đó thì đan dược ta đã hứa với các vị sẽ tăng thêm một viên nữa. Ánh mắt của đoạn hồn vương lóe lên, nói với cả đám người. Đa tạ đoạn hồn vương. Mọi người lập tức cảm thấy cao hứng không thôi, phỏng chừng cấp bậc đan dược mà tên đoạn hồn vương này đã hứa sẽ cho bọn họ cũng không thấp chút nào. Trong hạp cốc bao la, một chỗ nào đó, có một cái nham động hạp cốc khổng lồ xuất hiện, cái cửa vào hang này chỉ lớn chừng 1 mét, thậm chí còn bị dây mây chẳng chịt che kín. Thủ tịch trưởng lão, nơi này có chút kỳ quái. Bên ngoài hang, lúc này có 4 đạo thân ảnh đang đứng, nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây thì sẽ nhận ra được, 4 người này chính là 4 linh xuất của vạn tượng môn. Đúng là có chút quái dị, chúng ta vào xem thử đi. Vị lão giả có tu vi linh xuất thất trọng nói, trong tay hắn lúc này có một đoàn hào quang, bên trong không ngờ lại đang bao bọc một con thị huyết linh phong nhất giai, sắc mặt lúc này cũng có chút ngưng trọng. Tịch trưởng lão à, đây không phải là tổ của thị huyết linh phong đấy chứ, không biết con mẫu hoàng phong kia có ở bên trong hay không, vạn nhất đẳng giai của con mẫu hoàng phong kia cao quá, thì chúng ta sẽ khó mà đối phó được với nó, có cần phải trở về thông báo cho môn chủ tới đây hay không? Một trong số 4 người lên tiếng nói. Sợ là sẽ không kịp nữa mất, mấy ngày này trong vạn hạp quật đã có thêm không ít người vào thám hiểm, vạn nhất bị người khác nhanh chân tới trước thì chúng ta sẽ tổn thất lớn rồi, cứ vào xem trước một chút đi, phỏng chừng cấp bậc của con mẫu hoàng phong đó cũng sẽ không mạnh lắm đâu. Linh xuất thất trọng vận trường bào mỉm cười nói xong, 4 người liền đi vào. Bên trong vạn hạp quật bao la, từng đạo hạp cốc nối liền với nhau, vây quanh lại cùng nhau. Tựa như một cái hang khổng lồ, lúc này bên trong vạn hạp quật so với lúc bình thường thì náo nhiệt hơn rất nhiều, không ít cường giả nghe nói tới bên trong hạp cốc có biến hóa liền kéo nhau tới đây để thám hiểm. Xuy xuy, giữa không trung, một con thị huyết linh phong vỗ cánh bay, đột nhiên, con thị huyết linh phong này hệt như vừa cảm thấy được thứ gì đó, thân hình xoay vòng bất định tại một chỗ sâu bên trong hạp cốc. Hình như thị huyết linh phong cảm nhận được gì đó. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ. Đi theo sau lưng của thị huyết linh phong, lấy khả năng cảm ứng của thị huyết linh phong đối với đồng loại, thì khi nó muốn sẽ dễ dàng tìm thấy hơn. Xuy xuy. Nhưng đúng lúc này,
không biết từ nơi nào trong hạp cốc đột nhiên có mấy đạo quang mang màu đỏ chỉ nhỏ bằng ngón út bay ra, nhìn kỹ lại thì thấy hóa ra đó chính là ba con thị huyết linh phong. Ba con thị huyết linh phong nhất giai này nhìn thấy hai người Bạch Linh và Lục Lâm Thiên thì lập tức liền trở nên cảnh giác, trong mắt kép bắt đầu xuất hiện hung mang. Con thị huyết linh phong bị Lục Lâm Thiên bố trí huyết hồn ấn rồi thi triển khống thú thuật khống chế lúc này đột nhiên lại trở nên hưng phấn, lập tức vỗ cánh bay đi, bốn con thị huyết linh phong bắt đầu vui vẻ vỗ cánh bay múa, đối với đám linh thú quần cư thế này mà nói, việc gặp được đồng bọn quả thật chính là chuyện vô cùng cao hứng. Theo sự xuất hiện của con thị huyết linh phong đã bị Lục Lâm Thiên khống chế này, tính cảnh giác trong mắt của ba con thị huyết linh phong kia liền giảm đi không ít. Mẫu Hoàng Phong nhất định ở tại Vạn Hạp Quật này. Nhìn thấy ba con thị huyết linh phong này khiến cho Lục Lâm Thiên gần như có thể khẳng định là con mẫu Hoàng Phong của đàn thị huyết linh phong này chắc chắn đang ở đây, bằng không thì sao có thể xuất hiện nhiều thị huyết linh phong có tu vi nhất giai như vậy ở đây chứ? Lão đại, để cảm giác được khí tức của thị huyết linh phong, ở phía trước đó. Thân ảnh của Tiểu Long bò tới. Đây chính là cửa vào sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy thì liền nhìn về phía trước. Ở giữa cái hạp cốc nghiêng nghiêng ở phía trước xuất hiện một cái thác nước nho nhỏ, nước chảy nghiêng xuống, đổ xuống nền đá bên dưới, từng đợt sóng nước lớn bắn ra tung tóe, mà ở đó lại có một cái miệng hang rất khó phát hiện. Ánh mắt xoay chuyển, Lục Lâm Thiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng, Hoàng Hân cũng đã nói, lúc trước nàng ta chính là đi vào men theo một cái thác nước nhỏ, sau khi vào bên trong hang động thì hai tên tùy tùng liền bỏ mạng. Suy suy. Lúc này... bốn con thị huyết linh phong đã bay về phía trước, Lục Lâm Thiên khống chế con thị huyết linh phong kia, cho nên, tất cả đều là an bài của Lục Lâm Thiên, có như vậy mới tìm được vị trí của mẫu Hoàng Phong được. Lục Lâm Thiên cũng có thể đoán được, mẫu Hoàng Phong sợ là đang đột phá, bằng không kể bên này nhất định sẽ không có sự xuất hiện của yêu thú nhất giai, mỗi một con mẫu phong hoàng của mỗi bầy thị huyết linh phong đều thông minh tuyệt đỉnh, linh trí hoàn toàn không thấp hơn so với nhân loại. Nhân loại bình thường thì sợ là linh trí cũng không cao bằng nó, cho nên, nếu như con mẫu linh hoàng này đang đột phá mà nói, sợ là rất khó mà tìm được nó nhất định sẽ bố trí không ít thủ đoạn. Theo chúng đi vào bên trong cái nham động này, Lục Lâm Thiên đưa mắt đánh giá, hình như cái nham động này có chiều dài không ngắn, chỉ có ánh sáng le lói truyền tới. Đi sâu vào bên trong hơn còn có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt tí tách và tiếng nước chảy ầm ầm. Phía trước thì có vẻ sáng sủa hơn một chút, cái nham động này cũng rộng hơn, bên trong nham động, nhiệt độ không cao nhưng lại vô cùng ẩm ướt, mà lúc này bên trong lại có thạch nhũ kỳ lạ xuất hiện, ánh sáng lờ mờ bên trong nham động này chính là do mớ thạch nhũ này phản chiếu lại mà thành, dưới chân còn có một dòng suối ngầm, nước suối trong veo chảy ào ào. Cẩn thận một chút, có gì đó rất lạ. Bạch Linh nhấc mắt, nhìn chằm chằm vào một chỗ sâu bên trong hang. Lão đại! Có rất nhiều thị huyết linh phong. Cái đầu nhỏ của Tiểu Long ló ra từ trong tay áo của Lục Lâm Thiên, cái lưỡi nhỏ phun ra nuốt vào, ánh mắt thì chẳng có vẻ gì là ngưng trọng cả. Vù vù. Đúng vào lúc này, từ sâu bên trong hang động có một loại tiếng vỗ cánh o o phát ra, tựa như có hơn cả vạn con rơi đang vỗ cánh vậy. Chỉ một lát sau, liền xuất hiện một cảnh tượng khiến cho Lục Lâm Thiên phải kinh thán. Chỉ thấy trong nham động tối om om trước mặt lúc này đột nhiên lại có một đàn màu đỏ chằng chịt dày đặc ùa ra, nhìn không thấy điểm cuối, một cỗ khí tức cường hãn đột nhiên lan ra. Nhiều thị huyết linh phong như vậy. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng nhảy lên, cả một đàn thị huyết linh phong dày đặc cỡ này, sợ là cũng phải hơn cả vạn con, chỉ nhìn sơ qua, toàn bộ đều là thị huyết linh phong có tu vi nhất giai. Hừ, cái lưỡi nhỏ của Tiểu Long phun ra nuốt vào, quanh thân lóe lên hoàng quang. Một cỗ khí tức vô hình lập tức tràn ra. Xì xì. Cả một đám thị huyết linh phong mới ban nãy mắt còn lộ hung quang vô cùng hung hãn, lúc này lại xì xì kêu lên quái lạ, sau đó là thân thể của chúng nó run lên, rồi lập tức ngã vật hết ra đất, mỗi con thị huyết linh phong cả người đều run rẩy, có khí tức của Tiểu Long áp chế, chúng nó không dám nhúc nhích. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên lộ ra ý cười. Có Tiểu Long ở bên cạnh thì muốn đối phó với đám thị huyết linh phong sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi, đám thị huyết linh phong nhất giai này mặc dù dễ đối phó, nhưng kiểu tấn công tự sát của chúng thì làm cho người ta chẳng biết làm sao. Lời vừa dứt thì cả Lục Lâm Thiên và Bạch Linh đều thả người bay lên, lập tức xuyên qua đám thị huyết linh phong dày đặc này, có khí tức của Tiểu Long áp chế, đám thị huyết linh phong nhất giai này nào dám nhúc nhích. Trong nham động, vô số cửa động ngang dọc nối liền với nhau, giao nhau chằng chịt.
giống như một cái mê cung khổng lồ vậy, thi thoảng còn có thể nhìn thấy một vài con thị huyết linh phong rải rác, nhưng tu vi đều là nhất giai cả, nên không tạo thành uy hiếp gì, chỉ là muốn tìm được mẫu hoàng phong thì lại vô cùng khó khăn. Trong không gian to lớn như vậy, lúc này có 12 thân ảnh xuất hiện, phía trước hang lúc này xuất hiện mấy ngàn con thị huyết linh phong đen đặc, mà mấy con thị huyết linh phong thì có cơ thể to chừng hai ngón tay, mắt kép để lộ hung quang, nếu chỉ là khí tức của một con thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng lúc này có những mấy ngàn con tụ lại cùng một chỗ, khí tức cũng lên tới mức cực kỳ cường hãn. Thị huyết linh phong nhị giai, xem ra mẫu hoàng phong của bầy thị huyết linh phong này ở cách đây không xa, chúng ta đi vào thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, mặc dù chỉ là thị huyết linh phong nhị giai, nhưng nếu như lỡ bị chúng tấn công chúng thì vẫn có chút phiền phức đấy. Trong 12 người, ánh mắt của Đoạn Hồn Vương mặc hoa phục trầm xuống, một cỗ linh lực bàng bạc lập tức tràn ra, linh lực đầu động, nháy mắt liền có một đạo linh hỏa nóng rực trực tiếp đốt cho không gian gợn sóng tản ra và biến thành màu đỏ, sau đó lập tức phun về phía trước. Xèo xèo, hỏa diễm khủng bố cỡ ấy, nhưng đám thị huyết linh phong kia thì lại hoàn toàn không sợ, trong nháy mắt liền ập xuống với khí thế phô thiên cái địa. Đám thị huyết linh phong nhị giai này vừa chạm phải linh hỏa khủng khiếp kia thì nháy mắt liền hóa thành cho tàn, chỉ là cả bầy thị huyết linh phong đang ập xuống lại không chút sợ hãi, trực tiếp lao thẳng xuống như tự sát. Suy suy, lúc cả đàn thị huyết linh phong dày đặc bị hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi thì vẫn theo bản năng phóng phần ngao châm ở đuôi của mình ra, bên trong ngao châm có một cỗ độc tố nhàn nhạt lan ra, trong nham động lập tức có một cỗ sương mù màu đen toát ra. Hiu hiu, trong nham động từng cây ngao châm nhỏ tới mức khó mà nhìn thấy bằng mắt thường bắn ra dữ dội, trực tiếp bắn về phía đám người kia. Linh hỏa của tên Đoạn Hồn Vương này mặc dù có lợi hại, nhưng trong một đàn thị huyết linh phong phô thiên cái địa thế này thì vẫn để sót rất nhiều con bay tới trước mặt những người còn lại. Phá! Một vị vũ xuất thuộc tính hỏa bắt đầu tuôn chân khí ra mãnh liệt, trong tay lập tức xuất ra một ngọn hỏa diễm cực nóng, vài chục con thị huyết linh phong liền lập tức hóa thành cho tàn. Đi! Ánh mắt của một vị phụ nhân vận cung trang trầm xuống, thủ ấn vừa kết, phất tay một cái liền có một đạo xoáy khí đánh ra, cũng có không ít thị huyết linh phong bị cuốn vào bên trong, sau đó bị nghiền nát thành huyết vụ. Mọi người cùng ra tay, chỉ một lát liền giết sạch sẽ mấy ngàn con thị huyết linh phong nhị giai này, trên mặt đất lúc này chỉ toàn một cỗ mùi lạ gai mũi khó chịu, còn có mùi khói độc nhàn nhạt xuất hiện bên trong nữa. Chúng ta đi nhanh đi, đám thị huyết linh phong này rất quỷ dị. Hình như chúng đã phát ra tín hiệu cầu cứu, phỏng chừng lúc này có không ít thị huyết linh phong đang tới đây, tìm mẫu hoàng phong quan trọng hơn, đừng để cho đám thị huyết linh phong bên ngoài làm trễ nãi. Sắc mặt của Đoạn Hồn Vương trầm xuống, nhanh chóng rời khỏi nham động. Mọi người cũng không dám xem thường, cái tính của thị huyết linh phong thì ai cũng biết cho nên đều lập tức rời khỏi đây. Mà sâu bên trong nham động dài hun hút kia, bên trên có một gốc thạch nhũ kỳ lạ phát ra ánh sáng mờ mờ, lúc này bốn linh suất của vạn tượng môn đang bị mấy ngàn con thị huyết linh phong bao vây, sợ là phải có khoảng 2-3 ngàn con nào cũng to bằng 3 ngón tay, hai cánh đỏ như máu, khí tức hung hãn, trong nháy mắt liền lao xuống chỗ của bốn người, thanh âm ù ù của cánh vỗ quẩn quanh bên trong nham động tạo thành một loại thanh âm vô cùng quỷ dị. Mọi người cẩn thận một chút, đây đều là thị huyết linh phong tam giai, đừng để chúng nó tới gần, bằng không thì sẽ hỏng mất. Ánh mắt của vị linh xuất thất trọng của vạn tượng môn có chút ngưng trọng, thủ ấn trong tay kết xuất, một cỗ linh hỏa tuôn ra dữ dội, trực tiếp phủ kín miệng hang, lập tức có từng trận tiếng xèo xèo truyền tới, tiếp theo là một màn khói cháy đen ngập tràn cả nham động. Nham động ngang dọc nối nhau, lúc này đồng thời đều có mấy đạo thân ảnh, bên nào cũng là bị thị huyết linh phong ngăn chặn, đều tự thi triển công kích thoát thân, sắc mặt cả đám đều vô cùng kích động. Trong một nham động có nhiều nhũ thạch đan xen chồng chất. Phía trước có mấy trăm con thị huyết linh phong to bằng lòng bàn tay đang che kín trước cửa nham động, cơ thể của mấy con thị huyết linh phong đúng thật là thoạt nhìn có vẻ dữ tợn hơn rất nhiều, trên đôi cánh mỏng màu đỏ kia, mép cánh mỏng bén nhọn như lợi đao, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức cường hãn, lúc này, đám thị huyết linh phong to cỡ lòng bàn tay kia có thể thấy được còn có túi mật. Đầu và ngực đều rộng như nhau, bên trên còn có cả râu, mắt kép hình trứng lộ ra vẻ hung quang. Phía dưới cái bụng còn có một cây ngao châm bén nhọn cực nhỏ, thoạt nhìn còn lóe sáng nữa. Thị huyết linh phong tứ giai. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên khẽ giật, ở tại nơi này có hơn 500 con thị huyết linh phong tứ giai, trong đó có phân nửa là có khí tức của tứ giai hậu kỳ, mà 500 con thị huyết linh phong tứ giai,
quả thật là còn cường hãn hơn so với 500 kẻ có tu vi vũ phách nhiều. Mau lui ra cho ta. Lúc này Tiểu Long trầm giọng quát một tiếng, một cổ khí tức linh hoàng lập tức lan ra, cái đầu nho nhỏ cũng bò ra khỏi ống tay áo của Lục Lâm Thiên. Có khí tức yêu hoàng của Tiểu Long áp xuống, ánh mắt của mấy trăm con thị huyết linh phong lập tức đại biến, uy áp đến từ huyết mạch và linh hồn bao trùm xuống khiến cho chúng căn bản không cách nào phản kháng. Chỉ kiên trì trong thời gian chừng một cái nháy mắt là toàn thân của mấy trăm con thị huyết linh phong này lập tức run rẩy. Chỉ trong nháy mắt mấy trăm con thị huyết linh phong liền phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy liên tục. Linh thú tứ giai đã có linh trí hoàn toàn khác với nhân loại, thị huyết linh phong cũng sẽ như vậy, bất quá thị huyết linh phong có chỗ không giống thì chính là chỉ có mẫu hoàng phong thì mới như vậy. Đám thị huyết linh phong dưới mẫu hoàng phong, tới tu vi tứ giai, có thực lực tứ giai. Nhưng linh trí cũng yếu nhược hơn, đồng thời cũng không thể nói được tiếng người, cho dù có tới được thất giai đi nữa, thì ngoại trừ mẫu hoàng phong có thể biến hóa ra, những con thị huyết linh phong khác hoàn toàn không thể biến hóa được. Điều này có liên quan tới thiên phú thể chất của thị huyết linh phong, những loại yêu thú và linh thú cỡ này, trong thiên địa cũng không chỉ có mỗi mình chủng tộc của thị huyết linh phong. Lúc này dưới uy áp của Tiểu Long, mấy trăm con thị huyết linh phong tứ giai này cũng chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Lục Lâm Thiên cảm thấy vui vẻ, nếu mà phải đối phó với hơn 500 con thị huyết linh phong tứ giai kiểu này thì rất là phiền toái, thị huyết linh phong lên tới tứ giai, thực lực và thân thể đều cường hãn tới mức độ nhất định, muốn đối phó với chúng thì rất khó, có Tiểu Long đúng là dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta đi, Lục Lâm Thiên nói, thân hình nhẹ nhàng lướt qua, dọc theo con đường này, toàn bộ thị huyết linh phong đều bị Tiểu Long khiến cho không dám động đậy, giảm được không ít phiền toái. Ầm ầm. Nhưng đúng vào lúc này, cả nham động đột nhiên bắt đầu rung chuyển ầm ầm, giống như có địa chấn rất mạnh vậy, chỉ là cơn rung chuyển này lại biến mất chỉ trong nháy mắt. Biến hóa này khiến cho Lục Lâm Thiên lập tức khựng bước, bắt đầu xuất tâm thần ra dò xét. Lão đại, hẳn là ở ngay phía trước đó, để cảm giác được một cổ khí tức rất mạnh. Tiểu Long nói, chúng ta đi qua đó. Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy vui vẻ, linh lực dưới chân vừa lóe. Thân ảnh lập tức lao về phía trước, mẫu hoàng phong đối với Lục Lâm Thiên mà nói thì đúng là một hấp dẫn cực lớn. Lâm Thiên, cẩn thận một chút, ở đây còn có những người khác nữa, động tĩnh vừa rồi hình như là có linh thú đang đột phá. Ánh mắt của Bạch Linh lóe lên, đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, hai người đi song song với nhau, quang mang dưới chân lóe lên, chỉ vài cái đã lách mình tới phía trước rồi. Những người khác là do ngộ nhập vào đây hay là cố ý tới tìm thị huyết linh phong? Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, sau vài cái lách mình, nham động trước mặt đột nhiên sáng bừng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó, trong lòng Lục Lâm Thiên nhìn không được mà thầm than, bên trong nham động khúc chiết thông u này cư nhiên còn có một cái nham động vô cùng to lớn nữa. Cái nham động khổng lồ này sợ là phải tới 2-3 vạn thước cơ, phía trên hang tựa như một tầng để không vậy, bên trên có nhiều loại thạch nhũ kỳ lạ đưa ra, bên dưới nham động thì lại có mạch nước ngầm chảy qua, mang theo tiếng ầm ầm. Bên trong cái nham động này, bốn phía có quái thạch vắt ngang, còn có không ít thực vật dưới lòng đất sinh trưởng nơi đây, lại còn vô cùng tươi tốt, không khí vấn vương khí tức linh dược, bên trong cái hang này không ngờ còn có linh dược mọc kín mít, không ít thứ là dược tài luyện chế đan dược cao phẩm nữa. Xung quanh nham động lúc này cũng có không ít miệng nham động nhỏ khác thông đi bốn phương tán hương, nham động lớn cỡ này đập thẳng vào thị giác của Lục Lâm Thiên, thật không ngờ ở nơi này lại có một vùng đất như vậy. Ầm ầm. Bên trong nham động khổng lồ này bây giờ lại vang lên tiếng ầm ầm lần nữa, chỗ sâu bên trong nham động, một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc đang hội tụ lại, năng lượng thiên địa khổng lồ lúc này chính là điên cuồng rót xuống một cái tổ khổng lồ ở chỗ sâu bên trong nham thạch, cái tổ ong lớn kia sợ là phải hơn 500 thước, móc lơ lửng trên trần nham động như một chuỗi sâu bồ đào. Cái tổ ong này có màu đỏ tươi, lúc này phát ra ánh huỳnh quang, tựa như có máu tươi đang chảy xuôi theo vậy. Phía trên của nó có ngàn vạn cái cửa động nhỏ xíu chằng chịt. Vù vù. Trong nham động lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc đang điên cuồng rót vào bên trong cái tổ ong này, tạo thành một cỗ lốc xoáy nhỏ bên trong nham động, khiến cho không gian chung quanh nổi lên gợn sóng. Bên trong cái tổ ong màu huyết hồn có một cỗ khí tức bàng bạc tản ra, khiến cho linh hồn của Lục Lâm Thiên vô hình bị áp chế một chút. Lâm Thiên, có chút phiền toái nhỏ rồi, còn mẫu hoàng phong này đang đột phá thất giai. Sợ là đã sắp đột phá rồi. Thanh âm của Bạch Linh truyền vào trong não hải của Lục Lâm Thiên. Sắp đột phá thất giai.
Lục Lâm Thiên cũng đã cảm giác được, bên trong tổ ong, theo khí thức mà xem thì con mẫu hoàng phong này đang đột phá thất giai, mà một khi mẫu hoàng phong đã đột phá thất giai thì càng thêm khủng bố hơn so với đám linh thú thất giai bình thường rất nhiều. Trong đám linh thú thì thị huyết linh phong này kỳ thực rất thưa thớt, bởi vì loại linh thú này rất khó duy trì nòi giống được. Thị huyết linh phong đều là từ trứng tiến hóa mà ra, chỉ có mẫu hoàng phong mới có thể đẻ được trứng, trong tình trạng không có giao phối thì mẫu hoàng phong vẫn có thể đẻ được trứng, chỉ là nếu như không có giao phối để đẻ trứng thì đống trứng đó sau khi nở ra đều là thị huyết linh phong giống được cả, chỉ có sau khi giao phối mới có thể sinh ra thị huyết linh phong giống cái, nhưng sau khi giao phối xong thì thị huyết linh phong giống được sẽ chết, lại thêm một vài nhân tố khác, tóm lại là thị huyết linh phong sinh sản rất khó khăn. Cho nên số lượng thị huyết linh phong cực kỳ ít, thậm chí là hiếm thấy luôn. Bất quá trời cao vẫn rất công bình, số lượng thị huyết linh phong ngày càng thưa thớt, nhưng thực lực của nó thì lại cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể nói là cường hãn hơn những kẻ có tu vi đồng cấp rất nhiều, mà mẫu hoàng phong thị huyết linh phong này chính là chỗ dựa lớn nhất, nó có thể khống chế đội quân thị huyết linh phong của mình tấn công đối thủ, yêu thú, linh thú đồng cấp nếu gặp phải thị huyết linh phong đồng cấp thì cũng chỉ còn nước đi đường vòng mà thôi. Nhìn vào cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc trên nham động lúc này đang rót vào bên trong tổ ong, trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, nếu đợi sau khi con mẫu hoàng phong này đột phá thất giai thì chuyện muốn thu phục nó sẽ khó hơn rất nhiều, Lục Lâm Thiên cũng không ngờ con mẫu hoàng phong thị huyết linh phong này lại đang đột phá thất giai. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy vừa mừng vừa lo, mừng chính là con thị huyết linh phong không ngờ lại đang đột phá thất giai. Nếu như mình có thể thu phục được nó thì thực lực bên cạnh mình sẽ tăng lên khỏi phải nói rồi. Một con mẫu hoàng phong thị huyết linh phong thất giai ở bên cạnh, quả thực chính là có được một đại quân thị huyết linh phong khổng lồ ở bên cạnh, sau này sợ là Vũ Vương và Linh Vương bình thường nhìn thấy mình cũng phải vòng sang đường khác. Mà điều khiến cho Lục Lâm Thiên lo lắng lúc này chính là một khi con thị huyết linh phong này đột phá thất giai thì mình muốn thu phục nó sẽ tốn công sức hơn rất nhiều. Nhưng nếu như ra tay lúc này thì đột phá của thị huyết linh phong sẽ bị chặn lại, tới lúc đó nó sẽ bị trọng thương, sau này liệu có đột phá tới thất giai được thêm lần nữa hay không cũng là một vấn đề, nếu như mình thu phục kiểu đó thì sau này đi theo bên cạnh mình tác dụng của nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên, lúc này Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, ngay lúc Lục Lâm Thiên cảm thấy mâu thuẫn không biết nên chọn ra sao thì bên trong một cổ nham động phía bên trái có bốn đạo thân ảnh nhanh chóng vọt ra. Còn có bốn cỗ khí tức linh lực tuôn trào dữ dội. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm về phía trước, đã thấy vài đạo thân ảnh lộ ra. Người của Vạn Tượng Môn. Nhìn thấy bốn người này xuất hiện, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, bốn người này chính là bốn linh xuất của Vạn Tượng Môn, từ chỗ Hoàng Đan mà Lục Lâm Thiên biết được, bốn người này tới Vạn Hạp Quật này sớm hơn mình 8 ngày, không ngờ bốn người này cũng đi tới đây. Bất quá Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy rất đỗi kinh ngạc với bốn người bọn họ lúc này, bốn người này có thể nói là y phục không chỉnh tề, cả người nhìn qua vô cùng chật vật, đặc biệt là hai linh xuất có thực lực hơi thấp kia, đầu tóc thì rối bời. Mặt mày thì cao có bực dọc. Xì xì. Đúng vào lúc bốn người này vừa mới nhảy ra khỏi nham động thì đột nhiên có tiếng xì xì vang lên một cách cuồng bạo, ngay lập tức có gần 500 con thị huyết linh phong tứ giai ùa ra như thác đổ. Bốn người của Vạn Tượng Môn này cũng nhìn thấy hai người Lục Lâm Thiên và Bạch Linh, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chẳng có thời gian đâu mà nghi hoặc vớ vẩn, bốn người nhanh chóng né tránh, đám thị huyết linh phong sau lưng đã gào thét mà tới, đối phó với cả một đàn thị huyết linh phong thế này, bọn họ căn bản cũng không có cách nào cưỡng chế giết chết được, đám thị huyết linh phong này hoàn toàn không cần mạng, căn bản là có giết cũng không hết. Xì xì. Lúc này mấy trăm con thị huyết linh phong tứ giai sau khi tuôn ra từ trong nham động cũng không tiếp tục đuổi giết bốn linh xuất kia nữa, mà quay về cái tổ ong khổng lồ trong nháy mắt, nhìn chòng chọc phía bên ngoài, trong ánh mắt lúc này xuất hiện vẻ cảnh giới nhìn vào đám nhân loại xuất hiện bên trong nham động lúc này. Vèo. Đúng lúc này, lại có thêm một đạo thân ảnh xuất hiện từ trong nham động khác, người này có thân hình tráng kiện, mặc một bộ trường y màu xám, tóc màu đen ngắn. Quanh thân có một cỗ chân khí cường hãn bắt đầu chuyển động, khí tức đã tới tu vi vũ xuất cửu trọng, nhưng lúc này hắn đang mang một cái đấu bổng màu đen nên không thể thấy rõ mặt được. Xì xì. Ở sau lưng của người này cũng có từng tiếng vỗ cánh xì xì mang theo thanh âm như xuyên phá không gian mà tới, mang theo một cỗ khí tức bạo ngược, lập tức lại có hơn trăm con thị huyết linh phong lao ra, một cỗ khí tức hung hãn lập tức lan ra khắp nham động. Thị huyết linh phong ngũ giai.
Ngay lúc nhìn thấy hơn 100 con thị huyết linh phong to bằng hai bàn tay này bay ra thì ánh mắt của Lục Lâm Thiên khẽ run lên, cả đám này toàn bộ đều là thị huyết linh phong tu vi ngũ giai. Vèo vèo. Cơ hồ là cùng lúc đó, lại có thêm hai đạo thân ảnh nhảy ra khỏi nham thạch cùng nhau, hai người một cao một thấp, người cao thì vừa to vừa béo, thân cao phải hơn 2 thước rưỡi, thể trọng tuyệt đối phải hơn 500 cân, trông như một cự nhân vậy. Cơ hồ có thể sánh được với thân hình của khôi lỗi thấp cấp sơ giai của Lục Lâm Thiên. Còn tên lùn thì thân cao chưa tới 1 thước 6, lại còn gầy như da bọc xương vậy, mắt cũng hõm sâu vào trong, thoạt nhìn giống như một con khỉ đột hơi lớn, lúc này cả hai đều trông vô cùng chật vật, sau lưng của hai người này bây giờ cũng có hơn 100 con thị huyết linh phong ngũ giai đang điên cuồng vọt tới. Ầm ầm, mấy tiếng nổ lớn truyền tới, cũng cùng lúc đó, từ một nham động khác có 12 đạo thân ảnh cường hãn khác nhảy ra, phía sau cũng có một bầy thị huyết linh phong dày đặc trực tiếp nhào ra chẳng khác nào tự sát. Sắc mặt của Lục Lâm Thiên lúc này cũng khẽ biến, 15 người đột nhiên xuất hiện này ai cũng là cường giả cả, vũ xuất cửu trọng mang đấu bổng đi một mình, hai người một cao một thấp kia, người cao cũng là linh xuất cửu trọng, người lùn thì là vũ xuất cửu trọng, 12 người còn lại thì còn khủng bố hơn nữa, hai người dẫn đầu, một là linh vương nhất trọng, một là vũ vương nhị trọng, còn có hai vũ xuất cửu trọng, mấy người còn lại kia ai cũng là vũ xuất cao giai cả. Náo nhiệt rồi đây. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, hôm nay có muốn không náo nhiệt cũng không được, không ngờ vào tới bên trong nham động vạn hạp quật này lại có thể gặp được nhiều cường giả như vậy. Vù vù. Cả cái nham động lúc này đầy giấy thị huyết linh phong tuôn ra dày đặc, cả nham động lúc này chỉ còn một màu đỏ chói gào thét, trong những nham động kia. Vô số thị huyết linh phong ùa về như không có điểm dừng. Một màn này khiến cho cả đám người cũng phải đưa mắt nhìn kỹ, cả đám không giấu nổi vẻ kinh ngạc và vô cùng rung động. Cứ thế trong một lát, trong nham động đột nhiên trở nên có chút yên tĩnh trở lại, khoảng không bao la phía trên của nham động lúc này đang có vẻn vẹn hơn 3 vạn con thị huyết linh phong nhất giai đang vỗ cánh phía trước. Thị huyết linh phong dày đặc tựa như một đoàn sương mù màu đỏ, ở đằng sau còn có hơn 1 vạn con thị huyết linh phong nhị giai. Hơn 5.000 con thị huyết linh phong tam giai, hơn 1.000 con thị huyết linh phong tứ giai. Phía chung quanh đỉnh hang lúc này, bên cạnh tổ ong khổng lồ màu đỏ tươi kia cũng có hơn 300 con thị huyết linh phong ngũ giai, con nào cũng lớn chừng 2 bàn tay, khí tức vô cùng cường hãn. Ong ong! Đúng lúc này, khí tức cuồng bạo hung hãn do 4-5 vạn con thị huyết linh phong dày đặc này hội tụ thành ngập tràn bên trong nham động, mang theo thanh âm vỗ cánh o o kia. Khiến cho người ta không khỏi cảm thấy rợn hết cả gáy. Ai cũng biết, vạn nhất đám thị huyết linh phong này nhìn chúng ai thì đó nhất định là ác mộng của kẻ đó. Nếu như 300 con thị huyết linh phong ngũ giai cùng vây quanh một vũ xuất cửu trọng thì vũ xuất cửu trọng này cũng chỉ còn nước chảy trôi chết mà thôi. Nhìn có vẻ náo nhiệt đây. Tiếng cười khẽ của Bạch Linh quanh quẩn bên tai của Lục Lâm Thiên, ánh mắt cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng. Với thực lực của Bạch Linh bây giờ thì muốn đối phó với đám người trước mắt này quả thật là không phải vấn đề to tát gì, chỉ là lúc này đang ở thân phận mạc sầu, không thể bộc lộ ra bản thể, vô hình thực lực cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng cái ảnh hưởng này cũng không lớn lắm. Ừ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.